Tiên nghịch chương 1043, hiểm trung thủ kiếm. Nhìn vào cổ cổ thần trong tầng băng, nơi đó còn một ít viên kết tinh, tay phải Vương Lâm cách không từ lỗ hổng lúc trước mở ra trên tầng băng, hút toàn bộ đám hạt kết tinh này ra cẩn thận đặt trong túi trữ vật, quá trình này hắn rất cẩn thận, theo từng viên được hút ra, cộng cả cái lúc đầu, tổng cộng là 23 viên làm xong chuyện này, Vương Lâm nhìn chằm chằm miệng vết thương ở đầu cổ thần, bên trong không còn bất kỳ một viên kết tinh nào. Vương Lâm trầm ngâm một lúc đang định rời đi, bỗng. Nhìn ánh mắt hắn ngưng lại, nhìn chỗ sâu trong miệng vết thương cổ cổ thần, ở trong nháy mắt vừa rồi hắn mơ hò nhìn thấy bên trong như có ánh đỏ chợ lóe thần thức hắn đảo qua nhưng không có phát hiện gì Vương Lâm hơi trầm ngâm. Nguyên lực trên tay tràn ngập đặt trên một khối băng, ngọn lửa trên tay cuồn cuộn ra từng hồi tiếng động răng rắc vang lên, lỗ hổng thông đạo bắt đầu lan tràn vào phía trong theo thông đạo không ngừng mở rộng vào trong. Vương Lâm nhìn không chớp mắt phía trước mặt, rất nhanh tầng băng này từ thông đạo mở ra rông lớn, trực tiếp kéo vào vào chỗ sâu trong cổ cổ thần, trong nháy mắt Vương Lâm thấy được một vật lúc trước lóe lên ánh đỏ đó là một thanh thiết kiếm, trên thanh kiếm này có vô số tơ hồng bao phủ, tơ hồng này chậm rãi nhúc nhích các cao quấn quanh thanh kiếm. Thanh thiết kiếm này rất là tầm thường không có bất kỳ chỗ nào thần kỳ, nhưng trong khoảnh khắc Vương Lâm nhìn thanh kiếm này lập tức có một loại cảm giác quen thuộc, mơ hồ hắn đã từng ở nơi nào nhìn thấy vật giống như vậy còn không nhớ tới nơi nào thì thấy thanh thiết kiếm. Vương Lâm ngay lập tức cảm nhận được một cổ nguy cơ đáng sợ từ đám tơ hồng quấn quanh thanh kiếm kia vẽ mặt Vương Lâm thay đổi. Lúc trước thần thức Vương Lâm cách tầng băng quét qua vẫn không phát hiện thiết kiếm và tơ hồng này, nhưng lúc này sau khi mở ra lỗ hổng hắn nhìn thấy trong mắt rõ ràng xuất phát từ sự cẩn thận, Vương Lâm lại tản thần thức và chậm chậm đảo về phía trước, trong thần thức vẫn như cũ không có tơ hồng. Và thiết kiếm kia, cũng giống như lúc trước trong đầu cổ thần này không có gì khác thường, nhưng trong mắt rõ ràng nhìn thấy tơ hồng và thiết kiếm lại khiến Vương Lâm càng thêm cảnh giác Vương Lâm mặt không thay đổi chậm rãi lui về phía sau, thanh thiết kiếm này và tơ hồng quấn quanh khiến hắn cảm thấy rất quỷ dị bởi thế không nên sơ ý đụng chạm là hơn trong khi lui ra phía sau ánh mắt Vương Lâm Thủy chung vẫn nhìn vào thanh thiết kiếm. Trên thanh kiếm này có mấy chỗ rỉ xét loan lỗ thoạt nhìn. Rất giống vật của người thường, nhìn rất quen mắt. Bỗng nhiên bước chân đang lui ra sau Vương Lâm người lại, trong đầu phản phất như có một tia chớp ầm vang lóe lên quét qua trong trí nhớ hắn, hai mắt Vương Lâm đột nhiên trợn to, nhìn chầm chầm vào thanh kiếm kia, hít sâu một hơi, hắn đã nghĩ ra. Nắm xưa trong mộ chu tước ở chu tước tinh, hắn từng nhìn thấy một thanh kiếm giống như này, chẳng qua vết rũ xét khác nhiều, thanh kiếm lúc trước kia cuối cùng bị sứ giả thác sâm cướp đi, xem bộ dáng hắn vào lúc cướp được thanh kiếm kia lộ ra vẻ mừng như điên, cho tới tận bây giờ điều đó vẫn rất mới mẻ trong ký ức Vương Lâm trong nháy mắt nhận ra thanh kiếm này Vương Lâm ngừng lui về sau, hắn nhìn chầm chầm thanh kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ do dự tu luyện tới bây giờ. Vương Lâm đã hiểu được ký ức của mình được truyền thừa cũng không đầy đủ một đoạn ký ức vị thiếu kia lại cực kỳ quan trọng ghi lại rất nhiều việc mấu chốt ký ức đó trong tay thác sâm cũng giống như thanh kiếm này có lẽ thác sâm biết được nguồn gốc nhưng vương lâm lại không biết chỉ có điều thanh kiếm có thể khiến thác sâm lộ vẻ mừng như điên tuyệt đối không đơn giản thanh kiếm này tuy không phải cùng một vật giống thanh lúc trước nhưng xem bộ dáng cũng cùng một loại lấy hay không lấy vương lâm chợt do dự ánh mắt rời khỏi thanh thiết kiếm dừng trên tơ hồng quấn quanh thanh kiếm, một tia khí tức đáng sợ truyền ra trong tơ hồng khiến cho vương lâm thủy chung cảm nhận nguy cơ vương lâm không biết tơ hồng kia là cái gì, nhưng rõ ràng cảm nhận được sợ đáng sợ của nó, nếu hiện tại cứ thế rời đi có lẽ không làm tơ hồng kia chú ý, có thể an toàn rời khỏi, nhưng nếu lấy thanh kiếm bị tơ hồng quấn quanh, chỉ sợ lập tức bị tơ hồng quỷ dị kia tấn công đối với vật không biết, với tính cách của hắn không dễ dàng mạo hiểm, nhưng sự hấp dẫn của thanh kiếm lúc này khiến cho hắn rất động tâm trong đầu đấu tranh một lúc. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ quyết đoán, có câu trong hiểm nguy cầu phú quý, nếu cứ thế rời đi tuy là an toàn nhưng lại mất đi thanh kiếm này. Hơn nữa nơi này là động phủ tiên đế, một khi hiện tại không lấy, ngày sau muốn tới nơi này nữa vậy lại phải cực kỳ gian nan, như vậy, đến núi châu báu mà tay không quay về là Vương Lâm không cam lòng trong lòng quyết định, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn phía trên hố sâu từ vị trí này có thể thấy được vô số sông băng lần lượt đang xen rậm rạp che kín con đường chỉ chừa ra một ít khe hở vang vẹo có thể đi thông qua âm thầm tính toán một chút khoảng cách lúc trước chìm vào nơi đây, Vương Lâm suy nghĩ một. Lát hắn ngẩng đầu nhìn chầm chầm vào thanh kiếm ở sâu trong đầu cổ thần dưới tầng băng. Hung hăng nghiến răng, hai tay Vương Lâm bấm pháp quyết, trong mắt hắn lập tức lóe lên ánh sáng ngọn lửa tu vi đỉnh khuy niết hậu kỳ đại viên mãn trong nháy mắt bùng nổ từ trong cơ thể mà ra cô thần tinh điểm trên mi tâm hắn lại biến ảo tấp tốc xoay tròn toàn thân phát ra những tiếng động bang bang lực lượng của thần dung nhập tứ chi vương lâm hung hăng nắm tay lại cảm nhận dược giống như là đã nắm chắc lực lượng thiên địa hai mắt vương lâm không hề do dự tay phải bỗng duỗi ra phía trước trong nháy mắt ngọn lửa trong hai mắt hắn rít cào bay ra nguyên lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển ngưng tụ vào tay phải. Theo hao cánh tay vương ra, lập tức biển lửa ngập trời từ tay vương lâm tràn ngập ra phía trước ám quyết tay phải vương lâm thay đổi liên tục, lập tức biển lửa đi thẳng đến đầu cổ thần, trong nháy mắt đã bao vây đầu cổ thần, lập tức tầng băng bên trong bị hòa tan trong phạm vi lớn. Cùng lúc đó rất nhiều ngọn lửa từ thông đạo được Vương Lâm phá vỡ tầng băng trong miệng vết thương đầu cổ thần nhảy vào trong, chi chớp mắt ngọn lửa liền tới gần thanh thiết kiếm ngọn lửa xông tới gần, sợi tơ hồng trên. Thanh kiếm lập tức trung lên, duỗi thẳng ra, không ngờ phân hóa thành vô số chi nhánh, trong khoảnh khắc biển lửa tràn lan, tơ hồng phun ra một mảng sương mù hông lớn, bay thẳng đến biển lửa. Một tiếng nổ tầm, động trời vang lên, biển lửa bị màn sương hông tràn tới lập tức bị dập tắt, cuộn ngược ra ngoài, hai mắt vương lâm chợt lóe, không chút nghĩ ngợi há mồm phun một ngụm khí nguyên thần. Tinh khí nguyên thần vừa phun ra lập tức biển lửa giống như được đổ thêm dầu, nháy mắt tăng mạnh mẽ tràn lan ra tầng băng bao phủ đầu cổ thần xuất hiện hàng loạt vết trạng dưới uy lực biển lửa ầm ầm sụp đổ vô số khối băng bị thiêu đốt văng ra khắp nơi rơi lên vách đá hố sâu phát ra nhưng tiếng động bang bang mất đi tầng băng đầu cổ thần xuất hiện rõ ràng trước mắt vương lâm chắc là đầu cổ thần này đã thật lâu nằm trong tầng băng lúc này tầng băng vừa sụp đổ đầu cổ thần lập tức thối rửa rất nhanh Cùng lúc đó một mùi thối rửa tràn ngập bốn phía, đầu cổ thần nhanh chóng thối rửa, trong nháy mắt hóa thành một bộ xương đầu thật lớn. Xương đầu này màu đen sẫm, ở trong đầu lâu xuất hiện một màn xương hông khoảng mươi trượng, từng tia hung hăng theo màn xương hồng tràn ra, không ngừng lay động, trong đó có số sợi nhỏ gắt gao quấn quanh thanh kiếm. Vương Lâm không chút nghĩ ngợi, trong khoảnh khắc tầng băng phủ đầu cổ thần sụp đổ thân hình hắn hóa thành một dạo ánh sáng dưới vô số khối băng văng ra lập tức tới gần, một tay cầm lấy thanh kiếm, trong khoảnh khắc cầm thanh kiếm này nguyên lực trong cơ thể vương lâm không chút giữ lại điên cùng lao ra lập tức bên ngoài thân thể hắn hình thành một biển lửa hình tròn biển lửa này theo tay phải hắn theo thanh kiếm trực tiếp lan tới nhưng dợi tơ nhỏ quấn quanh thanh kiếm đồng thời tay phải vương lâm nắm thành nắm đấm lực lượng cốt thần bỗng tràn ngập tay trai hung hăng đánh về phía trước một đòn này vừa ra lập tức thân hình hư ảo cổ thần biến ảo ra phía sau hắn ầm một tiếng một quyền đánh xuống dưới sự tấn công của năm tay cổ thần và biển lửa, những sợi tơ mảnh quấn quanh thanh kiếm lập tức có mấy sợi đứt rời, những sợi khác còn cuốn quanh thân kiếm thì rụt lại phía sau một chút. Tiếp đó, Vương Lâm hét lớn một tiếng, tay phải háng keo mạnh về sau, lập tứ thanh kiếm thoát khỏi đám sợi tơ quấn quanh, được Vương Lâm chân chính nắm trong tay trên thanh kiếm lập tức lóe lên hào quang rồi biến mất, bị Vương Lâm thu vào trong túi trữ vật, mọi hành động của Vương Lâm như nước chảy mấy trôi, không chút chậm chạp, thân hình hắn lui về phía sau đột ngột đạp mạnh nhảy khỏi mặt đất. Xông thẳng lên trên lúc trước nắm tay của thần và biển lửa tấn công vào màn sương hông nhăn nháy mắt màn. Sương hông kia bỗng khuếch trương ra ngoài, va chạm với biển lửa chỉ nghe thấy ầm ầm vang lên trong hố sâu. Màn sương hồng hoàn toàn tiêu tan, lộ ra bóng dáng hư ảo bên trong, bóng dáng này nhìn không ra nam nữ, toàn thân quấn quanh vô số tơ hồng, bóng hình chậm rãi mở hai mắt lộ vẻ vô tình lạnh như băng, nhìn chầm chầm vào hướng vương lâm đang dời đi miệng lập tức gầm lên giận dữ trong tiếng rít gào, chỉ thấy vô số khối băng tràn ngập vách tường hiện ra vô số khe nước nhỏ, nhưng tiếng răng rắc không ngừng vang lên, chỉ một lát những khối băng này ầm ầm vỡ vụn. Nhưng xác chết bên trong phản phất như sống. Lại, bị vô số hồng quang bao phủ. Ngao! Tiếng rống này chấn động trời đất, một ít cầm chế xung quanh bị tiếng rống ảnh hưởng tự động mở ra, nhưng tầm chế kia chưa kịp phát huy uy lực liền lập tức sụp đổ trong tiếng trống ngay cả mặt đất giờ phút này cũng vỡ vụn một mảnh lớn xuất hiện vô số khe nứt một cổ gió mạnh gào thét xông thẳng lên trời cao phía trước vật hình người này theo tiếng trống xuất hiện một dạo sóng gợn vạn vẹo thân hình nó lao về phía trước bước vào trong sóng gợn điên cuồng xông về hướng vương lâm cho tới bây giờ vương lâm cũng không biết đây rốt cuộc là vật gì nó có hình người nhưng bộ gian cực kỳ quỷ dị nhất là hai mắt Tuy có thần thái nhưng Hỉ nhìn thấy ánh mắt này tuyệt đối sẽ không cho rằng vật này là người, nhất là một đường nó đuổi theo Vương Lâm, tuy Vương Lâm bỏ chạy nhưng thần thức vẫn gắt gao quan sát, không có nhìn thấy nó thi triển thần thông gì, cho dù là những sợi tơ nhỏ trên thân thể bắn ra phản phất như bản năng của nó vậy càng quan sát. Vương Lâm càng cảm thấy vật này quỷ dị mà càng khiến trong lòng hắn u ám đó là vật này dĩ nhiên lại tồn tại trong đầu lâu cổ thần nó rốt cuộc là có trước khi cổ thần này chết hay sau đó chui vào trong nếu là sau đó chui vào trong thì thôi nhưng nếu là có trước khi cổ thần kia chết như vậy việc cổ thần bái tinh này chết có liên quan di tới vật này hay không hay là cái chết cổ thần bác tinh này không phải như ta đoán là do thiên đạo hô vô mờ mịt gây nên vương lâm biết lúc trước mình đoán có chút vô lý thậm chí chính hắn cũng có chút không dám xác định nhất là sau khi nhìn thấy vật hình người này ý nghĩ của hắn lại có dao động nam xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì là ai giết cổ thần bác tinh này, chặt bỏ đầu hắn, vì sao tiên nhân có thể giành được đầu lâu càng khiến vương lâm nghi hoặc trong lông, nếu tiên nhân chiếm được cái đầu lâu này làm sao có khả năng không phát hiện thanh kiếm kia ở bên trong. Vì sao không lấy thanh kiếm này ra? Rất nhiều nghi ngờ hỗn loạn trong đầu vương lâm, nhưng hắn không ơ thời gian đi suy nghĩ hăng hoi, bên tai truyền đến tiếng vật hình người kia gào rít. Vương Lâm xoay người lạnh lùng nhìn chầm chầm vào vật hình người trong sóng gợn như con thoi nhanh chóng đến gần, hắn nhấc chân bước vào trong rừng trúc trước mặt nó, trong con mắt lạnh lùng của nó lộ ra một tia cẩn thận nhưng một lát sau, vẻ cẩn thận trong mắt vật hình người này biến mất lập tức bị một cổ lo âu thay thế. Nó gầm nhẹ một tiếng lương. Lự ở ngoài rùng trúc một lát những sợi nhỏ bên ngoài thân thể bắt đầu uốn éo, nó ngẩng đầu không do dự lập tức nhảy vào trong rừng trúc, hào quang chợt lóe lên, vật hình người này biến mất sau khi thân hình nó biến mất. Một nơi sâu trong rừng trúc chợt lóe lên hào quang, Vương Lâm bước ra, hắn bình tĩnh nhìn qua chỗ vật hình người kia biến mất, xoay người nhìn về rừng trúc trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ tính toán, hắn cẩn thận bước sang bên cạnh một bước. Chỉ một bước tức thì mắt hắn hoa lên, đợi khi. Rõ ràng thì đã bước ra khỏi cánh rừng trúc này. Đối với cầm chế nơi này, lấy hiểu biết của Vương Lâm về thuộc cấm chế cho dù muốn phá giải cũng có chút gian nan, nhưng sau khi có bản đồ ngọc giảm một chút cấm chế trong đó cũng có thể làm được trốn vào trong mà không làm cầm chế mở ra giống như là khu rừng trúc này chính là như vậy cầm chế khu rừng trúc này tuy mạnh nhưng vật hình người kia càng quỷ dị cầm chế này sợ là không nhốt được hắn bao lâu nhưng khoảng thời gian này chính là mau rời đi xâm nhập vào trong động phủ là hơn vương lâm nhìn phía trước nơi tràn ngập màn sương đen ở chỗ sâu trong nhiều lầu cắt từ xa nhìn lại có thể mơ hồ thấy được một góc cung điện như ẩn như hiện trong màn sương đen vị trí đó chính là trung tâm toàn bộ động phủ này, nhưng Vương Lâm cũng biết nơi đó chỉ là lối vào từ tầng thứ nhất sang tầng thứ hai, trước khi có bản đồ ngọc giảng. Đối với động phủ tiên đế này Vương Lâm có chút mê man không biết rõ ràng nhưng hiện tại trừ một tầng cuối cùng kia ra hết thảy. Dết cấu động phủ này đã thành hình trong đầu hắn động phủ tiên đế này có 9 tầng, mỗi một tầng kiến trúc khác nhau, cầm chế cũng càng tăng ngày càng mạnh lúc này cầm chế tầng thứ nhất đã không kém, mà theo không ngừng đi vào cầm chế này cuối cùng sẽ đạt tới một trình độ khủ bố. Đây mới là động phủ tiên đế chân chính, nguyên bản sau khi từ ngoại giết đu đun truyền tống đến đây, đúng ra phải xuất hiện ở trong này. Nhưng hiển nhiên trong quá trình truyền tống bị tán ma kia dùng bạch ngọc bình. Quái nhiễu, vì thế nên tất cả mọi người đều bị truyền tống vào trong bình, sau khi bình bị phá vỡ, tán ma kia mở ra tán tiên trì, sau khi sụp đổ lại khiến mọi người tản ra, mục đích của hắn là khiến chúng ta hoàn toàn mê hoặc trong động phủ tiên đế này. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn đạt được bản đồ trong ngọc giảng cũng không đầy đủ, chỉ có 7 tầng đầu, hai tầng cuối không rõ giống như là bị người khác xóa đi việc này. Năm xưa khi Vương Lâm vừa đạt được ngọc giảng đã phát hiện ra, lúc này đến động phủ tiên đế sau khi xác minh lại càng thêm rõ ràng Vương Lâm trầm ngâm nhất chân bước về phía trước, phía trước hắn đi khỏi rừng trúc có một con đường nhỏ mặt đương trải hàng loạt tiên ngọc tam tốt ra từng tia sáng êm dịu vương lâm bước chân trên đường cẩn thận nhìn về phía trước màn sương đen xa xa thân hình hắn nhoáng một cái phi thăng về trước hai bên con đường nhỏ này gieo trồng các loại hoa màu nào cũng có nhìn thật xinh đẹp bất phàm nhưng ở trên những cây hoa này cũng có rất nhiều cấm chế hơi chút tác động sẽ khiến cấm chế mở ra hoặc là tấn công hoặc là vây khốn hoặc là truyền tống đến một nơi khác nếu là người không biết gì ở tầng thứ nhất động phủ tiên đế này thì nửa bước cũng khó đi. Cho dù là tiên ngọc trên con đường nhỏ này, cũng ẩn chứa chấm chế, nếu phương hướng đi lại và trình tự bước chân hạ xuống không đúng, cấm chế cũng sẽ mở ra chỉ có điều. Chuyện này đối với Vương Lâm mà nói cũng không có hung hiểm gì, bản đồ ngọc giảng này tuy không nói phương phán hóa giải cầm chế này nhưng mà giới thiệu tỉ mỉ một lượt nếu người khác đạt được bản đồ có lẽ là vô dụng, nhưng Vương Lâm là cấm chế đại sư, chỉ cần biết một số giới thiệu chi tiết về những tầm chế này thì chỉ nhìn một lần là biết rõ đúng sai. Đỡ. Phí rất nhiều công sức chỉ là với tính cách Vương Lâm cũng không hoàn toàn tin vào bản đồ ngọc giản, tốc độ đi tuy nhanh nhưng không ngừng xác minh xem nhưng ghi chép trong bản đồ ngọc giản có đúng hay không hết thảy mọi chuyện đều được Vương Lâm tính toán trước khi xuống hố sâu kia, bao gồm cả cách trừng trúc này cũng đã được hắn lưu ý khi xem bản đồ ngọc giản, trong chớp mắt vương lâm đặt chân vào rừng trúc thân hình hắn chợt biến bất vật hình người ô rít gào nhảy vào rừng trúc nơi vương lâm biến bất nhưng bước chân nó bỗng nhiên ngừng lại bên ngoài rừng trúc cắt cao nhìn vào rừng trúc trước mặt nó trong con mắt lạnh lùng của nó lộ ra một tia cẩn thận nhưng một lát sau vẻ cẩn thận trong mắt vật hình người này biến mất lập tức bị một cổ lo âu thay thế, nó gầm nhẹ một tiếng lương lự ở ngoài rùng trúc một lát những sợi nhỏ bên ngoài thân thể bắt đầu uốn éo, nó ngẩng đầu không do dự lập tức nhảy vào trong rừng trúc, hào quang chợt lóe lên. Vật hình người này biến mất sau khi thân hình nó. Biến mất, một nơi sâu trong rừng trúc chợt lóe lên hào quang, Vương Lâm bước ra, hắn bình tĩnh nhìn qua chỗ vật hình người kia biến mất, xoay người nhìn về rừng trúc trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ tính toán, hắn cẩn thận bước sang bên cạnh một bước, chỉ một bước tức thì mắt hắn hoa lên, đợi khi rõ ràng thì đã bước ra khỏi cánh rừng trúc này. Đối với cầm chế nơi này, lấy hiểu biết của Vương Lâm về thuộc cấm chế cho dù muốn phá giải cũng có chút gian nan, nhưng sau khi có bản đồ ngọc giảng, một chút cấm chế trong đó cũng có thể làm được trốn vào trong mà không làm cầm chế mở ra, giống như là khu rừng trúc này, chính là như vậy, cầm chế khu rừng trúc này tuy mạnh nhưng vật hình người kia càng quỷ dị, cầm chế này sợ là không nhốt được hắn bao lâu, nhưng khoảng thời gian này chính là mau rời đi. Xâm nhập vào trong động phủ là hơn vương lâm nhìn. Phía trước, nơi tràn ngập màn sương đen ở chỗ sâu trong nhiều lầu cắt, từ xa nhìn lại có thể mơ hồ thấy được một góc cung điện như ẩn như hiện trong màn sương đen vị trí đó chính là trung tâm toàn bộ động phủ này. Nhưng Vương Lâm cũng biết nơi đó chỉ là lối vào từ tầng thứ nhất sang tầng thứ hai, trước khi có bản đồ ngọc giảng, Đối với động phủ tiên đế này Vương Lâm có chút mê mang không biết rõ ràng nhưng hiện tại trừ một tầng cuối cùng kia ra hết thảy giết cấu động phủ này đã thành hình trong đầu. Hắn động phủ tiên đế này có 9 tầng, mỗi một tầng kiến trúc khác nhau, cầm chế cũng càng tăng ngày càng mạnh lúc này cầm chế tầng thứ nhất đã không kém, mà theo không ngừng đi vào cầm chế này cuối cùng sẽ đạt tới một trình độ khủ bố, đây mới là động phủ tiên đế chân chính. Nguyên bản sau khi từ ngoại giấc đu đuôn truyền tống đến đây, đúng ra phải xuất hiện ở trong này nhưng hiển nhiên trong quá trình truyền tống bị tán ma kia dùng bạch ngọc bình quấy nhiễu vì thế nên tất cả mọi người đều bị truyền tống vào trong bình sau khi bình bị phá vỡ tán ma kia mở ra tán tiên trì sau khi sụp đổ lại khiến mọi người tản ra mục đích của hắn là khiến chúng ta hoàn toàn mê hoặc trong động phủ tiên đế này ánh mắt vương lâm chợt lóe lên hắn đạt được bản đồ trong ngọc giảng cũng không đầy đủ chỉ có 7 tầng đầu, hai tầng cuối không rõ giống như là bị người khác xóa đi việc này. Năm xưa khi Vương Lâm vừa đạt được Ngọc Giảng đã phát hiện ra, lúc này đến động phủ tiên đế sau khi xác minh lại càng thêm rõ ràng Vương Lâm trầm ngâm nhất chân bước về phía trước, phía trước hắn đi khỏi rừng trúc có một con đường nhỏ. Mặt đường trải hàng loạt tiên ngọc tam tốt ra từng tia sáng êm dịu, Vương Lâm bước chân trên. Đường, cẩn thận nhìn về phía trước màn sương đen xa xa, thân hình hắn nhoáng một cái, vì thăng về trước hai bên con đường nhỏ này gieo trồng các loại hoa màu nào cũng có nhìn thật xinh đẹp bất phàm, nhưng ở trên những cây hoa này cũng có rất nhiều cấm chế, hơi chút tác động sẽ khiến cấm chế mở ra, hoặc là tấn công, hoặc là vây khốn, hoặc là truyền tống đến một nơi khác, nếu là người không biết gì ở tầng thứ nhất động phủ tiên đế này thì nửa bước cũng khó đi. Cho dù là tiên ngọc trên con đường nhỏ này cũng ẩn chứa chấm chế, nếu phương hướng đi lại và trình tự bước chân hạ xuống không đúng cấm chế cũng sẽ mở ra chỉ có điều, chuyện này đối với Vương Lâm mà nói cũng không có hung hiểm gì, bản đồ ngọc giảng này tuy không nói phương phán hóa giải cầm chế này nhưng mà giới thiệu tỉ mỉ một lượt nếu người khác đạt được bản đồ có lẽ là vô dụng, nhưng Vương Lâm là cấm chế đại sư, chỉ cần biết một số giới thiệu chi tiết về những cầm chế này thì chỉ nhìn một lần là biết rõ đúng sai. Đỡ Phí rất nhiều công sức chỉ là với tính cách Vương Lâm cũng không hoàn toàn tin vào bản đồ ngọc giảng, tốc độ đi tuy nhanh nhưng không ngừng xác minh xem nhưng ghi chép trong bản đồ ngọc giảng có đúng hay không đang đi. Hắn cổ túi trữ vật, lập tức thanh kiếm thép cướp được của vật kỳ dị hình người kia xuất hiện trong tay Vương Lâm, thần thức hắn tản khắp thanh kiếm cẩn thận quan sát. Thanh kiếm này nhìn như tầm thường nhưng thần thức của Vương Lâm ở mặt trên bị cản trở mạnh mẽ, phản phất như có một. Cổ lực lượng ẩn tàng ở trong, ngăn cản thần thức tra xét, nhất là những vết rỉ xét trên thân kiếm, lực cản càng mạnh, Vương Lâm thu hồi thần thức, mắt lộ vẻ trầm ngâm, đây rốt cuộc là thanh kiếm gì? nhìn những vết rỉ sét kia, vương lâm nhớ rõ năm xưa khi sứ giả thác sâm vừa cầm lấy thanh kiếm giống như thế này, biểu tình giống như là chiếm được chí bảo. chẳng qua sứ giả thác sâm kia nhìn cũng không phải là thanh kiếm này mà là vết rỉ sét trên kiếm ánh mắt vương lâm thủy chung nhìn vào những vết rỉ sét kia, hắn nâng tay trái lên sờ nhẹ vào bên trên một cái, đưa tay lên nhìn trên đầu ngón tay dính một chút rỉ sét màu đen sẫm đặt ở mũi ngửi chỉ thấy một mùi tanh nhàn nhạt, chẳng qua chỉ là rỉ. Sắc tầm thường mà thôi vương lâm nhíu mày hạ tay trái xuống, nhưng ngay khoảnh khắc tay trái hắn hạ xuống, lập tức khoảng không mà cánh tay này xẹt qua vang lên một tiếng, suy, sau đó hiện một cai khe. Càng làm cho vương lâm ngẩn ra là những bụi hoa có nhiều cầm chế bên cạnh hắn vốn còn cách một khoảng, nhưng theo cánh tay trái vừa rồi hại xuống gây nên, lập tức những cánh hoa kia tản ra từng luồng ánh sáng đỏ đậm, theo sau toàn bộ héo rũ xuống một cách quỷ dị, ngay cả cấm chế ở bên trên cũng im lặng sụp đổ hai mắt vương lâm bỗng lóe lên tinh quang, nhìn chầm chầm vào những cánh hoa đã tàn kia, lại nhìn màu của rỉ sét trên tay trái. Vương lâm lui ra sau vài bước, ngón tay dính màu sét chỉ về hướng một bụi hoa khác, lập tức những cánh hoa đó nhanh chóng héo rũ, trở thành bùn đất, vết ố rỉ sét trên tay vương lâm theo đó cũng tiên tan vương lâm hít sâu một hơi nhìn chầm chầm vết rỉ sét trên thanh kiếm thép ánh mắt lộ vẻ rung động hắn trầm ngâm một lát sau đó cắn răng tâm thần khẽ động trong ngay mắt con mắt thứ ba trên mi tâm mở ra vào khoảnh khắc vương lâm mở con mắt thứ ba lập tức không quang ở bên trong lóe lên theo bay ra bao phủ phía trên thanh kiếm lướt bổn nguyên ẩn chứa bên trong theo ánh mắt vương lâm rơi thẳng lên vết rỉ xét kia chỉ một cái nhìn này vương lâm ngay lập tức thấy được thanh kiếm trước mắt hắn dần dần trở nên trong suốt nhưng những chỗ rỉ xét lại không chút biến hóa thủy chung vẫn như cũ trong thanh kiếm như có một luồng khí vô hình chuyển động, vần quanh thanh kiếm, trong nháy mắt va chạm với lực bổn nguyên con mắt thứ ba của Vương Lâm, luồng khí vô hình kia không ngờ hơ ngừng lại, sau đó lao thẳng tới như muốn cắn nuốt lực bổn nguyên này. Vương Lâm quyết đoán chặt đứt thần thông nhanh chóng thu hồi lực bổn nguyên, con mắt thứ ba khép kín, luồng khí vô hình kia ngừng lại chậm rãi rút về tiếp tục chuyển động chậm rãi trong thanh kiếm. Vương Lâm trong lòng đầy mê hoặc, suy nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải đáp, hắn thầm than mọc tiếng đang định thu hôi thanh kiếm, nhưng lập tức trong đầu hắn lóe linh quang, nhìn thanh kiếm, ước lượng lớn nhỏ một chút sau đó vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Hắn vỗ túi trữ vật, ngay lập tức có năm đạo tinh quang từ trong túi trữ vật bay ra hóa thành năm cái vỏ kiếm ở trước người hắn, năm vỏ kiếm này năm xưa Vương Lâm đạt được ở Chu Tức Tinh, vẫn không rõ tác dụng của nó, chỉ có điều nếu có phi kiếm dung nhập vào trong vỏ kiếm, có thể khiến uy lực phi kiếm càng thêm dữ dội lúc này Vương Lâm lấy ra năm cái vỏ kiếm, tay phải hắn hư không nắm một cái lập tức thanh kiếm thêm dung nhập vào một cái vỏ. Kiếm vào vỏ vừa khiếp không chút dư thừa chỉ là sau khi. Kiếm thép dung nhập vào vỏ kiếm, cũng không có chút biến hóa gì, Vương Lâm rút thanh kiếm ra, thử lại với bốn vỡ kiếm còn lại, ngay trong khoảnh khắc thanh kiếm ra vào cái vỏ thứ ba, lập tức phù văn điêu khắc trên vỡ kiếm tỏa ra ánh sáng chói mắt. Một cỏ khí tức đáng sợ lập tức theo thanh kiếm và bên trong vỏ kiếm đêm cuồng truyền ra, trong mắt Vương Lâm lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng, tay cầm vỏ kiếm thầm hít sâu một hơi sau đó chậm chạp rút thanh kiếm ra ngay tại khoảnh khắc thanh kiếm rút ra khỏi vỏ cổ khí tức đáng sợ bên trong lập tức lại dâng lên phản phất như có một cổ lực lượng không thể tưởng tượng bị phong ấn bên trong nếu rút kiếm ra như vậy cổ lực lượng này sẽ phóng lên cao cổ lực lượng này vương lâm từng cảm nhân ở trên pháp bảo của một người chủ nhân của pháp bảo kia cũng trở thành vương hồn chính là huyền bào thượng nhân mà pháp bảo kia chính là thử không niết tiễn thử không niết hai mắt vương lâm lóe lên tia sang kỳ dị không rút thanh kiếm ra mà lại đút sâu vào vỏ kiếm hắn mang theo một tia hưng phấn thu hồi pháp bảo bay nhanh về phía trước thân hình vương lâm giống như một tia chớp từ đường nhỏ thẳng đến phía trước trong nháy mắt đã đến gần một lầu cắt lầu cắt này không lớn chỉ có hai tầng nhìn qua rất bình thường nhưng trong bản đồ ngọc giảng lại ghi chép lầu cắt này có một nơi là mắt cầm chế phải mở ra toàn bộ mới có cơ hội bước vào màn sương đen kia vương lâm cẩn thận quan sát lầu cắt này ánh mắt chợt lớn, hắn đã nhìn ra cấm chế lầu các này đã sớm bị người tơ phá vỡ, từ cấm chế này xem ra đã bị phá vỡ không lâu vương lâm lộ ra vẻ cẩn thận, rất hiển nhiên người hiểu được mấu chốt cấm chế nơi đây không phải chỉ có một mình hắn. Chuyện tiên nghịch, lúc trước tán tiên trì sụp đổ, tất cả mọi người bị phân tán, tất nhiên sẽ xuất hiện người phá vỡ cầm chế đầu tiên. Chỉ là không biết rốt cuộc có những ai đi ra vương lâm nhìn xung quanh tầng thứ. Nhất động phủ tiên đế này cũng không lớn, thần thức đảo qua có thể thấy toàn toàn bộ, những trừ khi là người đầu tiên, nếu không không ai dám tản thần thức dưới nhiều cấm chế như vậy, cho dù là thiên vận từ cũng sẽ băng khoan rất lớn, nếu không phải lúc vạn bất đắc dĩ, thì cũng không dễ dàng tản thần thức ra trầm ngâm một lát, thân hình vương lâm nhoáng một cái đã tránh qua lầu các này, hắn bước đi trên một máng cỏ, hai mắt lóe ra vẻ suy tư. Thân hình không chút ngừng lại đi thẳng về phía trước chuyện tiên nghịch cầm chế phía trên máng cỏ có được giới thiệu trong bản đồ ngọc giảng của vương lâm giờ phút này vương lâm đạp ở bên trên đi qua từng cầm chế nhưng không có bất kỳ cầm chế nào mở ra tốc độ hắn tăng lên trong nháy mắt vượt qua máng cỏ cũng ở trong tầng thứ nhất này ở bên ngoài một đỉnh tạ góc hướng đông bắc có một người đàn ông mặc đồ đen mi tâm ẩn tàng một dấu ấn rồng đen hắn đang nhìn chầm chầm về phía đỉnh tạ kia ánh mắt lộ vẻ lạnh lẽo ở phía trước hắn phía bên kia đỉnh Tạ cũng có một người đang đứng, người này chính là một phụ nữ thôn cô. nàng cách đỉnh tạ nhìn chằm chằm người đàn ông mặc đồ đen, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Đoạn này thiếu, ở ảnh không nhìn thấy anh lăng lúc nào vào sửa hộ em nhá. Đẹn hình trong, hai người đều là tu sĩ đại thần thông, thần thông giao thoa lập tức giống như gió cuốn máy tan. Một trận âm thanh ầm ầm vang lên những không tràn ra xa, chỉ vang vọng trong khoảng trăm trượng. Hai người đều tính toán như nhau, quyết không thể làm ra tiếng động quá lớn khiến cho người khác chú ý mà đánh nhanh thắng nhanh hạn chế chấn động, người không đi màn sương đen lượng lờ ở cung điên trung tâm, vì sao muốn cướp đoạt nơi đây với ta thôn cô xinh đẹp hai tay bấm pháp quyết, ngay lập tức liền có ánh sáng năm màu tràn ra ngoài thân thể, hóa thành năm mũi kiếm nhọn chém ngang phía trước người đàn ông đồ đen lại vung tay áo. Lập tức xuất hiện một thanh phi kiếm tản ra khí màu DN.THANH kiếm. Vần quanh trước người dây lấy rồi lao thăng đến phía trước va chạm năm thanh kiếm nhọn kia, phát ra từng tiếng động trong treo. Nói nhảm. Người vi sao không đi nơi đó, nơi đây tuy là đỉnh tạ nhưng bên trong có một truyền tống trân, xem bộ dáng này chắc là phải liên tiếp với một không gian trữ vật, điều này người biết rõ trong lòng cần chi phải giấu giếm. Thông cô xinh đẹp vẻ mặt như thương, nhưng hai mắt chợt lóe hàng quang. đối phương nói đúng vậy, nàng lúc trước nhìn thấy đỉnh tạ này cũng phát hiện như vậy cho nên mới có tranh đoạt hiện giờ pháp bảo hai người giằng co, tiếng va cham trong treo kia càng thêm vang dội, mơ hồ truyền ra bốn phía, thôn co xinh đẹp ánh mắt trợt lóe, lập tức nói, hai chúng ta tu vi tương đương, sợ là không phân được thắng bại thì đã bị người phát hiện, không bằng cùng đi vào truyền tống trân. Vật bên trong mỗi người một nửa. Người áo đen nhìn thôn nửa xinh đẹp một cái hơi gật đầu, hai người không nói lời thừa, đồng thời thu hồi pháp bảo định cùng bước vào trong đỉnh tạ kia ngay khoảnh khắc hai người bước vào, lập tức cùng nhìn về một phía xa, chỉ thấy trong đám lầu các sang sát này có một người đi ra, đúng là Vương Lâm. Vương Lâm liếc mắt một cái liền thấy được hai người trong đỉnh tạ, ánh mắt ngưng động, bước chân chậm rãi ngừng lại nhìn thấy Vương Lâm, trên mặt người đàn ông đồ đen lộ ra một nụ cười cổ quái. Trái lại thôn co xinh đẹp lộ ra vẻ kỳ dị, đảo qua trên người Vương Lâm, trong lòng chấn đông. Tu vi của hắn càng thêm quỷ dị. Lúc đầu mà nói nhìn thấy hắn tuy có thực lực tịnh niết nhưng tu vi thoạt nhìn chỉ là khiêu niết mà thôi, tức là lúc trước không quá khuy niết trung kỳ, nhưng hiện tại không ngờ đạt tới khuy niết đại viên mãn, người này rốt cuộc là dấu tu vi chân thực hay gần nhất có đột phát. Vương Lâm cẩn thận liếc mắt nhìn hai người này, hắn tự nhiên nhận ra bí ẩn trong đỉnh tạ này, trên thực tế trong bản đồ ngọc giảng cũng có giới thiệu về đinh tạ này, truyền tống trận nơi đây đi thông qua một không gian trữ vợ thạo nữa cho dù không có bản đồ ngọc giảng Vương Lâm cũng chỉ nhìn một cái là phát hiện ra truyền tống trận trong đỉnh tạ kia. Vương Đạo Hưu cũng đến đây như thế ba người chúng ta cùng tiến vào, đồ vật lấy được chia ba phần, thế nào? Thông cô xinh đẹp kia hơi trầm ngâm, nhìn Vương Lâm nói vương lâm đưa mắt nhìn nhưng xa quá không thấy gì bởi vì trong dông phủ tiên đế này có rất nhiều cấm chế tổ hợp với nhau liền hình thành trở ngại cũng có vô số thế giới cho dù là khoảng cách rất gần nếu ở trong hai cấm chế thì cũng không thể phát hiện đối phương thậm chí ngay cả tầm mắt cũng bị cản trở vừa nhìn qua chỉ thấy trong đông phủ một mảnh yên tĩnh nhưng đây chỉ là mặt ngoài nếu phá vỡ tất cả cấm chế nơi này ngay lập tức sẽ phát hiện ở phía xa có một khu rừng trúc giờ phút trong rừng trúc màn sương hồng ngập trời tiếng rít cào phẫn nộ đúng là từ trong sương mù truyền ra, long trời lở đất. Vẻ mặt vương lâm lập tức biến đổi, ánh mắt hắn nhìn qua, rừng trúc phía xa kia không chút biến hóa, nhưng hắn cũng hiểu được trong rừng trúc này chỉ sợ cấm chế đã bị mạnh mẽ phá vỡ, thời gian vây khốn vật kỳ dị hình người kia đã vượt quá hắn đoán trước vương lâm không trả lời thôn cô xinh đẹp, thân hình hắn nhoáng một cái nhanh chóng đến chỗ cung điên trong tâm ngập tràn màn sương đen phía trước mặt, con đường phía trước Hắn thấy những mắt cầm chế toàn bộ đều bị người ta mở ra, rất hiển nhiên đã có. Người đi trước một bước, từ nơi này đến tầng 2 đi tới đỉnh tạ này cũng bởi vì đây là một con đường ít cấm chế nhất trong những con đường đi vào cung điên màn sương đen kia, người áo đen kia thấy Vương Lâm nghe được tiếng trống giận dữ truyền tới liền chạy trối chết về phía trước, vẻ mặt hắn khẽ động, không chút do dự bỏ qua truyền tống trận đỉnh tạ này chạy thẳng theo Vương Lâm, chỉ có thôn cô xinh đẹp có chút do dự, nhưng trong khoảnh khắc nàng do dự tiếng rít gào rống giận càng ngày càng. Gần, dường như đang điên cuồng tiến sát về nơi này, giờ phút này nếu bỏ đi cấm chế nơi này hình thành từng thế giới ngăn cách, dùng con mắt bình thường từ trên nhìn xuống có thể thấy được, vật kỳ dị hình người kia đang lam rất nhanh về phía vương lâm, trên đường nó mở ra vô số cấm chế, thương cấm chế lóe lên liền có vô số công kích tràn ra, lại có một chút cầm chế lập tức truyền tống nó đi nơi khác nhưng không được mấy giây, hắn lập tức từ trong cấm chế trùy tống phá vỡ đi ra, lại đi thẳng đến. Phía trước, nó giống như đang học cấm chế này vậy, tốc độ phá vỡ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng gần như nó đi thẳng thành một đường lao về phía trước tốc độ vương lâm như sao băng phóng thẳng đến phía trước như chớp lóe một đường hắn đi qua vô số cấm chế, dựa theo giới thiệu của bản đồ ngọc giảng phi nhanh tới chỗ màn sương đen ở động phủ tầng thứ nhất. Ở phía sau vương lâm, người đàn ông mặc đồ đen tốc độ không châm chút nào, Mắt nhìn chăm chăm vào bước chân vương lâm gần như nện bước như đút theo sát vương lâm ở phía sau là nàng thôn cô xinh đẹp kia nàng là tu sĩ đại thần thông rất nhanh liền có lựa chọn mắt thấy vương lâm và người áo đen đều gấp gáp rời khỏi như thế nàng cắn răng vôi vàng đuổi theo chấm chĩ có điều người thôn cô xinh đẹp này tuy có hiểu biết về cấm chế nhưng hiển nhiên không bằng hơn nữa lại đi phía sau nên rất nhanh bị một số cấm chế ngăn trở tiếng trống giận từ xa truyền tới ngày càng gần lại vang lên từng hồi tiếng động, bang bang, hiển nhiên là từng cấm chế không ngừng bị phá, tốc độ của vương lâm càng tăng, đặt chân xuống bên ngoài một khu lầu cắt ở phía trước, cả người lập tức bay lên, khi hắn ở không trung, lầu cắt kia lóe ra ánh sáng cấm chế, tràn ngập bốn phía như muốn ngăn cản bước chân hắn. Hai mắt vương lâm chợt lóe lên, người đang ở không trung dùng tốc độ không thể tin nối hướng về bên cạnh đạp ra bảy bước, sau bảy bước này, thân thể hắn dĩ nhiên chìm vào trong cấm chế của lầu cắt, sau do nhán một cái từ trong xuyên thấu ra, ở phía sau hắn, người áo đen gần như theo sát, bước lên những chỗ hăng đi qua không ngờ cũng theo sau đến về phần thôn cô xinh đẹp kia. Sau khi phá vỡ cấm chế đi tới phía ngoài lầu cắt này thì cũng chi trơ mắt nhìn Vương Lâm và người áo đen kia rời đi xa. Xa, cấm chế trước mắt này nàng cũng không thể phá trong thời gian ngăn đúng lúc này tiên rống giận kinh trời phía sau nàng điên cuồng truyền vào trong tai. Cùng lúc đó những tấm chế phía sau nàng ầm một tiếng sụp đổ hoàn toàn một bóng hình màu đỏ thẫm lao ra thôn cô xinh đẹp như ngừng thở vật hình người trước mắt này cuộc đời nàng trước đây chưa từng gặp nhưng lại có một cổ nguy cơ mãnh liệt lập tức tràn ngập toàn thân vật hình người kia lúc này hai mắt lạnh như băng lóe ra vẻ phấn nộ rít gào xong thẳng đến thôn cô xinh đẹp tay phải nó lại nâng lên co lại thành trảo mắt thấy sẽ chọc tới nhưng ngay khoảnh khắc này một tiếng quát khẽ bông nhiên vang lên nghiệt xúc làm càng theo tiếng quát truyền đến lập tức liền có một đạo gợn sóng bỗng xuất hiện trước người thôn cô xinh đẹp chấn động ra bốn phía lập tức thôn cô xinh đẹp kia vội vàng lùi về sau vật hình người kia cũng không ngừng lại bị sóng gợn tấn công một bóng người màu xanh cách đó không xa bước đến gần người này già nua nhưng hai mắt ẩn chứa tinh quang chính là hư không tử hư không tử giờ phút này trong lòng cũng cực kỳ khiếp sợ hắn đã sớm đi ra khỏi tầm chế do chấn động lúc trước tán tiên trì sụp đổ gây nên hắn đã đi vòng quanh tầng thứ nhất động phủ tiên đế hồi lâu cũng có nhiều thu hoạch nhưng ngay vừa rồi tiếng rít gào rống giận kia cũng khiến cho tâm thần hắn không khỉ chấn động hắn dựa theo thanh âm tìm tới thấy cảnh thôn cô xinh đẹp kia gặp nguy hiểm hắn cùng với thế lực của thôn cô xinh đẹp có chút quan hệ không thể thấy chết mà không cứu lúc này sau khi hắn thi triển thần thông hơi chút cản trở lại thân hình nhoáng lên trực tiếp đi tới bên cạnh thôn cô xinh đẹp tay ao hắn quét ngang cuốn người phụ nữ xinh đẹp lên không dùng tu vi mạnh mẽ trực tiếp nhảy vào cấm chế lầu cát cấm chế trên lầu cát kia nhanh chóng lóe lên hào quang nhưng trong chớp mắt bị chấn động do hư không tử gây nên âm ầm sụp đổ hư không tử quất thôn cô xinh đẹp đi thẳng đến phía trước vật hình người kia nhìn chằm chằm vào hư không tử ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng lập tức đuổi theo vương lâm một đường bay nhanh liên tục qua lại không ngớt trong mấy cái cấm chế không chút nào đụng cham khởi động cấm chế hắn trực tiếp xuyên qua rất nhanh liền đi tới gần khu vực màn sương đen trung tam nơi này màn sương đen này rất là quỷ dị sau khi vương lâm tới gần lập tứ cảm nhận được ở trên đó một cỏ ma khí nồng đậm nhưng lúc này tiếng rít gào phía sau không ngừng tới gần khiến cho vương lâm không có nhiều thời gian do dự hắn không chút nghĩ ngợi bước vào trong màn sương đen kia ở phía sau hắn người áo đen kia hai con mắt trục lại cũng không chút do dự nhảy vào theo sát vương lâm nơi đây ma khí nồng đậm vương đo hư chính là phải cẩn thận một chút cho thỏa đang người áo đen kia đi sau vương lâm giữ một khoảng cách nhất định trong màn sương đen chậm rãi nói mặt khác vương đạo hữu có thể giải thích một chút về vật không ngừng đuôi theo phía sau hay không đó là con thú trong tán tiên trì vương lâm nói nhanh một câu thân hình như điện sau khi nhảy vào màn sương đen này chạy thẳng đến đại điện sương mù lượng lờ phía trước, cung điện này cực kỳ khổng lồ, hơn xa hết thảy lầu cắt, từ ngoài nhìn vào, cung điên tràn ngập uy áp, dưới màn sương mù lại lỗ vẻ ẩm trầm quỷ dị, phản phất như có một con thứ dữ nằm sấp trên mặt đất, lạnh lung nhìn chằm chằm vào tu sĩ bé nhỏ dưới chân đứng ở bên dưới đại điên. Ngẫn đầu nhìn lên cung điên này to lớn gần như có thể che trời, giờ phút này cửa lớn cung điên bị mở ra một khe tuy khe hở không lớn nhưng có thể có 10 người xông qua, tốc độ vương lâm như điện quang. sau khi tới gần trực tiếp nhảy vào bên trong cánh cửa lớn, nhảy vào đại điên tầng thứ nhất động phủ tiên đế. Vừa vào đại điện, thân hình vương lâm bỗng ngay ra trong đại điện này có hai pho tượng thật lớn, tay đềm bấm ấn ký, giống như hư không điểm về phía trước, hai mắt căm tức, trên thân hai pho tương này truyền ra một cổ uy áp nồng đậm, Phản phất như uy lực thiên địa tràn ngập khiến cho hết thảy những người nhìn đến tâm thần đều bị chấn động, nhìn pho tượng này Vương Lâm hít sâu một hơi, lập tức khôi phục lại, hắn lúc trước đã từng trải qua cùng loại cảnh tương. Lúc này mặc dù cũng bị kinh sợ nhưng Ảnh hưởng không lớn ánh mắt Vương Lâm nhanh chóng nhìn khắp nơi xa trong cung điện nhưng không có phát hiện bất kỳ lối vào thông lên tầng thứ hai lúc này người áo đen cũng bước vào trong đại diện. Lúc nhìn thấy hai pho tương thật lớn kia thân thể hắn bỗng cứng đờ dấu ấn rồng đen trên mi tâm chớp mắt biến ảo ra con người hai mắt Vương Lâm co rụt mạnh gắt gao nhìn dấu ấn trên mi tâm người áo đen kia nhưng nháy mắt hắn liền thu hồi ánh mắt. Vẻ mặt không chút biến hóa người áo đen kia chỉ giấy lát. Liền không phục như bình thường. Nhưng khoảnh khắc hắn khôi phục lại, kẻ mặt lập tức âm trầm, hắn liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái phát hiện Vương Lâm cũng không nhìn về phía mình, không khỏi nhíu mày hắn biết vừa rồi bí ẩn của mình vừa lóe ra một lúc, nhưng không xác định được Vương Lâm có chú ý tới hay không. Trong khoảnh khắc bước vào trong, cho dù là hư không tử cũng bị chấn động bởi hai pho tượng kia chỉ có điều hắn rất nhanh liền khôi phục lại, nếu không cẩn thận quan sát thì không chút nào phát hiện ra giây phút hư không tử sững sờ. Về phần thôn cô xinh đẹp bên cạnh hư không tử. Hai mắt lộ ra mê mang nhưng dưới sự trợ giúp của hư không tử cũng nhanh chóng khôi khúc bình thường hư không tử liếc mắt một cái liền thấy được vương lâm, sát khí chật lóe lên trong mắt, hắn đang định bước tới phía trước thì ngoài đại biên lập tức vang lên tiếng rít gào rống giận, càng ngày càng gần. Thông cô xinh đẹp kia sắc mặt tái nhợt, sau khi nhìn thấy vương lâm lập tức trách mắng, vương lâm, người rốt cuộc treo chọc cái gì, dẫn tới vật hình người kia đuổi đến cùng như vậy trải qua nguy cơ vừa rồi, thông cô xinh đẹp này dĩ nhiên là mặt mày tái nhợt không xưng hộ đạo hữu mà kêu thẳng tên. Vương Lâm đã tìm một vòng đại điên này tuy không phát hiện ra lối vào tầng 2 nhưng ánh mắt lại rơi vào hai pho tượng kia cũng có phỏng đoán. Giờ phút này hắn nghe được lời thôn cô xinh đẹp kia ánh mắt chợt lóe bình tĩnh nói. Các hạ làm sao biết được vật hình người kia chính là đuổi theo vương mổ tới khi nói chuyện e mặt vương lâm không chút thay đổi hướng về pho tượng kia lui vài bước. Xem bộ dáng hắn giống như sọ thôn cô xinh đẹp đột nhiên ra tay theo bản năng lui ra sau kéo giãn khoảng cách. Nếu không phải bởi vì ngươi mà đến, vì sao lúc nãy ngươi vừa nghe tiếng trống của vật hình người kia liền lập tức đi thẳng đến đây? Thông cô xinh đẹp tức giận nói, vật hình người kia là thú trong tán tiên trì, vương mổ tù trong cấm chế đi ra liền gặp nó, đánh một trận không thắng được tự nhiên phải chạy trốn, hay là sau khi nghe tiếng thét của nó chờ nó tới giết hay sao? Vương lâm nói xong thân hình lại lùi ra sau vài bước. Dĩ nhiên tới rất gần pho tượng, tay phải hắn đặt lên túi trữ vật mắt không nhìn thôn cô xinh đẹp mà chình chầm chầm hư không tử. Tu vi hư không tử đối với Vương Lâm mà nói có quá nhiều áp lực mặc dù lúc này hắn đã đạt đến khuy niết đỉnh phong, phối hợp với thân thể cổ thầm cũng không phải là đối thủ của hư không tử, dù sao hư không tử này cũng là tu sĩ toái niết thôn cô xinh đẹp kia hừ lạnh đang định nói, đột nhiên hư không tử bình thản cắt ngang, nhấc chân đi về hướng Vương Lâm chậm rãi nói, tiểu bối, đúng hay sai ngươi không cần giải thích lão phu cho ngươi thêm một cơ hội ngươi ra ngoài dẫn dắt vật kia đi một câu giống như bình thản này của hư không tử nhưng lại ẩn chứa thần thông trong lời nói ra theo bước chân về phía trước lập tức tạo thành sóng gợn sóng gợn này cũng không phải một đạo ma lát mấy đạo sóng gợn vô hình bỗng nhiên xuất hiện giữa hắn và vương lâm trong nháy mắt mắt phải vương lâm chợt lóe ánh xanh lập tức thanh quan thuẫn biến ảo ra trong khoảng khắc chấn động tràn ngập chiếc khiên chắc phía trước mặt hắn chỉ nghe một tiếng nô vang lên long trời lỡ đất chiếc thanh quan thuẫn kia không có bất kỳ lực cản nào đổi với đợt sóng gợn đầu tiên, sóng gợn âm ầm lao tới trực tiếp va chạm vào ngực Vương Lâm. Một hồi tiếng rắc rắc vang lên, Vương Lâm phun ra một vòi máu tươi, thân mình giống như diều đứt dây tung ra phía sau trong cơ thể hắn, theo thanh quan thuẫn bị quất ngược lại, lại có một sóng gợn nhanh chóng chui vào trong, sóng gợn này tràn ngập hống hách, Điên cuồng xé rách kinh mạnh trong cơ thể Vương Lâm, nó lại hóa thành một cổ chấn động không thể tưởng tượng được. Thế như trẻ tre một đường sông tới muốn hủy diệt xương thịt Vương Lâm tất cả mọi chuyện xảy ra gần như nháy mắt liền hoàng. Thành, nhanh tới mức cho dù là thôn cô xinh đẹp cũng ngẩn cả người, người áo đen kia đồng tử càng co rụt lại vào khoảnh khắc thân hình Vương Lâm bị hung hăng quan ra, hư không tử khẻ ta một tiếng, một đòn vừa rồi của hắn tuy không toàn lực nhưng giết một tu sĩ khuy niết cũng dễ như trở bàn tay. Vốn hắn nghĩ rằng dưới một đòn này, chu tước tử chưa thành chu tước thánh hoàng này nhất định thân thể tan nát mà chết. Nhưng hư không tử rất kinh ngạc là thân thể vương lâm này chẳng những không tan nát, càng không lập tức chế đi. Chiếc khiên nhỏ ánh xanh đột nhiên xuất hiện gần như triệt tiêu bay phần lực lượng của hắn cho dù là như vậy thì ba thành còn lại cũng đỉ để, để giết chết vương lâm. Nhưng điều khiến hắn giật mình là ba thành lực này rơi vào người Vương Lâm không ngừ chỉ khiến hắn phun mau tươi trọng thương mà không chết. Vương Lơ đang giữa không trung, sóng gợn trong cơ thể phá lung tung cuối cùng đi thẳng đến nguyên thần, một tiếng ầm vang lên trong cơ thể, nguyên thần Vương Lâm mặc dù có cổ thần bảo vệ nhưng dưới chấn động này vẫn hơi chút mờ đi. Một vòi máu tươi từ trong miên đi ra, thang hình hắn bị ném mạnh về phía sau từng cơn đau nhất trong cơ thể truyền tới, Chứng tỏ mặc dù hắn có thân thể cổ thần lúc này cũng bị thương nặng, nhưng từ hai mắt Vương Lâm vẫn thủy chung bình tĩnh nhìn chằm chằm hư không tử thân thể bị quan ra, rơi vào trung tâm đôi mắt giận dữ của hai pho tương trong đại điện đoạn này bị Thiếu Lăng huynh bổ sung dùng nhé. Ảnh không đọc được vẻ mặt Vương Lâm bình tĩnh như trước, mơ hồ lộ ra một tia trào phúng, hắn tự biết không phải là đối thủ của hư không tử, người này lúc trước ở ngoài tán tiên trì Vương Lâm liền cảm giác được hắn có ý đồ không tốt với mình sau khi liên hệ với chu tức thức tỉnh mình vương lâm trong lòng đã tám phần người này có ý giết mình lúc này trong đại điện tiếp xúc gần gũi với đối phương như thế hư không tử này tất nhiên lộ ra sát khí may mà hắn đã mơ hồ tìm được lối vào tầng thứ hai vì vậy dứt khoát mượn lực tấn công của đối phương đánh tung thân thể đến vị trí này ngoài ra trong lòng hắn trong thời gian ngắn đã đặt một giác cục mục tiêu chính là hư không tử này người không phạm ta, ta không phạm người, nếu hư không tử này không ra tay sát cụ này tự nhiên không mở ra, chỉ khi nào đối phương ra tay, như vây vương lâm cũng tuyệt không khoanh tay chịu chết. Cho dù trong sát cục này giết không được người cũng để lại một ký ức khó quên nổi với người lúc này hai tay vương lâm bấm pháp quyết ấn quyết hai tay hắn giống như ấn quyết hai pho tương kia, trong nháy mắt dấu ấn được hình thành, lập tức hai mắt căm tức của hai pho tượng nà lào lên ánh sang màu tím, Hai luồng ánh sáng màu tím lao ra vây quanh thân Vương Lâm ngay lập tức hình thành một cơn lốc xoáy khiến cho thân thể Vương Lâm lao thẳng đến lốc xoáy. Nhưng hư không tử tu đạo nhiều năm như vậy ánh mắt tự nhiên biết, sau khi Vương Lâm bị tung ra hắn đã biết được vị trí này không bình thường, không chút do dự tay đánh thêm một thần thống, thần thông biến thành cơn bão cắt gào thét thẳng đến Vương Lâm trong lốc xoáy nếu dựa theo tốc độ xoáy kia, sợ là không đơi toàn thân Vương Lâm hoàn toàn dung nhập lốc xoáy liền bị đụng tới sụp đổ mà chết lực lượng bỏ nguyên ở trong ánh sáng đỏ tràn ngập, ánh đỏ gào thế mà ra nháy mắt liền va chạm với bão cát màu vàng kia, không có tiếng động nào vang lên, thần thông bao cát có tu vi toái miết trong nháy mắt chấn động, nhanh chóng tiêu tan. Mi tâm vương lâm đau nhói, lực bổn nguyên của hắn vốn không nhiều giờ phút này nhanh chóng triệt tiêu cùng với cơn bão cái bụi, nhưng vương lâm không thu hồi lực lượng con mắt thứ ba, hai mắt lóe sát khí, tâm thần khẽ động lực lượng của con mắt thứ ba lại càng điên cuồng tuôn ra đối với những người muốn tìm kiếm bước tu đạo thứ ba sự quan trọng là của lực bổn nguyên vương lâm biết rõ trong lòng hắn không tin hư không tử kia không rơi vào bẫy lập tức ánh hồng hình quạt ba trượng kia nháy mắt tăng mạnh chớp mắt liền khuếch tán ra mấy lần cơn bão cát bụi kia lập tức sụp đổ hóa thành vô số nguyên lực tràn ngập bốn phía không còn cơn bão cát bụi ánh đỏ ẩn chứa lực bổn nguyên lập tức lao thẳng đến hư không tử vẻ mặt hư không tử đột nhiên biến đổi nhưng vẻ tham lam càng đậm trong mắt, hắn vốn định tránh đi nhưng cơ hội tự mình cảm thụ lực vỗn nguyên vang năm khó gặp này hắn không cam lòng bỏ đi như vậy chỉ hơi chút do dự, ánh đỏ từ mi tâm vương lâm trong nháy mắt bao phủ, lực bổn nguyên lại tràn ngập xung quanh thân thể hư không tử, trong nháy mắt, thân thể hư không tử phản phất như bị lột từng tầng một, có một loại cảm giác nữa trong suốt, bổn nguyên. Bổn nguyên. Hai mắt hư không tử lộ ra tham lam nồng đậm, Điên cùng khai triển thần thức tỉ mỉ quan sát bốn phía, lúc này hắn cản bản không để ý đang là lúc đấu phép, chắc là Vương Lâm trong mắt hắn nhỏ bé không đáng kể, bổn nguyên này hắn tin tương có thể suy xét thấu triệt, một lúc xem xét có thể hiểu ra, trái tim già nua của hư không tử lúc này cũng giống như tráng niên, thình thịch tăng tốc, trên mặt lộ vẻ kích động hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Chính bình nguyên chỉ vì diệt trừ một mầm tai vạ sau này nhưng không ngờ lại đụng tới bổn nguyên trở thành tu sĩ bước thứ ba trong truyền thuyết thân hình vương lâm lúc này theo lốc xoáy màu tím xung quanh xoay trong dần dần chìm vào trong nhưng trong mắt hắn sát khí tăng mạnh sát cục của hắn đã hoàn toàn bố trí hư không tử dĩ nhiên tiến vào trong cục lúc này phải làm chính là ra tay vương lâm vỗ túi trữ vật trong tay lập tức xuất hiện một vỏ kiếm trong vỏ kiếm này có cắm một thanh kiếm thép mắt hắn lóe lên hàng quang tay phải bỗng nhiên nắm vào chui kiếm trong khoảnh khắc tay phải vương lâm nắm hẳn vào chui kiếm sáy khí hàng quang trong mắt toàn bộ thu lại cho đến khi hoàn toàn biến mất, nhìn qua không thấy bất kỳ linh hoạt. Sắc bén gì mà như bằng phản một mảnh nước trong phản phất sát khí tràn ngập của hắn đối với hư không tử trong nháy máy này toàn bộ bị thanh kiếm. Trong tay hấp thu, không còn chút nào, nhưng ánh mắt không chút sát khí này so với tràn ngập sát khí còn đáng sơn hơn vô số lần vương lâm mơ hồ có loại cảm giác, linh hồn trong thanh kiếm này vào lúc này linh hồn trong thanh kiếm giống như sắp thức tỉnh khi đang ngủ say, một khi thức tỉnh như vậy sẽ phát ra uy lực hủy thiên đại thôn cô xinh đẹp kia thủy chung nhìn chầm chầm Vương Lâm. Vào lúc Vương Lâm đang nghe chuyện trên TV audio CV lấy ra vỏ kiếm nàng hơi nhíu mày, hiển nhiên không biết vật. Ấy, chỉ có điều khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Vương Lâm, thôn cô xuyên đẹp này hai mắt trợn trừng lộ ra một tia hoảng sợ khó tin nổi lên một tia hồi ức còn có người áo đen ánh mắt cũng nhìn vào vỏ kiếm trong tay vương lâm con ngươi hai mắt có rụt mạnh vương lâm hai mắt bình tĩnh cầm chui kiếm hướng ra phía sau kéo mạnh theo thanh kiếm rời khỏi vỏ lập tức có một cổ uy áp đáng sợ không có cách nào hình dung từ trong vỏ kiếm điên cùng lao ra ký tức này mạnh mẽ vào thời khắc xuất hiện ngay lập tức cả đại điện vang lên từng hồi tiếng động rắc rắc phản phất như muốn sụp đổ về phần hai pho tượng thật lớn bên cạnh vương lâm trong chốc lát xuất hiện vô số vết rạn nứt dường như sắp tan giả chỉ dây lát thanh kiếm thép đã hoàn toàn ra khỏi vỏ vương lâm không chút do dự giơ thanh kiếm trực tiếp nắm thẳng về hướng hư không tử đang đắm chìm muốn hiểu rõ nguyên lực bổn nguyên hung hăng chém xuống hư không tử trong lòng vốn không coi vương lâm ra gì xem ra vương lâm này chẳng qua chỉ là một con kiến, giờ phút này thần thức hắn đang rất nhanh phân tích lực bổn nguyên xung quanh, ý đồ tìm cách hiểu được bí ẩn làm sao sinh ra bổn nguyễn hắn có một loại trực giác, nếu mình có thể tìm ra đáp án này vậy chẳng khác nào tìm được con đường chính xác bước vào bước thứ ba, càng nghĩ như vậy, hắn lại càng rung động thậm chí hắn có nghe rõ tiếng tim đập của mình, nhưng ngay trong lúc hắn đang tra xét, mắt thấy dương như sắp sờ đến một tia rõ ràng thì lập tức toàn thân toát ra mồ hôi lạnh một cổ cảm giác nguy cơ sống chết trong khoảnh khắc tràn ngập toàn thân loại nguy cơ sống chết này không yếu hơn chấn động lúc trước ở tán tiên trì sụp đổ chút nào, thậm chí còn mạnh hơn mớ lại lại có loai khí tức quen thuộc với hư không tử, con người hai mắt hắn co rụt lại nhìn chầm chầm vào thanh kiếm trong tay vương lâm phía trước, pháp bảo thủ không niết. Thanh kiếm này chém một nhát tuy không rời khỏi tay vương lâm nhưng trong khoảnh khắc giữa vương lâm và hư không tử xuất hiện một bóng kiếm lớn tỏa ra ánh bạc vạn trượng thanh kiếm lớn hoàn hảo thành từ ánh sáng bạc phát ra những tia ăn sáng nhức mắt sau khi xuất hiện thanh kiếm nhanh chóng chém xuống hư không tuli hư không tử như ngừng thở hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ nồng đậm hắn căn bản không kịp né tránh vương lâm nắm bắt thời có cực kỳ xảo quyệt đúng là mấu chốt của sát cục này thanh kiếm lớn màu bạc kia tốc độ qua nhanh xa xa vượt qua tốc độ của tu sĩ toái niếp có thể thi triển chỉ thấy ánh bạc chợt lóe ầm ầm rơi vào ngực hư không tử trong nháy mắt này nguyên thần trong cơ thể hư không tử dùng một tốc độ không thể tưởng tượng được mạnh mẽ khuếch trương ra phía ngoài từ trong cơ thể biến ảo ra ngoài bao trùm thân thể trực tiếp xuất hiện bên ngoài thân thể từ xa nhìn lại bên ngoài thân thể hư không tử phát ra ánh tím rực rỡ cả nguyên thần dĩ nhiên đã biến thành màu tím tu sĩ tầm thương nguyên thần yếu ớt cực kỳ toàn bộ dựa vào thân thể bảo vệ nhưng tu vi hiện tới trình độ hư không tử nguyên thần mạnh mẽ đã vượt xa thân thể, giờ phút này nguyên thần bao phủ thân thể trực tiếp chống cự lại thanh kiếm lớn ánh bạc, ánh bạc lé lên dữ dội, thân hình hư không tử bỗng rung lên, vẻ mặt lấp tức đỏ một cách khác thường, một ngụm tươi phun ra. Nguyên thần bên ngoài thân thể rung rẩy có tú lại vào trong thân thể trên mặt hư không tử lộ rõ vẻ dữ tợn chưa từng có, trong cơ thể lại. Không ngừng vang lên những tiếng, cơn phanh, thân hình hắn không tự chủ được lùi lại đứa đòn tấn công kia, nhưng lúc này hắn ngẩng mạnh đầu, bước chân đang lui ra sau gắn gượng dừng lại thủy chung đưng trong lực bổn nguyên mặt cho lực bổn nguyên thẻm thấu vào thân thể khiến cho thương thế càng nặng, tiêu tạp chung. Chỉ bằng ngươi dù có pháp bảo thử không niết, muốn giết ta ngươi còn không vũ tư cách. Sát khí trong mắt hư không tử càng đậm, tay phải vung lên hung hăng chọc tới vương lâm sắc mặt vương lâm tái nhật nguyên lục trong cơ thể theo một kiếm vừa rồi điên cùng mất đi, thanh kiếm này lúc trước hắn tra xếp đã lục lọi được một chút biết được bảo vật này không cần tế luyện chai cần cầm nơi tay là có thể sử dụng thanh kiếm này hoàn toàn khác với pháp bảo truyền thống khiến cho vương lâm rác là khó hiểu. Nhưng lúc này vì sát cục bày ra hắn cũng không suy nghĩ kỹ càng liền lấy ra sử dụng. Đối với vật này có thể hấp thu nguyên lục trong cơ thể, lúc trước Vương Lâm đã có chuẩn bị, lúc này tuy sắc mặt tái nhật, nguyên lục trong cơ thể mất đi lương lớn nhưng không chút bói rối vẫn rấy bình tĩnh trong khoảnh khắc bàn tay hư không tử cách không chột tới. Vương Lâm lại nâng thanh kiếm trong tay lên, hắn thở sâu nguyên khí trong cơ thể ầm ầm vận chuyển, ngay lập tức ánh bạn trong thanh kiếm chợt lóe ra vạn trượng, theo sau chém về phía trước, ánh bạc chói mắt. Tay hơ hai hư không tử có. Trục. Mạnh về phía sau vẻ mặt cực kỳ âm trầm, lúc này trong lòng hắn cũng có lo lắng, thân thể ở trong bổn nguyên lực, không ngừng bị lực bổn nguyên nguyên kia tấn công, lực bổn nguyên này tuy không nhiều, nếu so sánh chỉ sợ không bằng một phần vạn so với nguyên lực trong cơ thể hắn, nhưng lục bổn nguyên mỏng manh này khiến tuyệt đại bộ phân nguyên lực toàn thân toàn bộ vận chuyển đối kháng hắn lại càng ở trong lúc đối kháng đề nhập toàn bộ tâm thần bên trong cẩn thận tra xét. Nếu đổi lại vương lâm lúc, trước hư không tử hoàn toàn không cần quan tâm, nhưng lúc này hắn không thể nghĩ tới vương lâm lại có pháp bảo thứ không niết như vật hắn không thể không chú ý nhưng nếu bỏ qua cơ hội cảm ngộ lực bổn nguyên này hắn lại cực kỳ không cam lòng sát khí của hắn đối với vương lâm đã dạt tới cực hạn chỉ cần cho tam thêm thời gian nổ nén hương ta tinh tương có thể tìm ra sự huyền bí của lực bổn nguyên này hư không tử vỗ túi trữ vật lập tức trong tay có thêm một khói băng màu tím trên khối băng này phát ra khí lạnh vừa xuất hiện lập tức khiến cho đại điên bị bao phủ trong một mảnh băng hàng thanh kiếm trong tay vương lâm đảo qua bóng hình kiếm lớn lại biến ảo ra trong ánh dáng bạc thẳng đến phân thân nguyên thần hư không tử kia nguyên thần phân thân kia hai tay bắt quyết chỉ về phía trước đối kháng với đại kiếm hư huyễn chỉ nghe một tiếng nổ tầm vang lên nguyên thần phân thân lui ra sau mấy bước hơi nhạt đi chỉ có điều bóng kiếm hư ảo kia cũng bị sụp đổ trong nháy mắt khối băng màu tím kia xuất hiện vương lâm lập tức cảm nhận ở trên một tia khí tức pháp bảo thử không niết Giống như thanh kiếm của mình, hiển nhiên khối băng màu tím này cũng là một kiện pháp bảo thủ không niết giờ phút này nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm mất đi rất nhiều, nhưng lại không phải là lúc đau lòng vì nguyên lực, sát cục đã mở ra nếu cứ bỏ qua như vậy Vương Lâm thật không cam lòng, hắn đã dùng lực bổn nguyên để bày sát cục, nếu không thể giết hay làm bị thương nặng hư không tử. Như vậy chính là một lần thất bại trong tính toán của Vương Lâm hắn chẳng những bại lộ bổn nguyên, lại bại lộ. Pháp bảo thử không niết, nhưng nếu có thể thương nặng hoặc giết hư không tử như vậy, tất cả chuyện này dù có bại lộ cũng đủ kinh sợ thôn cô xinh đẹp và người áo đen kia hít sâu một hơi vương Lâm dứt khoát nhắm hai mắt lại, lúc trước hắn dùng thanh kiếm này liền có cảm giác thanh kiếm này có linh hồn, với tu vi của hắn không đủ để phát huy uy lực chân chính của pháp bảo này, nhưng vậy này không cần tế luyện đã có thể thi triển. Nếu muốn phát huy toàn bộ cũng không khó lắm, chỉ cần lấy pháp bảo điều khiển người là được khi Vương Lâm nhắm hai mắt lại bỏ qua hết thảy khống chế thanh kiếm này, trong khoảnh khắc, thanh kiếm phát ra những tiếng ông ông, giờ phút này, nguyên thần phân thân hư không tử lại lao tới, bông tuyết màu tím trong cơ thể tản mát ra vô tận khí lạnh vậy quanh bên ngoài thân thể phân thân, cho dù hắn chưa tới gần có khí lạnh đậm đặc tràn tới Vương Lâm thanh kiếm trong tay Vương Lâm bỗng nhiên nâng lên. Nhưng không phải là lực lượng của hắn mà là thanh kiếm điều khiển. Hành Động Vương Lâm, trong nháy mắt nâng lên này, Nguyên lực trong cơ thể vương lâm điên cuồng trôi đi, thanh kiếm phát tán ra tiếng kêu giống như hoang hô, ánh bạc chợt lóe lên, vào khoảnh khắc phân thần hư không tử xông tới, thanh kiếm lập tức lại hóa ra bóng kiếm trắng chỉ có điều lúc này thanh kiếm lớn màu bạc cũng có khác biệt phản phất như thực chất, căn bản nhìn không rõ nửa điểm hư ao, trong nháy mắt xuất hiện thanh kiếm lập tức chém xuống dưới một nhát, âm. Phân thân nguyên thần hư không. Tử lập tức va chạm với thanh kiếm, lui ra sau mấy bước nhưng thanh kiếm này không biết mất ngược lại ánh bạc càng tực trở không ngờ ở giữa không trung vẽ ra một đường cong từ bên trái đau quá nó không chút ngừng lại giống như thanh kiếm màu cạc này hóa thành một cầu vòng bạc chân chính ở bên ngoài phân thân nguyên thần hư không tử một kiếm lại một kiếm kiếm chiêu không ngừng quét ngang tốc độ của nó không ngờ càng lúc càng nhanh kiếm đầu tiên có chút thông thả nhưng kiếm thứ hai liền nhanh hơn một chút lúc này tốc độ càng nhanh Chấp mắt đã thành bảy kiếm liên tục nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm sau khi kiếm thứ sau tiêu tan. Kiếm thứ bảy như hấp thu máu thịt của hắn, cũng may. Mắng thân thể cổ thần mạnh mẽ, ẩn chứa lựa lượng cổ thần như thế mới vó thể kiên trì tiếp tục sau bảy kiếm, kiếm thứ tám giống như rồng bạc vần quanh, lại một lần nữa hạ xuống. Tiếp theo kiếm thứ 9 thứ 10 cũng tới cả đại điện gần như toàn bộ ánh mắt đều ngưng tụ ở bên ngoài phân thân nguyên thần của hư không tử, chiêu thức liên hoàn nguy dị của pháp bảo này khiến người xem kinh tâm động phát. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ánh bạc càng đến càng nhanh, kiếm 19-20. Da thịt vương lâm héo rũ phạm vị lớn, vẻ mặt lộ ra u ám, cổ thần lực lương trong cỡ thể hắn không ngờ cũng không chịu nổi hấp thu như vậy từ kiếm thứ 17 trở đi. Mỗi lần thêm một kiếm đều là gấp mấy lần kiếm trước, 23 kiếm đã là cực hạn của Vương Lâm, khoảnh khắc kiếm thứ 23 hạ xuống hai mắt Vương Lâm đang nhắm chợt trận trừng. Giống như ti chớp vẽ qua bầu trời, trong khoảnh khắc ánh sáng bạc vờn quanh bên ngoài phân thân nguyên thần hư không tử đang cực nhanh chợ ngừng lại trong khoảnh khắc ngừng lại ánh sáng bạc dùng tốc độ trước nay chưa từng có ầm ầm lóe lên chới mắt chiếu cả đại điện lên sang rực chỉ thấy bên ngoài phân thân nguyên thần hư không tử ánh bạc lóe ra không ngờ đồng thời xuất hiện 23 thanh kiếm lớn màu bạc trong khoảnh khắc chúng xuất hiện đồng loạt đâm tới phân thân nguyên thần hư không tử 23 thanh kiếm lớn giống như 23 ngôi sao băng dùng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng dưới những tiếng nổ âm âm toàn bộ đâm vào phân thân nguyên thần hư không tử, lại xuyên thấu qua. Phân thân nguyên thần kia căn bản không có bất kỳ né tránh, khoảnh khắc 23 thanh kiếm xuyên qua khối băng màu tím trong cơ thể cũng tách tách, sụp đổ theo đó tiếp theo là phân thân nguyên thần hư không tử, bị hại 13 thanh kiếm xuyên qua ngay lập tức tan rã mọi chuyện còn chưa chấm dứt. 23 thanh kiếm kia giống như hợp lại thành một lưỡi kiếm, đang sen không ngừng lập tức lao thẳng đến hư không tử đang cảm ngộ bổn nguyên, lúc này sắc mặt hắn tái nhật, lại phun ra một vòi máu. Tươi ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, đây, đây không phải là pháp bảo thử không niết bình thường. Hắn không thể ngờ tới vương lâm trước mắt này không ngờ có pháp bảo khủng bố như thế, giờ phút này phân thân nguyên thần bị hủy, ngay lập tức hắn bị thương thế nghiêm trọng, càng khó giết. Mắt thấy 23 thanh kiếm kia hủy nguyên thần của mình lại hủy một kiện pháp bảo hư không niết rồi lao tới chính mình da đầu hư không tử rung lên nhưng lúc này chỉ cần thêm vài giây hắn vẫn tự tin có thể tìm tòi ra huyền bí bổn nguyên nếu để hắn tránh né không khác gì trực tiếp giết chết hắn liều mạng giờ phút này hư không tử dù sao cũng tu đạo vô số năm tâm trí thông linh tự nhiên cũng đoán được vương lâm dùng bổn nguyên làm mồi khiến cho mình không thể phát huy toàn bộ thần thông tuyệt đại bộ phận phân tâm lực đều chìm vào tìm hiểu bổn nguyên thiết kế mộ sát cục làm mình không thể tiến lùi hắn cũng không lùi lại mà vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay có thêm một mai rùa màu đen, mai rùa này chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân ngâm đen truyền ra một cổ uy ấp. Không biết trên người con gì gỡ. Xuống, thằng này có sao không nhỉ, mai rùa thì phải gỡ từ con rùa chứ, di hai hoai vi, mai rùa này rõ ràng cũng là một pháp bảo thử không niết. Hư không tử thân là người quan trọng của tu chân liên minh, tự nhiên không thiếu pháp bảo, hắn cầm mai rùa ném về phía trước, cắn răng không để ý tới, dùng toàn bộ tâm thần điên cùng cảm ngộ bổn nguyên, hắn có thể cảm giác được mình sắp biết được con đường vào bước thứ ba đã vây nhiễu hắn nhiều năm, ngay cả nằm mơ hắn cũng nghĩ đến mai rùa kia bay ra lập tức lơ lửng trước hư không tử, ánh dáng màu đen bên trên chợt bột phát ra mạnh mẽ. Nhưng trong khoảnh khắc ánh đen lấp lóe này, 23. Thanh kiếm kia ầm ầm lao đến ba thanh phía trước thành hình chữ nhất trực tiếp đánh lên mai rùa, tiếng nổ âm ầm động trời vang lên, mai rùa không ngừng lui ra sau, nhưng gắn gượng đỡ đòn được chỉ có điều đợt tấn công này chưa kết thúc, vào khoảnh khắc kiếm thứ ba tiêu rang, kiếm thứ bốn thứ năm, mãi cho đến kiếm thứ hai mươi một gần như tạo thành một giải sáng bạc trực tiếp lao tới, ầm, ầm, ầm. Mai rùa màu đen không ngừng lui ra sau, gần như nháy mắt phía trên mai rùa xuất hiện nhiều khe nứt chỉ được 3 giây mai rùa liền ầm ầm tan rã, hóa thành vô số mảnh vỡ văng ra bốn phía, sụp đổ khoảnh khắc mai rùa sụp đổ biến mất kiếm thứ 22, 23 trực tiếp xuyên thấu qua thẳng đến hư không tử phía sau mai rùa, hai kiếm cuối cùng này ẩn chứa nhiều lực lượng hủy diệt nhất, giờ phút này xuyên qua gần như trong chớp mắt liền đánh lên ngực hư không tử tại khoảnh cách này hư không tử căn bản không kịp thi triển bất kỳ pháp bảo nào vào thần thông nào. Hơn nữa làm cho hắn bỏ qua cơ hơi cảm ngộ bổn nguyên này là tuyệt đối không có khả năng, chuyện này nói thì thông thả nhưng thực tế chỉ trong chớp mắt, trong lúc nguy hiểm này, hai tay hư không tử vung mạnh ra ngoài lập tức quần áo toàn thân phản phất bị gió thổi mạnh, một làn gió màu tím từ trong cơ thể hắn nhanh chóng khuếch tán hình thành một cơn gió xoáy. Nhưng gió xoáy này gần như vừa xuất hiện liền bị kiếm thứ 22 đụng tới, chỉ nghe một tiếng vịt, gió xoáy sụp đổ khoảnh khắc gió xoáy sụp đổ, cuối cùng kiếm thứ 23 trực tiếp xuyên qua chạm vào ngực hư không tử cùng lúc đó hai mắt vương lâm lóe ra ánh sáng chói mắt, hắn chờ chính là lúc này, cũng chính là kết cục của sát cục này vương lâm nâng tay trái tê dại sờ qua những viết rỉ xét trên thanh kiếm. Sau khi dính vết rỉ xét hắn hung hăng bắn về phía trước, suy một tiếng vang. Lên, thân thể hư không tử bị kiếm thứ 23 đánh trúng, phun ra một vòi máu tươi, sắc mặt hắn tái nhật, quần áo trước ngực nát bấy lộ ra máu thịt mơ hồ, chỉ thiếu một chút. Giờ phút này hư không tử giống như điên cuồng, không để ý vết thương trên thân thể, điên cuồng cảm nhận bổn nguyên kia, hắn có thể cảm nhận được khoảng cách mình hiểu ra bước thứ ba phi thương gần, lập tức liền hoàn toàn hiểu ra, thằng này có phải bị thương nặng quá nên điên hay không nhỉ? Nhưng giờ phút này vết trĩ xét ẩn chứa lực lượng quỷ dị dưới cái bắn của Vương Lâm lập tức dung nhập vào trong. Khoảnh khắc hư không tự sắp sử hiểu ra bổn nguyên bước thứ ba tha thiết ước mơ, nó giống như một. Trân gió nhẹ thổi qua thân thể thân thể hư không tử chấn động dữ dội, vùng ngực máu thịt mơ hồ lập tức phọc mắt thất khiếu đổ máu, thân thể không thể không lùi ra, một bước lùi ra này liền rời khỏi lực bổn nguyên, công sức toàn bộ trôi đi, không. Hai mắt hư không tử đỏ bừng như thú hoang, nhưng thân thể hắn không thể khống chế bị ném thẳng ra sau, khoảng cách ánh đỏ lực bổn nguyên càng ngày càng xa, cũng có tảng lớn sương máu từ cơ thể hắn phun ra con mắt thứ ba mi tâm vương lâm chợt lóe ánh ô biến mất thu hồi lại một tia lực bổn nguyên cơ hồ diệt tuyệt vào trong con mắt thứ ba vương lâm cầm thanh kiếm trong tay ánh mắt lạnh như băng lạnh lùng nhìn thoáng qua thôn co xinh đẹp nàng ngay tâm thần chấn đông thần thông và phát bảo vừa rồi của vương lâm một cái cảnh tượng chấn động tâm thần vừa rồi khiến cho nàng không dám đối mặt nhìn chỉ cúi đầu về phần người áo đen kia cùng lúc ánh mắt vương lâm nhìn tới trong mắt hắn hiện rõ sự khiếp sợ và kiên kỵ nồng đậm đối diện ánh mắt vương lâm hắn không ngờ lại có ý không dám nhìn thẳng lúc này khí thế của vương lâm đã là đỉnh trong tất cả những người hắn từng gặp quá trong đời mặc kệ dùng phương pháp gì âm mưu gì cũng được quỷ kế cũng tốt có thể đánh bại một tu sĩ toái niết liền đủ nói rõ hết thảy kẻ thù như vậy ai nguyện ý trêu chọc muốn bổn nguyên của vương mổ muốn pháp bảo của vương mổ các người nhanh tới mà lấy trong mắt vương lâm chợt lóe sắc khí miệng lộ ra nụ cười lạnh thân thể hắn dần dần dung nhập vào trong lốc xoáy màu tím do hai con mắt pho tượng chiếu ra chậm rãi biến mất tuy rằng hắn biến mất nhưng để lại rung động cho thôn cô xinh đẹp và người áo đen còn hư không tử thật lâu không tiêu tan người áo đen trong mắt vẻ kiên kỵ không mất đi nghĩ đến thần thông 23 kiếm vừa rồi của Vương Lâm trong lòng hắn tràn ngập hàng ý, mặc dù hắn biết được sau khi thi triển thần thông 23 kiếm này đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng không dám đi đánh cược 23 kiếm liên hoàn công kích kia khiến hắn mất đi tin tưởng. Chu tướng Thánh Tông sẽ bởi vì người nào mà. Lại cuộc khởi, trong liên minh tinh vực này không phải tái hiên lại huy hoàng ngày xưa mà là đạt tới mỗi trình độ mới chưa từng có, người này có bổn nguyên, là ai cho hắn bổn nguyên. Thân hình người áo đen rung lên, vẻ kiên kỵ trong dê mắt càng đậm thân hình hư không tử hung hăng nắm chặt tay, thân thể truyền ra từng cơn đau nhói, nguyên thần hủy diệt một nửa sau đó lại bị thương thế trầm trọng khiến tu vi hắn hại xuống rất nhiều, nhất là thay đổi qua nhanh trước bổn nguyên khiến cái loại hy vọng đến rất gần bước thứ ba và thất vọng không cam long lúc này làm cho hắn không kìm nổi cầm lên một tiếng nhưng hắn dù sao cũng là tu đạo nhiều năm. Sau khi trống giận bình tĩnh trở lại, ánh mắt lộ ra sát khí càng điên cuồng kẻ này tâm cơ quá sâu, lại lớn gan quyết đoán quyết không thể cho phép hắn thành chu tước thánh hoàng sau này vì giết hắn lão phu không tiếc kỳ hạn đứng đầu thiên nhân ba ngàn năm sắp tới cũng phải giết hắn cướp lớp bổn nguyên thôn co xinh đẹp kia trong lòng lại khiếp sợ không kém người mặc áo đen và hư không tử chút nào ngược lại nàng hiểu biết càng nhiều thậm chí rung động so với người áo đen và hư không tử càng lớn hơn khiến nàng rung động trừ bổn nguyên của vương lâm ra chính là thanh kiếp thép kia pháp bảo mạnh mẽ như vậy trong trí nhớ của nàng đã từng nghe qua một lần trong trí nhớ của nàng ở trong côn lôn hư cảnh nghe trưởng bối bàn luận chỉ bảo trong thiên hạ từ có một lời bảo vật chỉ có năm loại linh huyền tiên không niết cũng không phải chỉ có năm loại này mà ngược lại còn có pháp bảo đẳng cấp thắt chẳng qua nghe trưởng bối già nói phớ bảo kia cho dù là bản thân hắn cũng chỉ nhìn thấy qua bao bơ vật niết cực mà thôi bảo linh Huyền đa phần là bảo vật tu si bước thứ nhất thường dùng, thường thường trong hai loại này, cũng không thiếu một số bộ phận tu si bước thứ nhất có được tiên bảo nhưng đối với tu sĩ bước thứ hai mà nói, tiên bảo có chút không thể thảo mãn yêu cầu, nhất là những lão quái tu luyện tới toái niếp, tiên bảo trừ khi là cao nhất nếu không có trợ giúp với bôn họ. Nhiều khi còn không so được với thần thông thông tiên thuật mà tới lúc này những lão quái toái niếp sẽ đi tìm một pháp bảo tầng cao hơn cũng chính là vượt qua tiên bảo mà liên ký sĩ thời thượng cổ thường dùng, ngược dòng thời gian, tìm kiếm di tích từ trong di tích viễn cổ thường dùng, là loại pháp bảo, đó là không. Trên thực tế có một số pháp bảo thứ không niết thường là không phải chân chính là thứ không niết mà chỉ thuộc về loại pháp bảo không, chẳng qua hơi trội hơn một chút cho nên được người gọi là thứ không niết. Trên thực tế chỉ là một loại xưng hô hư vinh mà thôi. Đối với những lao quái toái niết tầm thường, pháp bảo cấp không đã thuộc loại đỉnh vì giành được có thể không tiếc mọi thứ nhưng đối với những tu sĩ toái niết hậu kỳ đại viên mãn pháp bảo không tuy quý báu nhưng đã tu luyện đến trình độ bọn họ bất kể là cướp đoạt cũng được sưu tầm cũng được tóm lại là không thiếu loại pháp bảo này thậm chí hết thảy mọi pháp bảo trên thế gian này đều không được bọn họ coi trọng bọn họ theo đuổi là siêu thoát bước tu đạo thứ hai bước về bước thứ ba trong truyền thuyết kia chỉ có điều bước thứ ba này quá mức hư vô mờ ịt tìm không thấy con đường phía trước bọn họ chỉ có thể yên lặng chờ đợi thiên nhân ngủ suy giáng xuống cuối cùng chậm rãi chết đi đối với những lão quái đã gần như trường sinh này đây không phải là giấc mộng theo đuổi đạt được lực lượng và tu vi bước thứ ba mà là khát vọng sinh mạng chỉ có thể đạt tới bước thứ ba mới có thể đối kháng với thiên nhân ngủ suy nếu không chờ đợi bọn họ chỉ có bỏ mạng tại thời điểm này trong phong tiên giới có một số tu sĩ ngẫu nhiên đi tới liên minh tinh vực những người này không đạt tới bước thứ ba nhưng trong thiên nhân ngũ suy đã vượt qua suy thứ tư thiên nhân ngũ suy là kiếp nạn mà mỗi tu sĩ toái niết nhất định phải trải qua mỗi lần trải qua tu vi và thực lực tăng mạnh vô số lần nhưng thiên nhân ngũ suy khó khăn quá lớn một khi thất bại lập tức khiến hình thần câu diệt người này sở dĩ có thể đạt tới suy thứ tư đúng là bởi vì hắn có một loại pháp bảo pháp bảo này cũng chính là ngày sau có xưng hô là chí bảo cấp niết Chí bảo cấp niết sau đó bị bọn họ nghiên cứu điều tra, mơ hồ có thể tìm ngược về tới thái cổ. Chỉ có điều loại bảo vật này truyền lại tới ngày nay cực kỳ hiếm có gần như là lông phượng và sừng lân. Tuy là như thế nhưng những lão quái toái niết này lại từ trong những di tích viễn cổ phát hiện một loại vượt qua pháp bảo cấp không, gần với pháp bảo cấp niết. Đây cũng chính là thứ không niết. Thứ không niết này tuy không cực kỳ hiếm thấy như niết cấp chân chính nhưng cũng ít đến mức đáng thương gần như những thứ này đều bị tu sĩ toái niết hậu kỳ đại viên mãn giành được một trong những tiêu chuẩn của trưởng lão đoàn liên minh chính là phải có một pháp bảo cấp thứ không niết tác dụng của pháp bảo này trừ việc uy lực mạnh mẽ ra còn có thể có tác dụng nhất định giúp tu sĩ trong thiên nhân ngũ suy pháp bảo thứ không niết cũng chia cấp bậc chẳng qua có chút mơ hồ đa số đều chia làm bốn trình tự hạ trung thượng và viên mãn dù sao loại pháp bảo này là tổ tiên để lại người kế thừa căn bản không biết chế tạo, càng không nói đến ghi chép tỉ mỉ phân biệt. Có thể hấp thu sát ý của tu sĩ, có thể biến ảo ra hư ảnh, có thể xuất hiện uy lực như vậy. Phá bảo trong tay vương lâm này ít nhất cũng là thứ không niết thượng phẩm. Thậm chí rất có khả năng là viên mãn thứ không niết. Thông cô xinh đẹp hít sâu một hơi, ánh mắt lộ vẻ kiên kỵ sâu sắc. Vương lâm như ngưng thở, lắc lắc đầu. Đồng thời thi triển sợ là nháy mắt hắn thành thay khô thanh kiếm trong tay lại được vương lâm cắm vào trong vỏ thu vào trong túi trữ vật hắn lấy ra một ít đang dược ném vào miệng không chờ tiêu hóa lập tức cắn răng bay nhanh về phía trước hắn vừa rồi lâm vào cảnh nỏ mạnh hết đà bằng vào khí thế làm thương nặng hư không tử dọa sợ người áo đen và thôn cô xinh đẹp kia nếu không hai người này lại ra tay hắn chắc chết không nghi ngờ gì giờ phút này hắn không rảnh đi chữa thương mà phải nhanh một chút dùng ưu thế biết được bản đồ động phủ tiên đế kén giãn khoảng cách với bọn họ. Vương Lâm thở sâu, qua lại không ngớt nhiều cấm chế trong tầng thứ hai động phủ tiên đế này rất nhanh đi tới những mắt cấm chế trong bản đồ. Vừa nhìn Vương Lâm lập tức xác định phía trước mình nhất định có người mở ra mắt cấm chế. Không biết người đó đã tiến vào tầng thứ mấy. Hắn lê thân hình mỏi mệt, thẳng đến nơi sương mù lượng lờ trung tâm tầng thứ hai. Kết cấu sáu tầng đầu động phủ tiên đế gần như không khác biệt nhiều lắm như vậy với sự quen thuộc của vương lâm tuy nói tốc độ bị chậm không ít nhưng cũng rất nhanh đi tới vị trí trung tâm tầng thứ hai tiến đến lối vào tầng thứ ba giờ phút này người áo đen thôn cô xinh đẹp và hư không tử thương nặng cũng tới tầng thứ hai hư không tử cũng không còn hống hách như tầng thứ nhất hắn không trực tiếp xông vào cấm chế mà chậm rãi lục lọi đi tới như vậy bọn họ cũng cho vương lâm đủ thời gian trong đại điện tầng thứ hai này không có pho tượng trên mặt đất chỉ có chính đế nến bằng đá vương lâm thu nổi lo lắng trong lòng cẩn thận quan sát hồi lâu dần dần nhíu mày nhưng đột nhiên ánh mắt vương lâm dừng lại ở xung quanh những đế nến trên mặt đất những chỗ này có dấu vết di động nhàn nhạt rất nông hiển nhiên bị người di động không chỉ một lần để lại rất nhiều chỗ gây nghi hoặc cho người khác vương lâm hai mắt chợt lóe lên ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát dần dần hai mắt hắn sáng ngời trung tâm chính cây nến này hắn cảm thụ được tia kiếm khí rất lớn. Kiếm khí này rất là tầm thường, cho dù là có người cảm nhận được cũng chỉ cho rằng có người ý đồ phá hoại những cây nến này lưu lại. Nhưng kiếm khí này đối với Vương Lâm mà nói có ý nghĩa rất quan trọng. Kiếm khí của Chu Dật tiền bối. Hắn để lại kiếm khí ở chỗ này hiển nhiên đã tiến vào tầng thứ ba. Nhưng vì sao lại để lại kiếm khí ở đây? Hay là... Ánh mắt Vương Lâm động lại, trên đường đi nguyên lực trong cơ thể hắn đã khôi phục một phần lúc này hắn vung tay lên lập tức chính đế nến phía trước lóe lên ánh lửa toàn bộ được đốt lên khoảnh khắc ánh lửa xuất hiện lập tức vần quanh thân thể vương lâm mang hắn biến mất khỏi đây đi lên tầng thứ ba những vết nến di động này chẳng qua chỉ để mê hoặc người khác ngay cả dấu vết để lại trên mặt đất cũng là người trước để lại hấp dẫn sự chú ý của người sau mà xem nhẹ những ngọn nến này chính là cần châm lửa thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt Vương Lâm ở trong động phủ tiên đế này đã được hai tháng. Trong hai tháng này mỗi ngày hắn chỉ có một thời gian ngắn ngủi chữa thương, toàn bộ thời gian còn lại đều qua lại không ngớt tầng này sang tầng khác. Động phủ tiên đế này, càng đi tiếp cấm chế càng mạnh mẽ. Có những lúc lấy thuật cấm chế của Vương Lâm tiến vào giới thiệu bản đồ ngọc giảng cũng phải mất một khoảng thoi phi gian mới an toàn đi qua. Mà mất nhiều thời gian nhất chính là cung điện trung tâm mỗi tầng những cung điện đó phản phất như những bí ẩn, cần hao hết tâm tư mới tìm được đường đi vào tàn tiếp theo. Nếu chỉ vậy thì còn đỡ, nhưng trong bản đồ ngọc giảng từ tầng 4 trở đi mỗi tầng đều giới thiệu mấy chỗ không gian trữ vật vương lâm tự nhiên không muốn bỏ qua. Đáng tiếc những nơi này đa số đều có người nhanh chân đến trước, nhưng đồng dạng cũng có mấy nơi không có người đi qua bị vương lâm lấy tất cả ném vào túi trữ vật. Nghĩ tới thu hoạch trên đường đi hai tháng này, vương lâm rất là hưng phấn cho dù là hắn cũng bị những vật phẩm trong trữ vật không gian này chấn kinh rất lâu ví dụ như tiên ngọc hiện tại tiên ngọc trong túi trữ vật của vương lâm đã đủ để thành lập một môn phái đủ cho đệ tử môn phái sử dụng ngàn năm còn có nhiều vật phẩm khác dưới cái nhìn của vương lâm những không gian trữ vật này giống như những nơi cất giữ của tiên đế thanh sương hiển nhiên là có mục đích mục đích năm xưa của thanh sương vương lâm không biết được nhưng lúc này những vật ấy thành vật của hắn thật sự khiến hắn hưng phấn mấy ngày càng làm cho hắn hưng phấn là dựa theo ghi chép trong ngọc giảng trong tầng thứ sáu này có hai điểm truyền tống không gian trữ vật một chỗ trong đó cất giữ rất nhiều tiên đan thần dược trước khi tiên giới chưa sụp đổ những dược vật ấy đối với vương lâm lúc này ý nghĩa vượt qua tất cả mọi pháp bảo hai tháng này tu vi vương lâm thủy chung không hoàn toàn khôi phục thương thế thân thể bởi vì lực khôi phục mạnh mẽ của thần đã không thành vấn đề nhưng tổn thất nguyên lực cùng với nguyên thần do sử dụng thanh thiết kiếm trở nên uể oải, nếu không có dược vật rất khó khôi phục trong thời gian ngắn. Trong túi trữ vật của Vương Lâm gần như hao hết toàn bộ dược vật, hơn nữa nơi đây nguy cơ khắp chốn. Cho nên nơi cất giữ dược vật Vương Lâm bắt buộc phải chiếm được. Ngày hôm nay, một nơi trong tầng thứ sáu chợt lóe hào quang, thân hình Vương Lâm từ trong đi ra. Nơi này vây quanh bởi một dãy lầu cát, dường như là một vườn hoa riêng biệt. Ở phía trước còn có mấy hòn giả sơn, cũng có một con sông nhỏ từ xa uống lượng tới gần. Tiếng đinh đông quanh quẩn bốn phía, nghe rất là thanh bình. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, đây là tầng thứ sáu. Vương Lâm thở sâu, nhìn xung quanh. Trong đầu hắn nhanh chóng so sánh vị trí hiện tại và trong bản đồ ngọc giảng. Một lát sau hắn biết nơi chính xác của mình. Vương Lâm nhìn về bên phải, ánh mắt lộ vẻ kiên định nhán một cái hắn đi thẳng về bên phải. Dược vật này nhất định phải chiếm được. Tốc độ vương lâm nhanh chóng, qua lại không ngừng những tấm chế. Đúng lúc này bỗng nhiên hắn ngừng lại, nhìn chằm chằm vào phía trước. Có người ở nơi này. Vương lâm một mạch từ tầng 2 đến tầng thứ 5, phát hiện rất nhiều dấu vết người khác để lại nhưng không gặp một ai. Lúc này là lần đầu tiên hắn phát hiện bóng người từ tầng thứ hai trở đi. Tiểu huynh đệ. Không ngờ có thể đến nơi này. Thật không đơn giản. Một thanh âm hơi kinh ngạc truyền lại từ phía trước. Phía trước Vương Lâm xuất hiện hai người, một nam một nữ. Tướng mạo của nam nhân tiên phong đạo cốt, cực kỳ anh tuấn. Lúc này người này đang mang theo vẻ tươi cười nhìn về phía Vương Lâm. Phía sau y là một nữ tử có ánh mắt rất dịu dàng, nhưng lại lộ ra đôi chút kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Vương Lâm có thể đến được nơi này hai người này chính là vân tiên đạo lữ thần sắc vương lâm vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng cũng nổi lên cảnh giác lúc này tu vi của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục có thể coi là lúc suy yếu nhất kể từ khi bước vào tiên phủ này chỉ cần hơi vô ý sợ rằng sẽ mất mạng như chơi sắc mặt không đổi vương lâm lùi lại phía sau đến bên cạnh của một tấm chế ông quyền nói tham kiến vân tiên tiền bối khi đang nói ánh mắt vương lâm tùy ý đảo qua bên sau của vân tiên đạo lữ không thấy bóng dáng của chu giật khiến đáy lòng hắn trầm xuống cấm chế thuật của tiểu huynh đệ quả nhiên huyền diệu xem ra trước đây vương mổ đã xem thường ngươi rồi vương nguy cười nói đối với vương lâm hắn cũng không hiểu biết nhiều những sự tình liên quan đến vương lâm chu giật cũng chưa từng nhắc đến dưới nhận thức của vương nguy vương lâm có thể một đường phá vỡ cấm chế để đến nơi này đã chứng minh trình độ hiểu biết về cấm chế của người này đã đạt tới đăng phong tạo cực về phần thương thế trên người Vương Lâm, Vương Nguy tự nhiên cũng đã nhìn ra. Vân Tiên Đạo Lữ này dưới con mắt của Vương Lâm xem ra rất quỷ dị. Rõ ràng khi tiên phủ mở ra, mọi người cùng một lúc tiến vào, hẳn là hai người này cũng phải cùng bị hút vào trong bình giới mới đúng. Nhưng mãi cho tới khi bình giới sụp đổ, Vương Lâm vẫn chưa hề thấy hai người này xuất hiện nhưng lúc này đột nhiên lại hiện ra nơi đây. Không muốn nói chuyện nhiều với hai người này, vả lại Chu Dật không có ở đây trong lòng Vương Lâm cũng nổi lên tính toán. Hơn nữa thương thế của hắn lúc này chưa hồi phục, trong lúc lui ra, hắn bình tĩnh mở miệng nói, hai vị tiền bối, nếu không có chuyện gì nữa thì vãn bối xin cáo từ. Nói xong, thân mình Vương Lâm lập tức cấp tốc lui về phía sau, thoát đi ra bên cạnh, tiến về nơi cất chứa linh đang dịu dược. Vẻ mặt tươi cười của Vương Nguy vẫn không thay đổi, chỉ là hơi khẽ lắc đầu, cũng không ngăn cản hắn mãi cho tới khi bóng dáng của vương lâm biến mất ở trong những cấm chế xung quanh thì mới khẽ cười nói tiểu tử này thật thú vị đạo lữ hồ quyên bên cạnh hắn cũng cười nói tính cách của tên vương lâm này rất cẩn thận vốn định cùng hắn nói chuyện một chút nhưng lại bị chàng dọa đi rồi vương nguy cười lên ha hả nói hắn cũng không phải là bị ta dọa cho bỏ chạy mà là định đi chỗ khác ngươi nhìn vừa rồi hắn bước vào cấm chế thuần thuộc như mây bay nước chảy không chút đình trệ nào cấm chế kia cũng không bị phát động. Người này hoặc là đối với nơi này vô cùng quen thuộc hoặc là cấm chế thuật đã siêu qua sự tưởng tượng của ta. Hồ Quyên nhìn chỗ Vương Lâm vừa biến mất, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, hạ giọng nói, với tuổi tác của hắn, Thiếp Tình nguyện tin rằng hắn đối với nơi này đã cực kỳ quen thuộc. Vương Nguy mỉm cười nhìn Hồ Quyên cười nói, thấy hắn thoải mái vượt qua cấm chế như thế nên trong lòng có chút không tâm phục khẩu phục sao? tuy nhiên ta cũng đồng ý với điều nàng vừa nói hắn đúng là đối với nơi này cực kỳ hiểu rõ như thế lại càng thú vị có cái gì không phục đâu cơ chứ chàng đó đến tuổi này rồi mà cả ngày luôn trêu chọc thiếp hồ quyên che miệng cười hai mắt như trăng lưỡi liềm nhìn rất xinh đẹp vương nguy nghe vậy cũng mỉm cười thần sắc lộ ra vẻ cơ trí nói trước đó chúng ta đã đoán rằng kiếm linh kia đến nơi này cùng đồng bạn chứ không phải là đi một mình nếu ta đoán không sai thì đồng bạn của kiếm linh kia chính là hắn hồ quyên ngẩn ra cẩn thận suy nghĩ một chút rồi cười nói nếu đúng như chàng nói thì cũng tốt như thế thì hắn cũng không phải là địch nhân nhìn lộ tuyến vừa rồi của hắn thì nếu đúng là đối với nơi này thông thạo sẽ là đi tới nơi cất chứa đang dược của tiên đế chúng ta đi xem một cái là biết liền kiếm linh cũng ở nơi đó giữa hai người bọn hắn nhất định có một số bí mật vương nguy cười cười thân mình nhoáng lên đi về trước hồ quyên nhìn theo vương nguy ánh mắt lộ ra vẻ dịu dàng đối với hết thảy những phân tích và tính toán của vương nguy hồ quyên phần lớn đều rất tin tưởng nàng nhẹ nhàng nâng chân liền tiến tới đi bên cạnh vương nguy vương lâm lùi lại xuyên qua một khu vực cấm chế mức độ cấm chế ở tầng thứ sáu này càng thêm phức tạp do đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ của vương lâm có một số cấm chế có thể nháy mắt vượt qua nhưng cũng có nhiều cấm chế, hắn phải cẩn thận phân tích tính toán rồi mới có thể đưa chân bước tới. Sau 7 ngày, Vương Lâm từ bên cạnh một chỗ bán nguyệt, tiếp cận được nơi cất chứa dược vật. Dựa theo ghi chép trong địa đồ ngọc giảng, nơi đây là một phòng luyện đan. Bên trong có một truyền tống điểm, có thể tiến vào nơi cất chứa đan dược. Từ xa nhìn đã thấy phòng luyện đan này, Vương Lâm nhẹ nhàng tiến về phía đó. Trong khi tiến tới, thần thức vương lâm tràn ra bốn phía nhưng vẫn chưa tản ra quá xa mà chỉ là quan sát những cấm chế xung quanh. Thông qua dao động của cấm chế, hắn liền có thể biết được xung quanh có có ai đang tới hay không. Phòng luyện đan này không lớn, bên cạnh còn có một dược viên, tuy nhiên hiện tại dược viên này chỉ còn lại cỏ dại khô héo. Trong khi đi tới, Vương Lâm dần tiến vào trong dược viện này. Đột nhiên thân mình Vương Lâm dừng lại, nhìn chầm chầm vào phòng luyện đan phía trước. Hắn mơ hồ cảm giác được cấm chế nơi này và giới thiệu trên bản đồ có chút không giống nhau. Một đường đi tới tầng thứ năm, toàn bộ giới thiệu trong ngọc giảng đều chính xác. Duy nhất ở nơi này có một chút sai khác. Lời giải thích duy nhất là cấm chế nơi này đã bị người ta động tay chân. Thần sắc vương lâm dần trở nên âm trầm, sau khi trầm ngâm một lúc, hai mắt hắn chợt lóe lên. Sau hồi lâu cẩn thận phân tích sự cải biến này, Hắn mơ hồ có thể nhìn ra đôi chút manh mối nhưng càng nhìn ra chút manh mối này thì hắn càng nhíu mày. Dưới con mắt của hắn, cấm chế bên ngoài đang phòng phía trước đã tăng thêm một số cấm chế so với ban đầu, chỉ hơi biến hóa mà thôi. Nhưng kỳ quái chính là, sau khi tăng thêm cấm chế, không ngờ lại kết hợp một cách hoàn mỹ đến độ không thể tin nổi với cấm chế đã tồn tại từ đầu. Cấm chế thuật thiên biến vạn hóa. Mỗi người thi triển cấm chế có tính cách, lịch duyệt, Tu vi cùng với sự hiểu biết về cấm chế khác nhau, nên khi thi triển cùng một loại cấm chế thì dù nhìn bên ngoài thấy giống nhau nhưng rơi vào trong mắt người tin tường thì trên các chi tiết cũng không hoàn toàn giống nhau. Do đó, Vương Lâm liền có chút khó có thể tưởng tượng được. Cấm chế bị cải biến trước mắt này không ngờ lại phá vỡ những hiểu biết của hắn đối với cấm chế. Không ngờ lại kết hợp hoàn mỹ đến như thế. Lấy kiến giải của ta, hơn nữa còn có kế thừa phá diệt cấm thì trên thế gian này không ai có thể sau khi cưỡng ép thay đổi trên nền tảng cấm chế của người khác mà lại có thể hoàn mỹ như thế được. Mặc dù thật sự có thì trình độ hiểu biết về cấm chế cũng phải đạt tới một mức độ không thể tin nổi thì mới có thể hoàn mỹ thay đổi một số cấm chế do người mới hiểu sơ sơ về cấm chế thi triển ra. Nhưng tầng thứ sáu động phủ của tiên đế này, mỗi cấm chế đều là hiếm thấy trên đời, như thế nào có thể có người đủ khả năng cải biến hoàn mỹ đến vậy? Nếu thật sự có người như thế thì trong mắt họ, hết thảy cấm chế trong động phủ tiên đế này căn bản chỉ như một trò đùa, qua lại cả chín tầng đều cực kỳ thoải mái. Vương Lâm hít sâu một hơi, bị ý niệm trong đầu khiến cho chấn động mất một lúc. Hắn không cam lòng, cẩn thận tra xét lại nhưng càng nhìn lại càng thấy kinh hãi. Cấm chế xung quanh đăng phòng này đã không thể dùng từ hoàn mỹ nhất để hình dung được. Căn bản là giống nhau như đúc, giống như là do cùng một người, ở những thời điểm khác nhau hoàn thiện chính cấm chế mà mình đã bày ra. Hay là, trong đầu Vương Lâm đột nhiên như có điện quang lóe lên, hai mắt mạnh mẽ trợn lên. Người bố trí toàn bộ cấm chế trong động phủ tiên đế này và người bây giờ cải biến nó là cùng một người chăng? Vương Lâm lại hít sâu một hơi. Đáp án này có thể giải thích hết thảy nhưng cũng quá mức có thể tưởng tượng được. Vương Lâm nhìn chầm chầm vào cấm chế này, mơ hồ cảm giác được rằng phán đoán của mình là đúng như vậy thì bản thân mình đã vén lên một tấm màn bí mật thật lớn. Chỉ có điều người bố trí nó rốt cuộc là ai? Người đầu tiên hiện lên trong đầu Vương Lâm chính là Vân Tiên Đạo Lữ. Trầm ngâm một lát, nếu là buông tha cho thì Vương Lâm không cam lòng. Lúc này đây đang dược đối với hắn mà nói thì quá mức trong yếu. Ánh mắt hắn chợt lóe lên, nhìn chầm chầm vào cấm chế kia, bắt đầu tính toán. Cấm chế nơi này cực kỳ phức tạp, hiển nhiên là nhằm ngăn cản người bên ngoài tiến vào. Vương Lâm đơn giản khoanh chân ngồi trên mặt đất, vẻ thôi diễn cấm chế trong mắt không ngừng lóe lên, tay phải hắn vỗ túi trữ vật, lập tức xuất hiện một chiếc la bàn. Hắn ngồi đây đã được ba ngày. Trong ba ngày này trong mắt Vương Lâm dần hiện lên tơ máu, vô số biến hóa của cấm chế lần lượt lóe lên trong đầu hắn, tìm kiếm phương pháp phá giải chính xác nhất. Đến ngày thứ tư, hai mắt Vương Lâm đã tràn đầy tơ máu. Hắn đứng lên, bước tới một bước, không chút do dự tiến vào trong phạm vi cấm chế bên ngoài đan phòng. Sau khi bước ra một bước, hắn vẫn chưa dừng lại mà lại bước thêm ba bước. Bước thứ năm, trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ do dự. Trong tính toán của hắn, bước thứ năm này rất khó có thể tìm ra được đáp án chuẩn xác, dường như bất kể chân hắn hạ xuống như thế nào thì đều là sai cả. Bước thứ năm, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, sau khi trầm ngâm một lát, trên khuôn mặt dần lộ ra vẻ tươi cười. Không có bước thứ năm. Thân mình hắn tiến lên, bước thứ năm đặt tại hư không, trực tiếp nhảy qua, dừng lại trên mặt đất ở phía trước. Đó cũng là bước thứ sáu. Sau khi đặt chân xuống, Vương Lâm lập tức quan sát bốn phía, sau khi phát hiện không có dẫn động cấm chế thì mới thả vào một hơi. Thân mình hắn thuần thục như nước chảy mây bay, không ngừng qua trái lại phải. Không lâu sau, hắn đã bước ra khỏi khu vực cấm chế, xuất hiện ở cửa vào đang phòng. Hắn đang muốn đẩy cửa đi vào thì sắc mặt lập tức đại biến. Thân mình hắn mạnh mẽ lui về phía sau. Khoảnh khắc khi lui lại, cánh cửa đang phong đột nhiên mở ra từ bên trong, một đạo kiếm quang có tốc độ nhanh như tia chớp xé gió lao ra. Nhưng sau khi thấy rõ vương lâm, từ bên trong màn kiếm quang truyền ra một tiếng A à rất khẽ. Ngay sau đó, kim quang kia đột nhiên tán đi, hóa thành một bóng dáng màu trắng ngọc thụ lâm phong đây đúng là chu giật đang lui ra phía sau vương lâm thấy rõ bóng dáng chu giật thì liền ngừng lại tay phải ấn quyết phóng xuống hắn trước không nói chuyện mà nhìn vào cánh cửa đan phong đã mở ra kia bên trong và bên ngoài cánh cửa coi như hai thế giới ngăn cách nhau thần thức không thể xuyên qua điều đó cũng giải thích cho nguyên nhân sao mà chu giật không biết vương lâm tiến tới mà vương lâm cũng không nhận biết được sự tồn tại của chu giật ta biết ngươi nhất định có thể đi tới nơi này nhìn thấy vương lâm trên mặt chu giật hiện lên vẻ cảm khái và tươi cười mơ hồ còn có chút gì như đang hồi tưởng trong mắt vương lâm chu giật đã thay đổi rất nhiều càng khiến cho vương lâm cảm thấy kinh ngạc chính là trên người chu giật không ngờ lại có một chút khí tức cực kỳ giống với khí tức trên thứ không niết pháp bảo vương lâm tham kiến tiền bối tại hạ đã không quên hứa hẹn năm đó dù là trả giá đại giới vương mổ cũng nhất định phải mang thi thể thanh sương tới gặp lại Chu Dật, đáy lòng Vương Lâm rất xúc động. Chu Dật là một trong số rất ít ân nhân trong đời hắn. Mặc kệ tu vi Vương Lâm giờ đã đạt tới mức độ nào thì đối với ân nhân, hắn luôn cực kỳ cung kính. Chu Dật nhìn Vương Lâm, thần sắc lộ ra vẻ vui mừng, lắc đầu nói, "Ta và ngươi không cần xưng hô hai tiếng tiền bối. Nếu không chê thì chỉ cần gọi ta một tiếng Chu đại ca là được." Nói tới đây, ánh mắt của Chu Dật đột nhiên ngưng trọng cẩn thận nhìn Vương Lâm thật kỹ. Ai, thương thế của ngươi nặng thế này sao? Nguyên thần ngươi ảm đạm mơ hồ, lại vì khôi phục quá chậm nên ẩn hoạn rất sâu. Trong khi nói, thần sắc của Chu giật lộ ra vẻ hàng lãnh. Vương Lâm cười khổ, liền đem sự từng trước đó liên quan đến hư không tử đơn giản nói qua một chút. Hắn cũng chưa nói đến bản nguyên, chỉ nói đến Chu tức giác tỉnh cũng không phải là vương lâm không tín nhiệm chu giật mà sự tình liên quan đến bản nguyên quá mức trọng yếu hư không tử hai mắt của chu giật hiện lên hàng quang nhìn về phía vương lâm ánh mắt lộ ra vẻ thân thiết nếu không vì đưa thanh sương đến cho ta hắn cũng sẽ không nguy hiểm như thế hư không tử người này ta nhớ kỹ chu giật gật gật đầu cũng không hỏi việc này nữa nhưng cũng khắc ghi cái tên hư không tử trong lòng đã thương Vương Lâm đang đưa Thanh Sương đến vì mình chẳng khác nào động vào vẫy ngược của hắn. Nếu là có cơ hội, với tính cách của Chu Dật, nhất định sẽ khiến hư không tử trả giá thảm thống. Người tới đây nhất định là vì đang dược nơi này đi. Nơi này đang dược tuy nhiều nhưng năm đó sớm đã bị Vân Tiên Đạo Lữ lấy đi tuyệt đại bộ phận. Một ít còn lại cũng chỉ có tác dụng đối với linh thể. Vì phương thức cất chứa loại đang dược này rất phức tạp, hai người Vân Tiên Đạo Lữ năm đó mới không lấy đi. Chu giật nói xong, lập tức lại hơi chuyển giọng nói, tuy nhiên ngươi cũng đừng ngại, đang dược chữa thương cho ngươi ta sẽ nghĩ biện pháp thu thập. Chu giật nói xong liền nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp xuyên qua cấm chế bên ngoài đan phòng. Ở giữa không trung hóa thành hư ảnh, hướng về phía trước ôm quyền bình tĩnh nói, hai vị tiền bối vân tiên đạo lữ, người này là bạn cũ của Chu mổ, có thể xuất hiện tặng chút đang dược được không? Một tiếng cười khẽ từ phương xa truyền đến, chỉ thấy hai hao đạo tử quan từ bên trong cấm chế lóe lên. Hai người Vương Nguy và Hồ Quyên đi ra. Mỗi bước của hai người không dài nhưng quỷ dị là chỉ bước ra ba bước đã đi tới bên ngoài đan phòng. Tay phải Vương Nguy vung lên, cấm chế bên ngoài đan phòng lập tức biến mất, coi như chưa từng xuất hiện vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại. Trước đó Vương Mổ đã đoán Vương Tiểu Huynh Đệ và Kiếm Linh có chút quan hệ, quả nhiên là đúng. Vương Nguy cười cười, tay phải chụp một cái vào hư không. Lập tức phía trước liền có một cái khe bỗng nhiên xuất hiện trong hư không. Sáu cái bình ngọc màu tím lập tức bay ra, bay tới trên lòng bàn tay của Vương Nguy. Sáu bình ngũ phẩm ngưng tiên đan, đối với ngươi có lẽ có chút tác dụng. Nói xong, tay phải Vương Nguy vung lên, sáu bình đang dược lập tức bay tới phía trước Vương Lâm. Từng trận tiên khí nồng đậm từ trong sáu cái bình ngọc này truyền ra, vừa ngửi thấy đã cảm giác tâm thần thoải mái. Vương Lâm ôm quyền, bắt lấy sáu cái bình ngọc, sau khi thần thức đảo qua cũng chưa lập tức ăn vào mà để vào trong túi trữ vật. Nữ tử Hồ Quyên đánh giá cẩn thận Vương Lâm một lúc, đột nhiên mở miệng nói, ngươi là truyền nhân của phá diệt cấm. Thanh sắc của Vương Lâm bất động, nhìn Hồ Quyên bình tĩnh trả lời, không phải là truyền nhân, chỉ là biết một ít mà thôi. Ở bên cạnh, sau khi nhìn đến sáu bình tiên đan, chu giật không khỏi nhíu mày, hơi trầm ngâm một chút, nhìn Vương Nguy rồi ôm quyền nói, vương nguy tiền bối người này không chỉ là bạn cũ của tại hạ mà còn có đại ân đối với chu mổ việc năm đó thủy chung chu mổ vẫn chưa nói trên thực tế chu mổ bị phong ấn nơi này được hắn đến cứu nếu không như thế sợ rằng chu mổ cũng không có ngày gặp lại tiền bối vương nguy nhìn chu giật một cách thâm thúy tay phải nâng lên chụp về cái khe kia một cái lúc này đây từ bên trong cái khe bay ra năm bình ngọc tán phát ánh sáng nhiều màu bắt lấy chúng Vương Nguy đều ném về phía Vương Lâm. Bên trong bình này có 5 viên đan dược, tên là Tàn Thiên Đan, ăn vào có thể khiến cho thương tổn của nguyên thần giảm xuống mức lớn. Sau khi Vương Lâm tiếp nhận đan dược, thần thức đảo qua liền cảm nhận được tiên khí nồng đậm bên trong. Nó gần như một bầu thiên tử, vượt xa tiên đan trong 6 bình đan dược vừa rồi. Sắc mặt của Chu Dật vẫn nhăn lại, hiển nhiên là vẫn chưa hài lòng. Hắn cắn răng, không ôm quyền nữa mà nói, tiền bối vừa biết chu mổ là vũ chi kiếm tiên nói vậy hẳn là cũng biết được vũ chi tiên quân thanh sương hai mắt vương nguy lập tức nhưng trọng hắn không nói gì mà từ trong cái khe lấy ra ba bình đang dược cũng không giới thiệu công hiệu nữa mà trực tiếp ném cho vương lâm vương lâm tiếp lấy thần thức đảo qua lập tức thần sắc có chút biến hóa tiên khí bên trong ba bình đang dược không ngờ lại còn nồng đậm hơn trong mấy chiếc bình nhiều màu kia hiển nhiên càng tốt hơn nữa Vãn bối năm đó ở vũ chi tiên giới có mê luyến một khối nữ thi, sử dụng tiên ngọc tháp để lưu giữ nữ thi này khiến cho thân thể không bị hủ, tồn tại vĩnh hằng. Ánh mắt của Chu Dật hiện lên vẻ như đang hồi tưởng, đem hết thảy những gì liên quan đến thanh sương trước đây đều nói ra. Sao ta mới biết được rằng nàng không phải là đình nhi mà là tiên quân thanh sương? Thần sắc của Vương Nguy có chút biến hóa. Chuyện xưa của Chu Dật Trước đó hắn lo lắng sư hồn sẽ hủy mất linh thể này cho nên vẫn ẩn nhẫn không hỏi. Lúc này là lần đầu tiên hắn nghe được. Hồ Quyên bên cạnh hắn ánh mắt lại lộ ra một tia kích động. Hai người nhìn vào nhau một cái. Tay phải vương nguy lại từ trong cái khe lấy ra hơn 10 loại bình có màu sắc khác nhau, toàn bộ đều ném về phía vương lâm. Nhìn chầm chầm vào chu giật, vương nguy trầm giọng nói, ngươi kể tiếp đi. Thần sắc vương lâm cổ quái, hắn hiện tại đã hiểu hàm ý của chu giật trong lời nói nghĩ biện pháp thu được đang dược lần cuối cùng ta mang đình nhi đi vũ chi tiên giới ở nơi đó ta gặp được vương lâm vẻ mặt hồi tưởng trong mắt chu giật lại càng đậm hắn coi như hoàn toàn chìm đắm vào trong từng điểm ký ức tốt đẹp và khó quên ngày nào trên mặt mang theo một nụ cười khe khẽ theo từng câu từng chữ của hắn sự tình của vũ chi tiên giới năm đó chậm rãi được kể ra Vương Lâm bình tĩnh lắng nghe, cũng bị kéo theo vào hồi tưởng. Vương Nguy và Hồ Quyên nhất thời bị dẫn dắt vào bên trong ký ức chân thật kia. Nhất là khi nghe đến đoạn có người muốn cướp đoạt khối thi thể của Thanh Sương, vẻ dịu dàng của Hồ Quyên lập tức bị một tia sát khí xâm chiếm. Còn ánh mắt của Vương Nguy lại lóe lên hàng quang, lộ ra một cổ uy áp cường đại tràn ra xung quanh. Ta vì nàng cam nguyện thiêu đốt hết thảy, ta tuyệt không hối hận. Chu giật thì thào cho tới tận bây giờ, hắn cũng không có chút nào hối hận về những việc mình đã làm ngày đó. Nghe được Chu Dật vì bảo vệ thi thể của Thanh Sương mà thiêu đốt cả hồn phách, sau khi đạt tới vấn đỉnh thì thần trí mới thanh tĩnh lại nhưng vẫn dứt khoát không hối tiếc, ánh mắt của Hồ Quyên nhìn về phía Chu Dật mang theo cả một tia thương cảm. Nghiệt duyên. Vương Nguy thầm than. Lấy tu vi và lịch duyệt của hắn, tự nhiên chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra thật giả trong lời nói của Chu Dật. Theo như lời chu giật thì nguyên thần bên trong thân thể thanh sương, vì ngàn năm si mê của hắn mà tàn hồn dần thức tỉnh, đem chu giật đang sắp phải diệt vong cứu sống, trở thành tân vũ chi kiếm linh. Cảnh tượng ngày nào theo miệng của chu giật lại hiện lên. Hai người Vương Nguy và Hồ Quyên Lâm vào trầm mặt. Một lúc lâu sau, Vương Nguy thở dài một tiếng, hướng về chu giật không người ôm quyền cảm khái nói, đại ân của chu huynh, Vương Mổ thay mặt thanh sương xin tạ ơn trước trước đây có gì đắc tội mong rằng chu huynh đừng trách hồ quyên bên cạnh hắn lúc này cũng lộ ra thần sắc đau thương nhìn về chu giật cuối người nói đại ân của chu huynh vợ chồng hai người chúng ta tuyệt sẽ không bao giờ quên thật và giả hai người bọn họ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết được kết hợp với phán đoán trước đây lời nói của chu giật lại càng không có điểm nào không hợp lý hai người bọn họ làm sao không tin hơn nữa thân phận vũ chi kiếm linh của chu dật đã chứng minh hết thảy những điều hắn nói nói vậy vương lâm tiểu huynh đệ hẳn là vì mang theo thi thể của thanh sương mà tới vương nguy nhìn về phía vương lâm trong mắt không che giấu vẻ cảm khái và tán thưởng hồi tưởng lại đôi chút nhận thức về vương lâm trước đó hắn không ngờ tới người này lại trọng nghĩa như thế lúc này mọi sự tình dường như đã sáng tỏ nhưng vương lâm vẫn không lập tức xuất ra thân thể thanh sương mà lui về phía sau vài bước hắn nhìn Vương Nguy và Hồ Quyên, bình tĩnh hỏi, hai vị tiền bối rốt cuộc có thân phận như thế nào? Đối với thần sắc cực kỳ cẩn thận của Vương Lâm, Vương Nguy lại càng thêm tán thưởng. Người này càng cẩn thận, càng phù hợp với việc được chu giật nhờ vả. Thôi, thân phận của Vương Mổ cũng chưa từng nói ra với ai trong vô số năm qua. Ngươi và Chu Dật đều có đại ân với ta, càng là có đại ân với tiên đế Thanh Lâm, nếu còn muốn giữ bí mật thì Vương Mổ không làm được. Vương Nguy thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía màn sương đen trung tâm của tầng thứ sáu động phủ tiên đế, thần sắc lộ ra một tia cảm khái. Vương Mổ là đệ nhất thị vệ của tiên đế Thanh Lâm năm đó, đồng thời cũng là đệ tử thứ hai của ân sư. Vương Nguy chầm chầm mở miệng. Khoảnh khắc khi hắn nói ra thân phận của bản thân, từ trên người hắn lập tức phóng ra một cổ khí thế không thể hình dung nổi, trong khí thế này lại lộ ra một cổ ngạo ý long trời lỡ đất mơ hồ vương lâm dường như có thể cảm nhận được phong tư của vương nguy này ở tiên giới năm đó ta là đệ tử thứ bảy của ân sư thuở nhỏ cùng lớn lên với thanh sương muội muội hồ quyên hạ giọng nói năm đó khi tiên giới gặp phải đại kiếp nạn sụp đổ thì hai người bọn ta ra ngoài làm việc may mắn thoát khỏi một kiếp sau đó chúng ta biết được ân sư vẫn chưa bỏ mình mà bị trọng thương đang ẩn nấp bế quan hai người chúng ta đã đi tìm qua vô số động phủ cuối cùng xác định ân sư ở trong yêu linh chi địa này. Tâm thần của Vương Lâm chấn động, rơi vào trầm mặt. Hồ Quyên liếc nhìn Vương Lâm một cái, nâng tay vung về phía cấm chế bên cạnh, lập tức cấm chế này nổi lên biến hóa, so với cấm chế nguyên bản thì uy lực lại cường đại hơn nữa. Ngươi hẳn đã nhìn ra cấm chế bên ngoài đan phòng này đã khác, lấy tu vi về cấm chế của ngươi thì tất nhiên cũng đoán ra sau khi tiên đế động phủ này được ân sư mở ra, kiến trúc và toàn bộ cấm chế bên trong đều là do một mình ta vì ân sư mà bố trí. Như thế sau khi cho thêm cấm chế gia nhập vào mới có thể khiến chúng hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Thanh âm của Hồ Quyên không lớn nhưng cũng đã rơi hết vào tai Vương Lâm. Vương Lâm hít sâu một hơi, cười khổ nói, hóa ra là người, ta còn tưởng rằng là Vương Nguy tiền bối. Vương Nguy lắc đầu cười nói, cấm chế thuật của ta cũng không thể bằng nàng được, nếu không năm đó cùng nàng đánh cuộc cũng đã không thua rồi vương lâm vỗ túi trữ vật đang định xuất ra tiên ngọc tháp thì đúng lúc này thần sắc của vương nguy đột nhiên biến đổi quay ngoắt đầu nhìn về phía xa xa một tiếng cười bén nhọn đột nhiên quanh quẩn khắp tầng thứ sáu này nháy mắt khi tiếng cười lạnh bén nhọn này vang lên vương lâm nhìn về phía xa một người giống như đang đạp trên hư không nhanh chóng lao về phía nơi này bối la ánh mắt vương lâm chợt lóe lên đệ tử của thanh lâm được lắm không ngờ dùng cấm chế đem bản yêu vây khốn. Sau mấy bước bối la đã tới gần, liếc mắt cái đã thấy vương lâm ở trong đám người này, thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ ngươi cũng có thể đi đến nơi này. Hai mắt bối la bắn ra quang mang cổ quái. Hàng mang trong mắt vương nguy lóe lên, hừ lạnh một tiếng bước tới, tay phải bấm quyết chỉ về phía trước, lập tức có một màn mưa bỗng nhiên biến ảo ra, lao thẳng về phía bối la. Thân mình hồ quyên lại bước vào cấm chế bên cạnh, làm rách đầu ngón tay nhanh chóng dùng máu vẽ ra một phù văn cổ quái ở trong hư không một loạt phù văn này vừa xuất hiện liền lập tức tản mát ra từng trận u quan đúng lúc này hết thảy cấm chế trong tầng thứ sáu tiên phủ này giống như sống lại không ngờ toàn bộ đồng thời bắt đầu lóe lên dường như tất cả đều tản mát ra u quan từ mọi phương hướng nhanh chóng bay lên lao thẳng về phía bối la đang bước tới giữa không trung một màn u quan từ trong toàn bộ cấm chế lóe ra đầy trời theo cái chỉ tay của Hồ Quyên Nhất Tề ngưng tụ lại. Hai tay của cổ yêu bối la đẩy mạnh về phía trước, một cổ yêu khí sông thiên từ trong cơ thể gào thét lao ra, hình thành một cơn lốc xoáy. Bản yêu không muốn đánh đấu với hai người các ngươi. Hai người các ngươi không phải là muốn cứu Thanh Lâm sao? Bản yêu lại đang muốn tìm tên cổ ma tháp già kia. Tuy nói chúng ta bất đồng nhưng cũng có thể hợp tác được. Sợ là với lực lượng của hai người các ngươi thì không thể mở ra phong ấn của cổ ma tháp già được. Nếu là có thêm bản yêu thì cơ hội thành công sẽ lớn hơn. Bối la ở bên trong lốc xoáy, mặc cho lốc xoáy gào thét bên ngoài thân thể, thanh âm hắn truyền ra giống như vạn vẹo, dừng trong tai dường như có thể khiến cho thân thể người nghe chấn động. Vương Lâm vốn đang bị thương, lúc này sắc mặt tái nhật. Hắn không chút do dự lập tức xuất ra mấy viên đang dược ăn vào, không kịp thúc giục hắn nhìn chầm chầm vào không trung, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển. Đề nghị của bản yêu như thế nào? Nếu chúng ta tiếp tục đấu đá thì các ngươi không thể cứu tiên đế ra được, bản yêu cũng không giết được cổ ma tháp già, cuối cùng chỉ có lợi cho hắn mà thôi. Thanh âm bối la tạo ra cảm giác đầy yêu dị. Trên thực tế bối la làm thế là vì rất kiên kỵ sự phối hợp của Vương Nguy và Hồ Quyên. Hơn nữa toàn bộ cấm chế nơi này đều do Hồ Quyên không chế. Trước đó, Bối La Ly khai tán thiên trì, ở trong tầng thứ tư của tiên phủ đã gặp vân tiên đạo nữ. Hai bên đã trải qua một trường ác đấu, cuối cùng không ai giết được ai. Nhưng vì có sự tồn tại của Hồ Quyên nên khiến cho bối la bị cấm chế vây khốn mất mấy tháng. Lần này hắn tiến đến, không phải là đánh nhau tiếp mà là để hợp tác. Ánh mắt Hồ Quyên chợt lóe lên, nhìn về phía Vương Nguy. Vương Nguy nhìn chầm chầm bối la một lúc lâu rồi hàng quang trong mắt dần tiêu tan, tay phải vung lên, lập tức màn nước biến mất. Hắn bình đạm nói, có thể. Đáy lòng bối la cũng thở vào một hơi, thân mình nhoáng lên dừng ở trên mặt đất nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định đối với vân tiên đạo lữ. Ánh mắt bối la đảo qua, dừng trên người vương lâm rồi cười nói, vương lão đệ, không ngờ tu vi của lão đệ lại đề cao hơn không ít. Chỉ có điều thương thế như thế nếu không nhanh chóng chữa thương thì sự phát triển tu vi ngày sau chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn bản yêu dù sao cũng là nhờ ngươi nên mới có thể tiến vào nơi này. Nếu không có ngươi, chỉ sợ cũng không có ai để bản yêu tới nơi này. Ta mặc dù không có đang dược chữa thương nhưng thương thế của ngươi sợ rằng là do có người gây nên. Hãy nói ra kẻ làm ngươi bị thương, bản yêu sẽ làm thịt hắn, coi như để báo ân cho ngươi. Thần sắc vương lâm lạnh như băng. Lấy tâm trí của hắn, làm sao không hiểu được ý tứ thăm dò và gây chia rẽ trong lời nói của bối la này. Hiển nhiên là hắn vì Vương Lâm có thể đến được nơi này thì rất kinh ngạc, lại càng không biết quan hệ giữa Vương Lâm và Vân Tiên Đạo Lữ. Nghe vậy, khóe miệng Vương Lâm lộ ra một tia mỉm cười, ông Quyền nói, như thế liền đa tạ cổ yêu đại nhân trước. Còn kẻ thương tổn ta thì nếu là gặp mặt, vương mổ tự nhiên sẽ vạch mặt ra. Đến lúc đó, cổ yêu đại nhân cũng đừng nuốt lời là được. Ánh mắt bối la chợt lóe lên, cười ha hả, cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Tự nhiên lúc này cũng không thuận lợi để đưa thi thể thanh sương ra. Tay phải vương nguy đưa vào trong ngực, lấy ra một viên đan dược được bọc trong thanh sáp, ánh mắt lộ ra vẻ tiếc núi, rồi đưa cho vương lâm. Đây là thanh đan mà năm đó ta được ân sư đưa tặng. Không quản người tu tiên lực hay nguyên lực, chỉ cần là linh khí của thiên địa thì sau khi ăn đan dược này vào, toàn bộ thương thế đều nháy mắt khôi phục. Đan dược này ta cũng còn lại không nhiều. Ngươi có thể lựa chọn ăn vào bây giờ hoặc lưu lại dùng trong cơn nguy hiểm sau này. Trong khi nói, vương nguy lạnh lùng liếc mắt nhìn bối la một cái. Đan dược này hắn đâu chỉ là không nhiều lâm mà thực ra chỉ có ba viên. Một viên ở trong tay hồ quyên, hai viên hắn bảo quản. Nháy mắt khi nhìn thấy viên đang được màu xanh này, trong mắt bối la hiện lên vẻ tham lam. Đối với thanh đan này hắn thật sự rất rõ ràng. Năm đó, hắn cùng với cổ ma đánh lén thanh sương với thương thế quỷ dị của thanh sương ăn đan dược này vào cũng không có nhiều tác dụng nhưng vẫn có một chút do đó liền tạo ra một sự phản kháng rất lớn cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu dẫn tới thất bại hắn có thể đưa tặng loại đan dược này chứng tỏ quan hệ giữa hai người bọn hắn và vương lâm rất tốt càng chứng tỏ hai người vân tiên đạo lữ vẫn còn có thêm nữa tuy không biết thật giả nhưng nếu thực sự đánh nhau thì cũng rất phiền toái ánh mắt bối la từ đan dược kia thu hồi lại cầm lấy đan dược, Vương Lâm cũng không lập tức ăn vào mà cho vào trong túi trữ vật. Dưới sự dẫn đường của Hồ Quyên, mọi người đi thẳng vào màn sương đen ở trung tâm tầng thứ sáu. Chu dật thủy chung vẫn luôn phiêu phù bên cạnh Vương Lâm, lúc này là lúc hắn suy yếu nhất, rất cần có người thủ hộ. Chu giật tự nhiên là người đó. Rất nhanh đã tới gần màn sương đen ở trung tâm. Bối la nhìn chầm chầm vào màn sương này, ánh mắt lộ ra vẻ oán hận nếu không phải năm đó hắn thất bại thì căn bản không có khả năng để cổ ma tháp già đoạt được tiên cơ tuy nhiên như vậy cũng không phải không có chỗ tốt thanh sương kia không phải dễ dàng đối phó như thế tháp già sợ là đến hôm nay vẫn chưa thành công nếu không tất nhiên đã sớm trời đi bước vào cung điện bên trong màn sương đen vương lâm lập tức nhìn thấy một tấm bia đá ở trên mặt đất tấm bia đá này cao chừng hai trượng trên đó không có chữ nào mà chỉ có duy nhất một chữ ấn ba tầng sau là tẩm cung để ân sư bế quan lúc này không biết bên trong có biến hóa gì khác không vì thế để hành động có hiệu quả thì tốt nhất vẫn cứ chờ thêm một số người đến nữa vương lâm ngươi trước chữa thương đi như thế thì ba tầng cuối cùng cũng có lực tự bảo vệ mình vương nguy nhìn bối la ở xa xa bình tĩnh nói ánh mắt vương lâm nhíu lại có chút nhìn không thấu hai người vân tiên đạo lữ này ở trong này không ngờ còn không vội vã tiến vào mà còn phải đợi những người khác cùng tiến đến. Còn có Cổ Yêu Bối La không ngờ cũng không thèm hỏi lại, coi như có cùng ý tưởng. Đừng suy nghĩ nhiều như thế, hãy an tâm chữa thương đi. Hai người bọn họ làm việc luôn quỷ dị, điều này ta đã sớm quen rồi nhưng họ cũng sẽ không hại ngươi đâu. Ở bên người Vương Lâm, Chu Dật lấy một phương thức đặc thù của kiếm linh, truyền âm nói. Vương Lâm cúi đầu, trong mắt lóe lên một cái rồi khoanh chân ngồi xuống. Hắn không ăn viên đang dược màu xanh kia mà xuất ra những thứ khác. Sau khi nhìn kỹ, lần lượt nuốt vào, nhắm mắt lại. Tuy hắn chữa thương nhưng thần thức vẫn không phong bế. Mặc dù như thế sẽ ảnh hưởng đến tốc độ chữa thương nhưng ở trong này nhất thiết phải cần như thế. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã 7 ngày trôi qua. Trong 7 ngày này, Vương Nguy và Hồ Quyên cũng đã sớm khoanh chân ngồi xuống còn bối la cũng đồng dạng như thế. Vương Lâm thở ra một ngụm trọc khí thật sâu. Thương thế trong cơ thể đã hồi phục một chút, nhưng vẫn lưu lại ẩn hoạn. Cũng may dược vật cũng đủ, Vương Lâm lại xuất ra thêm một ít nuốt vào. Chỉ là thần thức của hắn Thủy chung vẫn tràn ngập, tập trung vào lối vào. Hắn đang đợi hư không tử tiến tới. Trong suy nghĩ của Vương Lâm, ba người hư không tử hẳn phải là những người đầu tiên đến được đại điện ở trong tầng thứ sáu này thời gian trong đại điện như trôi qua vĩnh hằng, làm cho người ta vô tình quên mất. Thương thế Vương Lâm nhờ ăn vào rất nhiều đan dược đã dần dần hồi phục. Một ngày kia, là ngày thứ 27 từ lúc mọi người bắt đầu chờ đợi. Ước chừng vào chính ngọ, Thủy Chung vẫn đang ngồi đó, Vương Nguy và Hồ Quyên gần như đồng thời mở hai mắt ra nhìn về phía lối vào. Cổ yêu bối la lại còn nhanh hơn hai người này một bước, ánh mắt đã nhìn ra. Trong thần thức của Vương Lâm truyền đến dao động, mở mắt ra, ánh mắt bắn ra quang mang kỳ dị nhìn về phía cửa vào. Nơi lối vào đại điện có một người chậm rãi đi vào. Đây là một nữ tử, có vô số bông tuyết vần quanh thân thể nàng. Những bông tuyết này không chỉ bay múa mà từ xa nhìn lại còn thấy rất rực rõ. Là nàng. Vương Lâm thu hồi ánh mắt. Người đầu tiên đi vào đại điện tầng thứ sáu này không phải là một người nào trong ba người hư không tử mà là phấn y nữ tử côn hư thánh nữ có thực lực thần bí kia thần sắc của nàng bình tĩnh sau khi bước vào đại điện thì đôi mắt đảo qua hơi dừng lại trên người vương lâm một chút rồi không nói gì khoanh chân ngồi ở một góc nửa nén hương sau khi nữ tử này ngồi xuống thần thức vương lâm lại truyền tới dao động hắn nhìn về phía cửa vào chỉ thấy trong đại điện rõ ràng xuất hiện ba bóng người hư không tử thôn cô mỹ phụ và người áo đen kia nháy mắt khi ba người bước vào trong đại điện lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người tên hư không tử liếc mắt liền thấy được vương lâm sát khi nghe thiên từ trong hai mắt điên cùng lóe lên khoảnh khắc khi hắn nhìn thấy vương lâm vương lâm cũng nhìn tới hư không tử hàng quan trong mắt vương lâm lộ ra bình tĩnh mở miệng nói cổ yêu đại nhân hắn chính là người đã thương ta nháy mắt khi lời nói của vương lâm vang lên hai người vương nguy và hồ quyên bỗng nhìn chằm chằm về phía hư không tử còn cổ yêu bối la lại như cười như không cũng nhìn về phía đó sát khí trong hai mắt của chu giật chợt lóe lên thanh sắc bất động bước tới phía trước vài bước thu hẹp khoảng cách với hư không tử chỉ cần cho hắn một cơ hội hắn sẽ lập tức ra tay lấy bất diệt linh giác vừa mới tu thành phát huy ra thực lực khủng bố vì vương lâm xả giận một cảnh tượng bất thình lình này khiến cho hư không tử hít sâu một hơi khí lạnh mồ hôi lạnh từ trên trán lập tức triện ra trái tim vốn bình tĩnh nháy mắt cũng đã đập nhanh lên hắn không thể ngờ tới chỉ không gặp có mấy tháng mà tên vương lâm này không biết sử dụng phương pháp gì mà khiến cho những người trước mặt này vì hắn xuất thủ. Ba người vân tiên đạo lữ và người cổ quái có cái đầu bóng lưỡng kia tạo cho hắn có cảm giác dù là lúc thực lực còn ở đỉnh thì cũng phải cẩn thận huống chi lúc này thương thế hắn chưa lành, nguyên thần tổn thất mất một nửa, tu vi từ đại viên mãn rơi xuống toái niết trung kỳ. Thân mình hắn không dám có hành động gì, lại càng không dám lui về phía sau. Lúc này đây, ánh mắt của mọi người trong đại điện đều tập trung hết về phía hắn chỉ cần hắn có một hành động sẽ gặp phải một kích lôi đình của mọi người lão phu là tu chân liên minh trưởng lão hư không tử của liên minh tinh vực sư đệ của đại trưởng lão trọng huyền tử các vị đạo hữu như thế này là có ý gì hư không tử mạnh mẽ tự trấn định thậm chí không tiếc đưa ra danh phận tu chân liên minh mà hắn hiếm khi phải nhắc tới tu chân liên minh vương nguy lãnh đạm nhìn hư không tử lắc đầu nói, thân phận rất cao. Hồ Quyên đang nghe chuyện trên TV audio CV cười khẽ, tùy ý liếc nhìn hư không tử một cái. Đối với tu chân liên minh, hai vợ chồng nàng thật sự chưa bao giờ để vào mắt. Không phải là do tu vi của trọng huyền tử không cao, cũng không phải thực lực của tu chân liên minh yếu kém mà là ở thân phận của hai người bọn hắn đều là đáng để kiêu ngạo. Nhất là Vương Nguy, tính cách bất khuất thì dù là tiên giới năm đó đều được người người biết đến chẳng qua hiện tại biến cố đã trải qua vô số năm tính cách của vương nguy cũng áp chế thật sâu không dễ dàng hiển lộ ra nhưng tính cách bá đạo cũng không phải năm tháng có thể ma diệt hai người vương nguy và hồ quyên là đệ tử của đệ nhất cường giả tiên đế thanh lâm dù là khi còn tiên giới vi danh hai người cũng đã rất hiển hách khi hai người bọn họ thành danh thì tu chân liên minh cũng chưa xuất hiện chẳng qua chỉ là một đám luyện khí sĩ của hạ giới mà thôi thậm chí cổ yêu bối la cũng nhếch miệng cười trong mắt lộ ra vẻ trào phúng bản thân hắn là cổ yêu đối với tổ chức mới quật khởi tu chân liên minh tự nhiên cũng có chút mỉa mai khi hắn thành danh ở giới ngoại thì giới nội này vẫn là thiên hạ của tiên giới hơn nữa dù nói vô số năm qua hắn bị vây khốn tại yêu linh chi địa nhưng thông qua rất nhiều tu sĩ đi đến nơi này hắn cũng ít nhiều biết đến những sự tình có liên quan đến tu chân liên minh thậm chí so với hiểu biết của nhiều người thì còn tỉ mỉ hơn. Trọng Huyền tử sư huynh ngươi cũng là hạng người kiêu hùng. Nghe nói người này khi tiên giới còn chưa sụp đổ thì là người nổi bật nhất bên trong đám luyện khí sĩ của hạ giới. Thừa dịp tiên giới gặp phải đại kiếp nạn, toàn bộ hủy diệt thì hắn là nhóm đầu tiên liều chết nhảy vào tiên giới, cùng cướp đoạt với rất tứ thánh tông Thanh Long và rất nhiều luyện khí sĩ nổi danh năm đó cuối cùng không biết hắn sử dụng phương pháp gì mà đạt được tuyệt đại bộ phận truyền thừa của tiên giới lúc đó mới có tu chân liên minh người như hắn bối la ta cũng rất bội phục chỉ là ngươi bối la lắc lắc đầu vẻ trào phúng trong mắt càng đậm sắc mặt của hư không tử âm trầm ba người trước mắt này khiến đáy lòng hắn rất phẫn nộ nhưng vẫn mạnh mẽ đè nén xuống chỉ về vương lâm mở miệng nói ta cùng với tên tiểu bối này có tư thù hôm nay các vị đạo hữu nếu ra mặt thì việc này tạm thời bỏ qua lão phu hửa sẽ không gây phiền toái gì có hắn ở trong động phủ này lúc này đây các vị đạo hữu cũng là vì cùng nhau tiến vào tầng tiếp theo cần gì bởi vậy mà tổn thương hòa khí nếu vì vậy mà có ảnh hưởng tới việc đi tới thì quả thực không đáng giá hàng trăm ý niệm lóe lên trong đầu hư không tử hắn vội vã nói nhanh những lời này của hắn ẩn chứa tâm kế đầu tiên là nhúng nhường hứa không lôi thôi với vương lâm ở trong này, lại còn lấy đại cục làm trọng, không đáng tạo ra một hồi chém giết. Lấy thân phận và tu vi của hắn, có thể khiến hắn nói ra những lời này dĩ nhiên là cả đời này gần như là chuyện không có khả năng. Hắc y nhân bên cạnh hư không tử lẳng lặng đi ra xa rồi khoanh chân ngồi xuống, hiển nhiên là biểu lộ thái độ tuyệt không tham gia vào việc này. Chỉ có thôn cô Mỹ phụ kia sắc mặt tái nhợt, đứng bên cạnh hư không tử. Vương Nguy thu hồi ánh mắt lạnh lẽo khỏi người hư không tử. Giết tên hư không tử này tuy không khó nhưng vẫn sẽ có phiền toái. Dù sao người này cũng là tu sĩ toái niết, tuy bị trọng thương nhưng nếu hắn là sư đệ của trọng huyền tư, tất nhiên cũng có một số pháp bảo và thần thông bảo mệnh. Trước mắt hãy lấy việc nghĩ cách để cứu viện sư phụ làm trọng. Vì vương lâm mà giết người này thì cũng không cần nhất thời nóng nảy. Mắt thấy chuyện này tự hồ sẽ lặng lẽ trôi qua, đáy lòng hư không tử cũng thầm thở vào một hơi. Nhưng đúng lúc này, Vương Lâm lại đứng lên. Khoảnh khắc khi hắn đứng dậy, đồng tử trong hai mắt của hư không tử lập tức co rút lại, nhìn chồng chọc vào Vương Lâm. Nháy mắt khi hắn nhìn về phía Vương Lâm, chu giật ở bên cạnh Vương Lâm lập tức toàn thân tuôn ra hàng mang, cả người giống như một thanh lợi kiếm xuất võ, nhất thời liền hóa thành một đạo kiếm quang, lao thẳng về phía hư không tử. Khoảnh khắc khi chu giật lao ra, vương lâm lại bước tới một bước tay phải bấm quyết trong hai mắt liền xuất hiện hai ngọn lửa phừng phừng thiêu đốt từ tay phải theo thân mình vương lâm lao lên lập tức hóa thành một con chu tước hỏa diễm con chu tước này kêu lên một tiếng vỗ cánh lên gần như cùng với kiếm quan của chu giật đồng thời nhằm về phía hư không tử các ngươi muốn chết sát khí hiện lên trong mắt của hư không tử tay phải hắn vung lên lập tức có một cơn lốc xoáy màu vàng đất trống rỗng xuất hiện quét mạnh về phía trước. Vương Nguy vốn không muốn ra tay nhưng chứng kiến Vương Lâm và Chu Dật đột nhiên lao lên thì nếu hắn không xuất thủ, Vương Lâm và Chu Dật dĩ nhiên có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chu Dật không thể chết được, Vương Lâm cũng mang thi thể thanh xương tới cũng không thể chết. Trong khi thầm thang, tay phải Vương Nguy chỉ về phía trước, lập tức có một màn nước màu lam đột nhiên xuất hiện, phát ra quang mang nhiều màu đột nhiên lao thẳng tới phía trước. Tốc độ này quá nhanh, cơ hồ nháy mắt đã tới phía trước cơn lốc xoáy màu vàng đất của hư không tử. Phong. Vương Nguy bình tĩnh mở miệng nói. Nháy mắt khi hắn thốt ra lời này, màn nước nhiều màu liền hóa thành một mảnh hơi nước, tràn ngập xung quanh bốn phía cơn lốc xoáy màu vàng kia. Nó vừa tản ra lập tức co lại, trong tiếng bang bang đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong cơn lốc xoáy màu vàng này. Lập tức lốc xoáy dường như yên lặng, đình chỉ xoay tròn, ầm một tiếng, hóa thành vô số đất cắt quét ngang về bốn phía một phen tâm kế hoãn binh của hư không tử đã vì vương lâm ra tay trước mà thất bại ngay trong gan tất đối với sự táo bạo và tâm cơ của vương lâm hư không tử không khỏi có chút kinh hãi hành vi quyết đoán như thế hư không tử tự vấn bản thân ở tuổi của vương lâm hắn cũng tuyệt không thể làm được dù là đám hậu bối mà hắn biết thì cũng hiếm thấy nhân vật nào được như thế con lốc xoáy màu vàng tan nát khiến cho con chu tước do thần thông của vương lâm biến thành trực tiếp xuyên qua đám đất cát kia lao tới phía trước khoảnh khắc hỏa diễm dâng lên ngập trời hình thành sóng nhiệt không cùng tản ra bốn phía ập thẳng tới hư không tử công kích của vương lâm trừ khi xuất ra thiết kiếm kia nếu không hư không tử vẫn không thèm để vào mắt điều hắn bận tâm chính là vương nguy hồ quyên và bối la lúc này đối mặt với công kích của vương lâm hư không tử vỗ túi trữ vật lập tức trong tay xuất hiện một cái túi nhỏ màu đen dưới cái vung tay của hắn liền tràn ra một mảnh bụi màu tím bụi này vừa xuất hiện liền hóa thành một mảnh giống như bùn lại có từng trận mùi hôi thối bốc lên hướng về phía vương lâm và chu giật bao phủ lấy hai người bối la nhếch miệng cười thân mình nhanh chóng bước tới phía trước nhất thời thân mình hắn đã xuất hiện ở giữa vũng bùn này hung hăng hút mạnh một cái lập tức trong đại điện vang lên âm thanh gào rít, chỉ thấy vũng bùn này như bị chưng hấp, toàn bộ bị hút vào trong tay áo của bối la. Ánh mắt hắn lộ ra quan mang tham lam, liếm liếm môi, lập tức nhoán lên tiếng thêm về phía trước, tới bên người hư không tử, tay phải hung hăng chụp một cái về phía trước. Sắc mặt của hư không tử đại biến, thân mình không chút do dự lui nhanh về phía sau, hai tay bấm quyết liên tục điểm về phía trước. Âm thanh ầm ầm vang khắp đại điện. Lúc này, con chu tước do thần thông của vương lâm biến thành cũng nháy mắt đã tới gần mang theo hơi nóng cực cao từ một bên phóng tới hư không tử nổi giận gầm lên nguyên thần trong cơ thể bỗng nhiên từ trong cơ thể biến ảo ra tràn ngập bên ngoài thân thể khoảnh khắc con chu tước của vương lâm tới gần tay phải của hư không tử điểm ra lấy tu vi cường đại của hắn một chỉ này lập tức khiến con chu tước tứ phân ngũ liệt hóa thành vô số hỏa diễm tản ra bốn phía thân mình của hư không tử vẫn chưa chút đình chỉ hướng về phía xa lao ra cố gắng kéo dài khoảng cách với bối la nhưng tốc độ của bối la còn nhanh hơn đuổi theo sát hư không tử ở trong đại điện âm thanh bang bang cũng không ngừng vang lên mỗi lần thanh âm này truyền ra sắc mặt của hư không tử lại thêm tái nhật một chút trong khi bối la truy kích yêu khí toàn thân của hắn ầm ầm vân dũng thường khi hắn đưa tay bấm quyết liền có thần thông yêu thuật ầm ầm tràn ra dưới thần thông trùng điệp cơ hồ có thể khiến cho người ta cũng phải hoa cả mắt hư không tử căn bản không có sức mà hoàn thủ chỉ có thể không ngừng lùi về phía sau bị động chống cự càng làm cho hư không tử cảm giác đau đầu chính là con chu tước đã tan nát kia nhưng sau khi hóa thành hỏa diễm liền ngưng tụ lại lần nữa biến thành chu tước sau khi thành hình thì hỏa diễm lại còn nồng đậm hơn tiếp tục nhằm về phía hư không tử mặc cho hư không tử đang bị bối la truy kích tiêu diệt con chu tước này như thế nào thì gần như vừa tan nát, hỏa diễm lập tức lại ngưng tụ. Dường như con chu tước này là một hồn thể bất tử. Ngoài ra còn có kiếm quan của chu vật cũng không ngừng truy sát, nhưng cũng không thể dễ dàng tới gần hư không tử, mà chỉ tìm kiếm cơ hội liền lóe lên. Thông cô Mỹ phụ kia nước mắt tràn ra, do dự một lúc, đang định lao lên trợ giúp. Chỉ là Vương Lâm bỗng nhiên nhìn về hướng nàng, ánh mắt lạnh lẽo lập tức khiến nàng nhớ tới lời nói và uy lực đáng sợ của vương lâm trước khi đi ở tầng thứ nhất cước bộ của nàng lập tức dừng lại theo bản năng nàng tránh né ánh mắt của vương lâm ý niệm muốn tiến lên trợ giúp trong đầu nàng cũng liền bị dập tắt sắc mặt của hư không tử càng trở nên tái nhợt nếu chỉ có thế cũng còn đỡ nhưng làm hư không tử càng thêm lo lắng chính là vương nguy đã đứng lên bước tới hình thành thế giáp công cùng với bối la mơ hồ đã tập trung hoàn toàn vào hư không tử Chư vị đạo hữu, nếu không tiếp tục tham dự vào chuyện này thì chuyến hành trình tiên đế động phủ này, lão phu hứa sẽ không lấy bất cứ thứ gì, còn hứa sẽ giúp các ngươi phá vỡ hết thảy phong ấn bên trong tiên phủ này." Hư không tự thấy vương nguy đã định ra tay liền lập tức hét lớn. Hai mắt của Vương Nguy nhíu lại, Bối La cũng hơi nheo mắt, tốc độ truy đuổi có chút chậm lại. Đúng lúc này, đột nhiên từ cửa vào đại điện xuất hiện dao động, có người sắp tiến vào thiên vận tử từ bên ngoài tiến tới. Phía sau hắn lăng thiên hậu và hồ lô lão giả cũng lần lượt đi vào. Chứng kiến một màn này ở trong đại điện, lăng thiên hậu ngẩn ra, chỉ có ánh mắt thiên vận tử lộ ra quan mang như đã thấu triệt, như cười như không quét về phía hư không tử. Thiên vận tử, giúp ta. Thân mình hư không tử nhoáng lên một cái, đang định lui nhanh về phía sau. Nhưng nháy mắt lúc này, tay phải vương lâm bấm quyết, lập tức con chu tước lần nữa ngưng tụ ầm ầm chuyển động vẫn chưa ập tới người hư không tử đã ầm ầm nổ tung hóa thành vô số hỏa diễm tản ra xung quanh nháy mắt này kiếm quan do chu giật hóa thành bỗng nhiên bột phát ra kiếm khí sắc bén chưa từng ó lần nữa tràn ngập một tia khí tức pháp bảo thứ không niết lao thẳng về phía hư không tử đang bị hỏa diễm bao trùm kia trong khi đang đi tới hư không tử quay ngoắt người tay phải bấm quyết đang muốn thi triển thần thông thì vào lúc này đôi môi của thiên vận tử khẽ nhúc nhích lập tức thần thông mà hư không tử đang sắp thi triển bỗng nhiên dừng lại coi như bị một lực lượng vô hình đem nó cắt đứt nháy mắt sắc mặt của hư không tử đại biến ngay tại chốc lát này chu giật biến thành kiếm quang xé gió xuyên qua hỏa diễm bay thẳng về phía hư không tử tốc độ này quá nhanh lóe lên đã tới trước ngực hắn một tiếng nổ ầm vang lên ở bên trong đại điện hư không tử phun ra một nguồn máu tươi cả người lùi lại mấy bước. Sau khi dừng trên mặt đất, lập tức chỗ hắn đặt chân chợt truyền ra tiếng răng rắc, lập tức sụp đổ hóa thành những mảnh vụn. Kiếm quan kia tiêu tan, lần nữa hóa thành bộ dáng của Chu Dật. Sắc mặt của Chu Dật tái nhợt, toàn thân gần như trong suốt. Đại lượng linh khí từ trong cơ thể tiêu tan, thân thể dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến thành hư vô. Hiển nhiên một kích khiến hư không tử bị thương này cũng khiến Chu Dật hao tổn rất lớn trong lui về phía sau đến bên cạnh hai người vương nguy và hồ quyên chu giật truyền âm cho vương lâm nói vương lâm một kiếm kia ta không giết được hắn nhưng dẫn phát thương thế trước đây của hắn khiến hắn càng thêm trọng thương nói xong chu giật khoanh chân ngồi xuống bên cạnh nhanh chóng hồi phục linh lực lại không biết từ chỗ nào hắn xuất ra đang dược nuốt vào đang dược này chuyên dành cho linh thể cũng chưa thành viên mà là một túi tròn có linh khí lưu động bao quanh sắc mặt của hư không tử không còn chút huyết sắc nào Thương thế trong cơ thể vốn rất nghiêm trọng, một đường đi tới luôn phải áp chế nó khiến không biến chuyển tồi tệ hơn nhưng dưới một kích của chu giật thì khiến thương thế bùng nổ, tu vi lại rơi xuống. Tuy còn chưa tới toái niết sơ kỳ nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì cũng không bao lâu nữa. Lúc này đây, kẻ có tu vi cao thâm như hắn không ngờ lần đầu tiên cảm nhận được sự rét lạnh, trở nên run rẩy. Hư không tử lại lùi thêm vài bước. Tay phải bấm quyết liên tiếp điểm lên người người mới miễn cưỡng áp chế được thương thế. Chẳng qua một phen hành động nảy cũng khiến hắn lập tức lần nữa phun ra máu tươi. Mang theo vẻ dữ tợn tàn khốc, hắn không nhìn về phía vương lâm và chu giật mà nhìn chầm chầm thẳng vào thiên vận tử. Thần sắc của thiên vận tử vẫn như thường, đối với ánh mắt của hư không tử cũng coi như không, bình thản nói, hư không tử đạo hữu, như ngươi hiện tại thì mới khiến lão phu có gan mà tương trợ nói xong thiên vận tử nhìn về phía vương nguy và hồ quyên ông quyền cười nói mong rằng vân tiên đạo lữ bán cho lão phu một cái nhân tình hôm nay tất cả tư thù ân oán hãy coi như võ qua vẫn là sớm tiến vào tầng tiếp theo thì hơn có được không thần sắc của lăng thiên hầu âm trầm mới vừa rồi thiên vận tử âm thầm ra tay hắn sao lại không nhìn ra được lúc này đây hắn đứng bên cạnh hư không tử ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đám người vương lâm còn có lão già mang hồ lô kia cũng trầm ngâm lạnh lùng nhìn mọi người nhưng vị trí hắn đứng cũng đã biểu lộ rằng hắn đứng về phía thiên vận tử và hư không tử cùng lúc đó ngồi ở xa xa một chữ cũng không nói phấn y nữ tử côn hư thánh nữ đứng lên nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hư không tử mỹ mâu đảo qua cuối cùng dừng lại trên người vương lâm hạ giọng nói vương đạo hữu việc này tạm hoãn lại đi đợi các ngươi rời khỏi nơi này việc giữa các ngươi côn hư chi cảnh ta sẽ không tham dự vào. Ngoại trừ người áo đen kia thì gần như đám người đã rõ ràng phân thành hai bên. Ánh mắt vương lâm chợt lóe lên, hướng về phía vương nguy ôm quyền nói, việc này không liên quan tới tại hạ, hết thảy mời tiền bối định đoạt. Vương Nguy đối với việc vừa rồi Vương Lâm ra tay trước tuy có chút không hài lòng nhưng lúc này thấy Vương Lâm rất biết chừng mực thì gật gật đầu, ánh mắt dừng trên đám người thiên vận tử, bình tĩnh nói, được, hết thảy tư thù ân oán hãy tạm không đề cập đến ba tầng sau cùng này nơi nào cũng chứa đầy nguy hiểm các vị đạo hữu hãy đừng lưu thủ lát nữa truyền tống tiến vào sẽ gặp nhau ở trung tâm tầng thứ bảy chờ cho vương nguy nói xong đám người thiên vận tử miễn cười gật đầu hồ quyên đứng dậy đi tới hòn đá trước mặt nàng nàng đặt tay lên nhẹ nhàng nhấn xuống một cái hòn đá này lập tức phát ra quang mang lóng lánh mặt đất truyền ra từng trận âm thanh ầm ầm phản phất như bị lay động cho chấn động vậy. Trong thời gian ngắn, mặt đất của đại điện này bỗng xuất hiện một cái khe rất lớn, lộ ra bên dưới như một tinh không rực rỡ. Mọi người nơi này lập tức nhảy vào bên trong, lần lượt tiêu biến. Còn chu giật thì được vương nguy mang theo, bước về phía trước, tiến vào trong truyền tống trận trong tinh không. Tầng thứ bảy của tiên phủ này hoàn toàn khác sáu tầng trước. Nơi này không có kiến trúc lầu cắt mà là một mảnh tràn ngập biển lửa, như tự thành một thế giới riêng. Bên trong không gian không lớn này, chính giữa là một ngọn núi lửa đang phun trào. Đại lượng sương đen tràn ngập khắp bốn phía, còn có âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên. Thỉnh thoảng lại có một ngọn lửa nồng đậm từ trong ngọn núi lửa phun ra, từ không trung rơi xuống như mưa. Mặt đất cũng như da nước nẻ, bị phân cách thành vô số mảnh nhỏ, phiêu phù bên trên phiến nham tương. Từng trận hắc khí thoảng thoảng lại theo nham tương bốc lên, phát ra nhiệt độ cực cao mọi người bị truyền tống tới nơi này liền lập tức tự phân khai dừng ở những vị trí khác nhau thân mình vương lâm lóe ra xuất hiện ở nơi này nháy mắt khi nhìn rõ xung quanh chân mày hắn lập tức nhíu lại không đúng nơi này và giới thiệu về tầng thứ bảy trong địa đồ ngọc giảng thì hoàn toàn khác nhau căn bản không có điểm nào tương tự ánh mắt vương lâm lộ ra vẻ âm trầm nhìn về phía xa xa chỉ thấy ở trên mặt đất ngoài hơn trăm trượng hồ quyên kinh ngạc nhìn bốn phía trong mắt đồng dạng cũng có vẻ nghi hoặc khi vương lâm nhìn hướng về phía nàng cũng là lúc nàng nhìn lại nàng đã sớm đoán có lẽ vương lâm đã có cơ duyên nào đó đối với tiên phủ này rất hiểu biết lúc này nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt vương lâm trên mặt nàng cũng hiện lên vẻ cười khổ lắc lắc đầu vương lâm thu hồi ánh mắt nhìn thần sắc của hồ quyên không giống như đang giả bộ hiển nhiên đối với biến hóa nơi này, nàng cũng rất mờ mịt. Nơi đây là một mảnh bằng phẳng, chỉ có một ngọn núi lửa mà thôi. Như vậy thì nhập khẩu tiến vào tầng thứ 8 nhất định là ở bên trong ngọn núi lửa này. Thanh âm của Hồ Quyên vang lên, rơi vào trong tai của mỗi một người nơi này. Hư không tử đang ở xa xa, sắc mặt tái nhật. Ngay cả dưới ánh lửa chiếu rọi nơi này mà vẫn như cũ, không có nửa điểm hồng nhuận. Tay phải hắn đỡ ở ngực, Từng trần đau nhức thỉnh thoảng lại truyền đến. Ngoài ra trên miệng vết thương lại có một loại kiếm khí quỷ dị, thủy chung khiến cho miệng vết thương không thể hoàn toàn khép lại. Thiên vận tử, Vương Lâm, còn có kiếm linh kia, mối thù này lão phu nhớ kỹ, nếu không báo đáp gấp chục gấp trăm lần, lão phu tuyệt không cam lòng. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn về bốn phía. Khốn kiếp. Ngay cả tiên phủ này cũng gây khó dễ cho lão phu. Nơi đây không ngờ lại tràn đầy hỏa nguyên lực sợ rằng sẽ thuận lợi cho tiểu tạp chủng kia. Nội tâm hư không tử gào thét, mãi sau mới khôi phục lại, nhưng lập tức tâm thần chấn động, một đầu mồ hôi lạnh úa ra. Tu vi rơi xuống không ngờ cũng khiến tâm cảnh của ta có biến hóa, sao lại dễ dàng tức giận như thế. Hư không tử thở sâu, áp chế nổi bực bội trong lòng, cưỡng ép bản thân bình tĩnh trở lại. Vương Nguy tiến về phía trước một bước, đi tới bên cạnh Hồ Quyên. Hai người hóa thành hai đạo trường hồng, là người đầu tiên bay thẳng về phía ngọn núi lửa ở trước mặt lúc này đám người thiên vận tử cũng đều động thân đi hướng ngọn núi lửa kia thôn cô mỹ phụ hồ lô lão già và người áo đen đồng thời bay lên hư không tử lạnh lùng nhìn về phía vương lâm đồng dạng bay đi vương lâm không nhanh không chậm tiến bước về trước đạp lên hư không chậm rãi đi tới hắn tự biết tu vi không thể so với nhưng lão quái đi trước tự nhiên sẽ không xung phong đi đầu nên chậm rãi mà đi Xa xa, cũng có người đồng dạng chậm rãi đi tới. Người này chính là Phấn Y nữ tử Côn hư Thánh nữ. Đôi mỹ mục của nàng nhìn về phía Vương Lâm, bước chân chậm lại như đang chờ đợi hắn. Thần sắc của Vương Lâm lạnh như băng, nhìn thấy Phấn Y nữ tử dừng chân thì từ bên cạnh vượt qua, rất nhanh tránh xa, không muốn dây dưa với người này, dần dần tiến gần tới ngọn núi lửa trước mặt. Phấn Y nữ tử thấy Vương Lâm vòng qua thì hừ nhẹ một tiếng, cũng không thèm để ý tới nữa thân mình hóa thành một đạo trường hồng, bay nhanh về phía ngọn núi lửa. Thấy phấn y nữ tử rời đi, hai mắt vương lâm như lóe lên quang mang kỳ dị. Tuy nói nơi này so với giới thiệu trên địa đồ ngọc giảng có sự khác biệt nhưng trên đường tiến tới, vương lâm lại từ mặt đất nước nữ này nhìn thấy được một chút dấu vết còn sót lại của tiên ngọc. Rất hiển nhiên, vô số năm trước nơi này đúng là tầng thứ bảy của tiên phủ chỉ là vì xuất hiện một biến cố nào đó không ngờ mà khiến cho nơi này hóa thành một đống hoang tàn trong biển lửa nhìn ngọn núi lửa cao ngất trong mây kia vương lâm nhắm hai mắt lại thần thức tràn ra một lúc sau hắn mở to hai mắt càng thêm xác định với phán đoán của mình ngọn núi lửa này tuyệt đối không phải tự nhiên xuất hiện mà là bị người ta dùng thần thông chuyển tới sau đó đặt ở nơi này càng tới gần ý niệm này càng được chứng thực tại chân ngọn núi lửa này vương lâm rõ ràng nhìn ra đá và kết cấu của mặt đất nơi này hoàn toàn khác biệt như vậy thì những người khác cũng đã nhìn ra sự cổ quái của ngọn núi lửa này vương lâm đứng dưới chân núi không nóng nảy đi lên mà khoanh chân ngồi xuống ánh mắt hắn lóe lên nhìn về bốn phía cuối cùng dừng lại ở một cái khe tràn ra nham tương bên cạnh nhiệt độ cực cao từ bên trong tan ra nhưng cũng không khiến cho vương lâm có chút gì không thích mà ngược lại càng khiến hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái thậm chí nguyên lực trong cơ thể dường như cũng như sống lại. Biến cố nơi này đối với ta mà nói cũng là có cái lợi khác. Tay phải vương lâm buông xuống, tiến nhập vào trong dung nham. Lập tức hắn cảm nhận được một cổ hỏa nguyên lực tràn ngập, dường như vô biên vô tận. Tay phải của hắn vẫn để trong nham tương. Đối với hắn mà nói thì nhiệt độ cực cao bên trong lại rất là thoải mái. Tâm thần hắn khẽ động, nguyên lực trong cơ thể bỗng nhiên vận chuyển, tự hành tuần hoàng, trở thành một cơn lốc xoáy trong cơ thể cơn lốc xoáy này xoay tròn lập tức từ trong cơ thể vương lâm truyền ra từng trận lực hút lấy tay phải của hắn làm cầu hỏa nguyên lực ở trung dung nham lập tức vân dũng chuyển động không ngờ theo tay phải vương lâm chậm rãi bị hút vào trong cơ thể hắn sáu đại thần thông của tiên đế bạch phàm thì thần thông thứ ba ta đã học được nhưng dựa vào lời của sư huynh thanh thủy nói thì ba thức sau mới chính là chỗ tinh diệu trong đó thức đầu tiên trong ba thức sau đó là sơn băng tại sát vực giới ta từng nhìn thấy sư huynh thi triển ra rất giống với ngọn núi lửa bùng nổ vương lâm vừa suy nghĩ vừa hấp thu hỏa nguyên lực đồng thời nhìn về phía ngọn núi lửa vô biên trước mắt bên phải vương lâm người áo đen có ẩn tàng hắc long ấn ký cũng không tiến vào ngọn núi lửa mà khoanh chân ngồi xuống tay trái cũng nhúng vào bên trong dung nham hắn cũng giống như vương lâm đang hấp thu hỏa nguyên lực ở trong nham tương này ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía vương lâm trong mắt hiện lên vẻ kiên kỵ và bất thiện. Hỏa chu tước Nếu là có thể cắn nút thêm hỏa chu tước thì viêm long của ta có thể thức tỉnh lần thứ hai hay không? Trong khi đó, theo vương lâm không ngừng hấp thu, lập tức có đại lượng hỏa nguyên lực như những dòng nước, lần lượt dũng mãnh tiến vào bên trong cơ thể hắn, vần quanh nguyên thần, làm dịu đi nguyên thần khi mà đã thích ứng được với hỏa nguyên lực này. Một loại cảm giác cực kỳ thoải mái đang xuất hiện trên tâm thần vương lâm trước đó trong tầng thứ sáu dù nói hắn đã ăn vào rất nhiều đan dược thương thế cũng đã khôi phục nhưng thủy chung vẫn không thể hoàn toàn hồi phục như ban đầu lúc này đâu theo việc không ngừng hấp thu hỏa nguyên lực thương thế vương lâm lại dần hồi phục thêm nữa tuy chỉ thông thả nhưng cũng khiến vương lâm nhìn thấy hy vọng chỉ có điều lúc này đại đa số mọi người cũng đã tiến nhập vào bên trong ngọn núi lửa đáy lòng vương lâm than thầm trong một tháng chữa thương ở tầng thứ sáu hắn đã từng hỏi qua vương nguy về phương pháp phá giải độc dược dục tiên dục tử chỉ có điều năm đó ở tiên giới hai người vương nguy và hồ quyên cũng rất ít khi tiếp xúc với độc dược cũng có nghe qua độc dược dục tiên dục tử nhưng chỉ biết đôi chút mà không được cụ thể do đó hy vọng cởi bỏ độc tố trên người tư đồ nam cũng chỉ biết đặt lên trên người tiên đế thanh lâm hoặc thanh sương mà thôi ở lại tầng thứ bảy này khá lâu vương lâm thở sâu trong cơ thể nguyên lực xoay tròn đã biến thành lốc xoáy, lập tức truyền ra lực hút còn vô biên hơn nữa. Trong thời gian ngắn, sau khi thông qua cánh tay phải hấp thu đôi chút hỏa nguyên lực, Vương Lâm rút tay ra, đứng dậy, lao thẳng về nhập khẩu nơi đỉnh ngọn núi lửa. Nháy mắt khi Vương Lâm đứng lên, người áo đen ở xa xa kia cũng đứng dậy, từ một phương hướng khác tiến lên đỉnh núi. Đối với hắc y nhân này, Vương Lâm đã sớm chú ý tới. Đối phương cũng giống như mình, có thể hấp thu hỏa nguyên lực. Trên mi tâm người này đồng dạng có ấn ký, khiến cho Vương Lâm rất cảnh giác. Tốc độ của Vương Lâm không nhanh, giống như một cơn gió nhẹ thổi bay về phía đỉnh, dần dần tới noi. Đây có một miệng núi lửa rất lớn, từng trận khói đen dày đặc tử bên trong thoát ra, tản về bốn phía, tới tận chân trời. Nơi này cũng cực kỳ nóng bỏng, thậm chí nham thạch gần miệng núi lửa cũng theo thời gian mà bị ăn mòn, tuy chưa sụp đổ nhưng cũng đỏ bừng một mảnh, nhìn rất kinh mắt đứng trên một kiến nham thạch màu đỏ hồng bên miệng núi lửa, thần sắc vương lâm vẫn như thường. Nhiệt độ cực cao nơi này không khiến hắn có chỗ nào không thoải mái cả. Hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới, bên trong đó bị một hỏa hồng bao phủ, khói đen giống như quỷ ảnh mờ ảo, thỉnh thoảng lại theo miệng núi lửa bốc lên. Không chút do dự, vương lâm lại bước tới, thân mình như sao bẳng lao thẳng vào bên trong miệng núi lửa. Dọc đường, thần thức vương lâm tràn ra xung quanh, lão xuống gần như thẳng tắp theo sự tiến nhập của hắn khói đen lượng lờ bên trong lập tức tiêu tan từng trận sóng nhiệt ập vào mặt đồng thời khi tạc vào người vương lâm liền bị toàn bộ lông tóc hắn hấp thu nhanh chóng tiến vào trong cơ thể hóa thành một tia nguyên lực dung nhập vào bên trong viễn xạ hai mắt vương lâm lóe lên quang mang kỳ dị tốc độ trầm xuống càng nhanh hơn phía sau hắn người áo đen kia đồng dạng bay xuống nhưng vẫn bảo trì một khoảng cách nhất định đối với vương lâm hắn cũng không muốn bởi vì khoảng cách gần quá mà khiến vương lâm động sát khí đối với vương lâm qua thời gian ngắn tiếp xúc và nhìn thấy một màn kia hắc y nhân này dĩ nhiên biết đối phương không tầm thường mà là loại người sát phạt quyết đoán tâm ngoan thủ lạc nhưng tâm cơ cũng rất thâm trầm ngay cả hư không tử mà vẫn liên tục chịu nhục dưới tay người này đến nỗi tu vi cũng bị rơi xuống rất nhiều nếu đổi lại là người khác ở vào vị trí của vương lâm sợ là rất khó để làm được như hắn thành thuộc du tẩu trong rất nhiều cường giả, lại lấy thế đè địch. Lại còn dám công kích hư không tử khiến hắn trong chốc lát đã tiến thoái lưỡng nan. Nghĩ đến đêm sự kiên kỳ của hắc y nhân đối với vương lâm càng sâu. Nhất là khi trong đầu hắn hiện lên một cảnh tượng ở tầng thức nhất, lời nói cuồng ngạo và ánh mắt trước khi đi của vương lâm có thể bức lui khí thế của hư không tử, trong ký ức của hắc y nhân này vẫn còn như mới. Hơn nữa ở chỗ này, dù hắn có thể hấp thu hỏa nguyên lực nhưng so với Vương Lâm, thiên hạ đệ nhất thiết hỏa chi linh chu tước thì vẫn không thể bằng được. Muốn thôn phệ người này, rất khó, rất khó. Đáy lòng Hắc Y nhân này than thầm. Một phen tâm tư phức tạp của Hắc Y nhân kia, Vương Lâm tự nhiên không thể nào biết được. Lúc này tốc độ của hắn ngày càng nhanh, không ngừng hấp thu sóng nhiệt mạnh mẽ từ phía trước truyền tới nhiệt độ ẩn chứa trong sóng nhiệt kia đã ngày càng mạnh thậm chí ngay cả vách đá nham thạch xung quanh miệng núi lửa đều xuất hiện vô số khe nứt nhan sắc đã không phải màu đỏ thẫm mà đã đen thui hiển nhiên ẩn chứa hỏa độc càng nhiều vách đá núi lửa nơi này không phải bóng loáng mà có nơi nhô ra thân mình vương lâm nhoáng lên dừng ở trên một vách đá nhô ra trên khối đá này có rất nhiều khe nứt lại có màu đỏ sậm từng trận khói đen từ bên trong nổi lên bay hướng phía trên vương lâm đứng trên khối đá này một lúc lập tức một tảng đá lớn phía dưới khối đá này vàng lên âm thanh ào ào, bị bóc tách vỡ ra, chìm xuống biển lửa vô tận bên dưới. Khi thân mình vương lâm hạ xuống, hắn hút một cái thật mạnh, lập tức sóng nhiệt không ngừng từ bên dưới phun lên lập tức bị hắn đương trường nuốt vào trong miệng. Cảnh tượng này khiến vương lâm như đang cắn nuốt biển lửa. Sóng nhiệt như hóa thành thực chất, hình thành ngọn lửa bị vương lâm hút vào trong cơ thể. Thân mình vương lâm lùi lại phía sau một bước, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ hồng nhuận nhưng đôi mắt lại cực kỳ sáng ngời. Nguyên lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, không ngừng tiêu hóa hỏa diễm lực này. Nửa nén hương sau, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên, hừ lạnh một tiếng rồi lại chìm vào bên trong núi lửa. Khi bóng dáng Vương Lâm rời đi không lâu, thân mình của Hắc Y Nhân dừng lại trên một khối đá nhô ra, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Cắn nuốt hỏa viêm lực như thế, người này thật sự là người điên hỏa diễm lực là bạo ngược nhất hắc y nhân này tự vấn chính mình cũng không dám cắn nuốt như thế chỉ có thể mở ra một đạo mà hấp thu mà thôi tốc độ của vương lâm càng lúc càng nhanh không lâu sau hắn dần dần đi vào đáy ngọn núi này từ xa xuyên thấu một mảnh sóng nhiệt và sương khói hắn đã có thể thấy được hết thảy bên dưới dưới đáy ngọn núi lửa này toàn bộ đều là dung nham đỏ sậm dung nham này tạo thành một biển dung nham thỉnh thoảng lại bốc lên một đám bọt khí. Bọt khí này vỡ ra, lập tức lại có một tảng sóng nhiệt từ bên trong tán phát ra, tràn về phía trên. Cũng có khói đen bay lên, dưới sự thúc đẩy của sóng nhiệt này cuối cùng cùng nhau phun trào. Bên trên biển nham tương kia có một tòa cung điện được khảm vào bên trong vách đá núi lửa. Bộ dáng của cung điện này hoàn toàn giống với những tòa cung điện nhập khẩu có 6 tầng trước. Chỉ có điều, trên đại môn của cung điện này với máu đen như viết nên một văn tự phức tạp như rồng bay phượng múa. Văn tự này thoạt nhìn như một phù văn nhưng nhìn kỹ lại không giống. Xem bộ dáng nó lộ ra một cổ điên cuồng, ngẫm lại trên từng nét chữ lại như truyền ra từng trận khí thế điên đảo thiên địa, nghịch chuyển càng khôn. Khoảnh khắc khi nhìn thấy văn tự này, đồng tử trong hai mắt vương lâm co rút lại. Hắn lập tức nhìn ra văn tự này thuộc loại ngôn ngữ của bộ tộc cổ thần, cũng chính là văn tự của cổ yêu và cổ ma. Ma. Đây là một chữ ma. Lúc này bên ngoài cung điện, đám người vương nguy, hồ quyên, cổ yêu bối la và đám người thiên vận tử, hư không tử chia làm hai phương đang phiêu phù giữa không trung, nhìn chầm chầm vào đại môn của đại điện. Lăng thiên hầu, hồ lô lão già và thông cô Mỹ phụ đang thi triển thần thông, không ngừng triển khai công kích đánh vào đại môn của đại điện. Từng trận âm thanh ầm ầm vang lên, nhưng dưới sự trùng kích của sóng nhiệt thì âm thanh vang lên như bị phân cắt thành mảnh nhỏ, không thể truyền đi được xa, cũng không tạo ra hồi âm. Vương Lâm tiến đến lập tức khiến hư không tử ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra sát ý nhưng cũng nhanh chóng ẩn nhẫn xuống. Thân mình nhán lên, Vương Lâm tới bên cạnh Vương Nguy và Hồ Quyên. Hắn nhìn chầm chầm vào đại môn của cung điện, nhíu mày lại. Lúc này Lăng Thiên Hầu gầm nhẹ, sáu đạo nguyên thần kiếm biến ảo ra, lấy tốc độ cực nhanh ầm ầm đánh vào đại môn. Chữ ma trên cánh cửa lập tức kịch liệt lóe lên nhưng không chút tổn hại. Phong ấn tiến nhập tầng thứ 8 này lão phu không đã khai được. Lăng thiên hầu hừ lạnh một tiếng, thối lui ra sau. Còn thôn cô Mỹ Phụ và hồ lô lão già cũng lắc đầu từ bỏ. Vương Nguy và hồ quyên cũng nhíu mày, hai người cũng thử qua phong ấn này nhưng cuối cùng cũng không phá vỡ được nó. Còn có phong ấn này thì không thể tiến vào trong cung điện được. Vương Nguy nhìn chầm chầm vào chữ ma cỡ trên cánh cửa, trong lòng hắn biết rằng với tu vi của mình thì hiển nhiên không nên ra tay trước mặt những lão quái này. Hắn dứt khoát lui lại, khoanh chân ngồi trên một khối đá nhô ra gần đó, nhắm hai mắt lại, bắt đầu thổ nạp. Tuy hắn đã tọa nhưng thần thức vẫn rất cảnh giác. Cách vương lâm không xa, trên một khối đá thấp hơn một chút, phấn y nữ tử đang đứng ở đó, bên ngoài thân thể nàng có vô số bông tuyết không ngừng xoay tròn, kháng cự lại nhiệt độ cực cao nơi này. Bị dung nhập rất nhiều bông tuyết tràn ngập này, ngay cả nham thạch dưới chân nàng cũng dường như bị đóng băng. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắc y nhân phía sau vương lâm cũng đã sớm đến nơi này, cẩn cẩn thận lơ lửng một bên, nhìn chầm chầm vào cung điện, rơi vào trầm ngâm. Chữ ma trên đại môn của cung điện ẩn chứa một phong ấn lực khó có thể tưởng tượng nổi. Tính cả vương nguy, hồ quyên, thiên vận tử và bối la gần như liên tiếp nhau ra tay cuối cùng gần như cả hai bên đều không ngừng công kích từng trận âm thanh ầm ầm vang lên không ngờ phá được sự trùng kích của sóng nhiệt khiến âm thanh vang lên tạo thành hồi âm bên trong núi lửa này lập tức khiến cho rất nhiều tảng đá bị bóc tách ra rơi xuống thanh âm ầm ầm không ngừng theo những thần thông của mọi người vang lên ngày một lớn cuối cùng gần như hình thành một mảnh dù là bên ngoài ngọn núi cũng có thể nghe thấy ân thanh trầm muộn từ bên trong lan ra Cuối cùng dưới một kích của Bối La, liên hợp với tất cả thần thông của mọi người lập tức hóa thành một cơn gió lốc quét ngang qua, lao thẳng về phía cung điện. Chỉ nghe một âm thanh long trời lở đất vang lên, toàn bộ ngọn núi lửa cũng như phải rung rẩy, dung nham phía dưới như sôi trào, phản phất như đất trung núi chuyển. Chữ ma cực lớn trên đại điện kia lập tức sụp đổ. Đại môn mở ra nhưng ngay lập tức lại có kinh biến xuất hiện. Khoảnh khắc khi chữ ma tiêu tan, đại môn mở ra, lập tức dung nham ở bên dưới trở nên phiên đảo kịch liệt. Từng trận âm thanh trầm muộn từ bên trong biển dung nham kia không ngờ ầm ầm dâng lên. Nó giống như sóng cuộn, trực tiếp trùng kích lên phía trên. Cảnh tượng này phản phất như có một cổ trùng kích không thể dung ngập vào trong nam tương mà đẩy nó lên, khiến núi lửa bùng nổ. So với vừa rồi, nhiệt độ còn nồng đậm hơn vô số lần từ bên trong dung nham điên cuồng dâng lên. Nhiệt độ cực nóng này ập lên, khiến cho không ít nham thạch xung quanh vỡ vụn ra, chưa kịp bóc tách đã liền hóa thành một mảnh hắc khí theo lực trùng kích bay thẳng lên trên. Lúc này đây ở bên ngoài nếu là nhìn về phía núi lửa thì lập tức cảm nhận được một đất ầm ầm chấn động. Ngọn núi lửa dường như cũng lay động, từng mảng lớn khói đen với khí thế kịch liệt hơn trước đó vô số lần điên cùng theo miệng núi lửa phun lên, phóng thẳng ra giữa đất trời, hình thành một cuộc trụ tròn không ngừng khuếch tán ra. Khói đen này bao phủ bầu trời như muốn che giấu cả không trung. Trên thực tế cũng đúng như thế, theo đại lượng khói đen không ngừng phun ra, gần như chỉ trong nháy mắt, cả bầu trời đã bị khói đen tràn ngập, không nhìn thấy chút ánh sáng nào xuyên qua được nữa, khiến cho mặt đất nhất thời bị bóng tối bao phủ. Chỉ có những nơi nước nẻ có dung nham chảy bên trong mới tản mát ra một chút ánh sáng đỏ thẫm, mơ hồ chiếu sáng xung quanh. Chớp mắt khi đại môn của cung điện kia mở ra trong núi lửa, cả người bối la lao lên khoảnh khắc khi dung nham ngập trời tiến vào bên trong sau đó mọi người xung quanh ngay lập tức cũng liên tiếp nhau phóng vào chỉ có điều tốc độ của mọi người vẫn chậm một bước dung nham ngập trời bốc lên gần như cũng không khiến những tu sĩ đại thần thông này để ý nhưng khoảnh khắc khi dung nham theo bên người bọn họ bốc lên lập tức từ trong dung nham màu đỏ sậm này có một cánh tay dữ tợn bỗng nhiên vương về phía thôn cô mỹ phụ kia thôn cô mỹ phụ này kinh hoảng đang muốn tránh né nhưng so với cánh tay kia thì thân mình nàng vẫn quá chậm, gần như nháy mắt đã bị ngọn lửa tràn tới, đương trường bị kéo vào bên trong dung nham. Cảnh tượng bất ngờ này lập tức khiến những tu sĩ xung quanh chấn động. Nhưng hết thảy vẫn chưa kết thúc, theo dung nham phóng lên cao, một tiếng gầm giận dữ từ bên trong dung nham vang lên, hóa thành một mảnh bạo âm ầm ầm quanh quẩn, khiến cho nham thạch bốn phía lại sụp đổ. Theo tiếng trống giận này vang lên, từ trong biển dung nham cuồn cuộn này lộ ra một chiếc quan tài màu đỏ quan tài này bay ra khỏi dung nham lập tức tiếng cầm rít từ bên trong vang lên lại càng dữ dội sắc mặt hai người vương nguy và hồ quyên đại biến bọn họ hiển nhiên là nhận ra quan tài này lúc này không chút do dự cùng nhau bấm quyết rồi đánh vào nhau cùng một chỗ lập tức bóng dáng hai người trở nên trong suốt trong chốc lát đã vượt qua hết thảy mọi người trực tiếp tiến vào bên trong đại điện Khoảnh khắc khi hai người bọn hắn bay vào bên trong đại điện, quan tài kia vang lên một tiếng ầm rồi sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ quét ngang bốn phía, đánh về trên người của mọi người. Cùng lúc đó từ bên trong quan tài tan vỡ này có một lão già mặt hồng bào bước ra. Hồng bào lão già này toàn thân không có chút sức sống nào mà tràn đầy một mảnh tử khí. Ngay sau khi xuất hiện, thân mình lão nhoáng lên, lao thẳng về phía mọi người. Ánh mắt thiên vận tử chợt lóe lên, đôi môi nhếch lên như đang nói cái gì đó. Đột nhiên thân mình lão già đang xông tới phải dừng lại một chút. Nương theo một khắc này, tay áo thiên vận tử vung lên, lao thẳng về phía đại điện. Nhưng lúc này thân mình của hồng bào lão giả cũng ầm ầm sụp đổ. Từ bên trong đó lập tức một tiếng rít gào vang lên. Theo tiếng gào rít này, một mảnh biển lửa liền tràn ngập. Biển lửa này vừa mới xuất hiện lập tức hóa thành một con hỏa long không lồ, lao tới về phía mọi người cắn lấy. Phấn y nữ tử với những bông tuyết vờn quanh kia sắc mặt trở nên tái nhợt. Nàng muốn rời khỏi nơi nham thạch đang đứng để xông vào đại điện nhưng chưa kịp tiến vào đã bị hỏa long kia cắn nuốt, thân mình lập tức hóa thành một đạo tinh quang bị hỏa long đương trường nuốt vào. Nhận thấy mọi người đều thi triển tốc độ cực nhanh để tiến vào trong đại điện, căn bản là không có thời gian mà e dè kẻ khác. Từ khi quan tài kia xuất hiện, Vương Lâm đã rời khỏi khối nham thạch, lao về phía đại điện nhưng ngay khi hắn sắp bước vào, phía trước hắn, hư không tử vốn chỉ còn một bước là tiến vào đại điện bỗng nhiên quay ngoắt người lại, lạnh lùng nhìn về phía vương lâm. Không đợi hư không tử ra tay, con hỏa long bên dưới lập tức gào rít cắn tới. Con hỏa long này quá mức không lồ, khi há miệng ra đã liền đem cung điện kia nuốt vào trong bụng. Thân thể vương lâm bị một cổ lực hút rất lớn cuốn lấy, phút chốc đã cùng với đại điện kia bị con hỏa long nuốt vào trong người. Sau khi cắn nuốt hết thảy, con hỏa long liền chui vào bên trong dung nham trong khi vân quẩy động thân mình dung nham lập tức càng vân dũng kịch liệt hơn từng trận âm thanh ầm ầm không ngừng quanh quẩn khiến cho dung ngâm càng bốc lên cao càng lúc càng nhanh cuối cùng nó theo miệng núi lửa phun trào đại lượng dung nham bị phun ra bay khắp đất trời khi hạ xuống liền hóa thành một hỏa đoàn thiêu đốt phừng phực đại địa một lúc lâu sau hết thảy mới chấm dứt ngọn núi cũng đình chỉ bùng nổ chỉ có vô số khói đen vẫn liên tục bốc lên dung nham bên trong núi lửa dần dần hạ xuống một lần nữa trở nên yên lặng chỉ có đại điện kia cũng vì thế mà mất tích lúc này ở sâu bên dưới biển dung nham đại điện rõ ràng đã bị hỏa long nuốt vào lại xuất hiện chẳng qua bên ngoài đại điện đã bị dung nham bao phủ do đó mặc dù là ở bên trong đại điện cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cực cao kia trong nham tương bên ngoài đại điện bóng dáng vương lâm xuất hiện ở xa xa bốn phía là nham tương tản ra nhiệt độc cực nóng, chẳng những không khiến hắn bị thương ngược lại còn khiến cho thương thế trong cơ thể giảm bớt. Nơi này dung nham rất dày, Vương Lâm đang ở bên trong lập tức cảm nhận được hỏa nguyên lực vô tân đến độ khó tin. Trên thân thể hắn có đồ đằng chu tước, lúc này đang tản mát ra quang mang đỏ thẫm, cùng vang lên từng trận âm thanh của chu tước thân mình hắn khoanh chân ngồi, dần dần chìm xuống, dừng lại dưới đáy dung nham kia, cách cung điện kia chừng nghìn trượng hai tay hắn bấm quyết lập tức có một cổ hỏa nguyên lực nồng đậm từ trong dung nham bị hút vào bên trong thân thể hắn theo hấp thu toàn thân vương lâm hiện lên vẻ hồng nhuận thời gian chậm rãi qua đi cũng không biết đã trôi qua bao lâu vương lâm mở ra hai mắt bốn phía là một mảnh yên lặng nguyên lực vận chuyển trong cơ thể hắn chẳng những không dừng lại mà còn tinh tiến hơn trong lúc trầm ngâm vương lâm không lập tức rời đi mà tiếp tục khoanh chân ngồi đó Cơ hội lần này đối với hắn mà nói thì rất quý giá, sợ là rất khó có thể tìm được chỗ nào mà nắm giữ được hỏa nguyên lực nồng đậm như nơi này. Hai mắt nhắm chặt, Vương Lâm tiếp tục hấp thu hỏa nguyên lực trong hỏa diễm. Thời gian trôi qua, dần dần theo Vương Lâm hấp thu, dung nham nơi này không ngừng giảm bớt. Trong khoảng thời gian này, Vương Lâm đã tỉnh lại 3 lần. Mỗi lần đều là vì dung nham bốn phía kịch liệt dao động khiến núi lửa bùng nổ. Mỗi khi tỉnh lại, hắn đều cẩn thận quan sát cảnh tượng núi lửa phun trào đợi núi lửa bùng nổ xong hắn lại tiếp tục đắm chìm trong hấp thu một ngày kia vương lâm lần thứ tư tình lại bên trong dung nham nơi này vẫn còn vô số hỏa nguyên lực nhưng vương lâm cũng không dám hấp thu thêm theo hắn không ngừng hấp thu hỏa nguyên lực nơi này dần dần có cảm giác như hòa thành một thể với dung nham nơi đây do đó hắn mơ hồ cảm nhận được ở trong dung nham này có tồn tại một linh thể cổ quái nếu là hấp thu quá nhiều rất dễ dàng quấy nhiễu đến linh thể cổ quái nơi này dựa theo vương lâm phân tích linh thể kỳ dị này hẳn là con hỏa long đã nuốt chửng hết thảy kia trong trầm ngâm vương lâm chậm rãi đứng lên ở trong dung nham nhằm hướng đại điện phía trước đi tới nhưng chỉ đi ra mấy bước vương lâm bỗng nhiên dừng lại nhìn về phía xa xa chỉ thấy bên ngoài đại môn đang có một bọc khí đang hướng về đại điện chậm rãi tới gần cẩn thận nhìn kỹ bọc khí này thần sắc vương lâm trở nên cổ quái. Giờ phút này, tu sĩ ở bên trong bọt khí cũng đã nhìn thấy vương lâm. Bên trong bọt khí có hai người, chính là phấn y nữ tử bị hỏa long cắn nuốt và thôn cô Mỹ Phụ. Thôn cô Mỹ Phụ kia lúc này đang hôn mê, toàn thân hiện lên vẻ hồng nhuận, xem ra đang bị vây vào giai đoạn huyền tử. Những bông tuyết bên ngoài phấn y nữ tử kia đã tan biến, trên mi tâm có một dấu ấn bông tuyết, phát ra từng trận thanh lương khiến cho nàng có thể sinh tồn ở bên trong bọt khí này. Nàng liếc mắt liền nhìn thấy Vương Lâm đang tiến đến, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và kinh hãi. Nàng tuy biết rằng Vương Lâm Chu Tước đã giác tỉnh nhưng lại không nghĩ rằng ở bên trong dung nham này, Vương Lâm không những không có thương tổn gì, mà còn như đang dẫm lên đất bằng vậy. Khó trách những người đó đối với Tứ Thánh Tông lại kiên kỵ như thế. Không ngờ sau khi Chu Tước giác tỉnh, người này lại có năng lực kháng hỏa đáng sợ như thế phấn y nữ tử nhìn chằm chằm vào vương lâm nàng ở bên trong dung nham đã qua mấy tháng thủy chung không thể đi tới quá nhanh may mà lại tìm được thôn cô mỹ phụ vẫn luôn hôn mê trong cơ thể lại quỷ dị chứa đầy hỏa lực với tu vi của phấn y nữ tử không thể cứu được thôn cô mỹ phụ này bên trong dung nham tuy có pháp bảo hộ thân của sư tỷ đưa tặng nhưng đi lại vẫn rất gian nan mấy tháng qua cuối cùng nàng mới tìm được đến đại điện này không ngờ ở đây lại gặp vương lâm nháy mắt khi nhìn thấy vương lâm phấn y nữ tử trong lòng lại hồi hộp thần sắc có chút lo lắng khống chế tốc độ của bọt khí nhanh hơn lao thẳng về phía đại điện bởi vì đột nhiên tăng tốc bọt khí kia lập tức có chút không ổn coi như sắp sụp đổ đến nơi nhưng lúc này phấn y nữ tử cũng không thể quan được nhiều như thế chỉ mong nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với đại điện kia thần sắc của vương lâm lạnh lùng từng bước một đi trong dung nham, tiến về phía bọc khí của phấn y nữ tử và thôn cô Mỹ phụ kia. Mắt thấy đã ngày càng gần, thần sắc của phấn y nữ tử lại càng thêm lo lắng. Nàng không đoán ra được tâm tư của Vương Lâm nhưng lại biết Vương Lâm và đoàn người của thôn cô Mỹ Phụ cũng có ân oán. Lúc này tiến đến sợ rằng chính là vì giết thôn cô Mỹ Phụ này. Vương Lâm, hư không tử và ngươi có cừu oán nhưng hai người bọn ta cũng không có ân oán gì với ngươi. Phấn y nữ tử thấy khoảng cách tới vương lâm đã không đủ 10 trượng nữa nên lập tức lớn tiếng nói. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.